Trần Thiên Nhai nói ra, người tính tình quá mức ngạo khí một số, là cha trên thực tế không quá yên tâm. Hắn đón đến, nói ra, trong khoảng thời gian này, là cha qua một chỗ, lấy một cây kiếm. Hắn nói chuyện lỗ hổng thì từ giới tu di bên trong lấy ra một ngụm hoàng kim bảo kiếm. Kiếm này tên là Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm. Ngươi cầm lấy đi tích huyết nhận chủ, kiếm này tại ngươi bị thương tổn thời điểm, sẽ tự động hộ chủ. Trần Thiên Nhai nói ra. Trần Diệc Hàn tiếp nhận Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm, hắn kỳ quái nói ra, danh tự thật kỳ quái, Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm, chỉ trị giá một nguyên tiền sao. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Trần Thiên Nhai nhìn không được đánh xuống Trần Diệc Hàn đầu, hắn nói ra, nhất nguyên chính là nhất nguyên chi số. Hà lạc số lý, chu dịch âm dương, thiên địa vật lý, đây là người tại tiến hóa thôi diễn quá trình bên trong mới sáng lập nguyên hội vận thế một bộ có quy luật dự đoán phương pháp. 129.600 năm làm một nguyên, vì nhân loại một cái phát triển chu kỳ. Mỗi nguyên 12 sẽ, đều 10.800 năm. Mỗi hội 30 vận, đều 360 năm. Mỗi vận 12 thế, đều 30 năm. Nói đến đây, Trần Thiên Nhai nói, tiểu tử ngốc, tu vi chi đạo cũng không phải ánh sáng một mực tu luyện là được rồi. Cái này bên trong chỗ bao hàm học vấn cùng huyền bí là không thể tưởng tượng. Ngươi là thông minh hài tử, không muốn cả ngày trầm mê ở tử sắc. Ngươi phải biết, tu đạo huyền bí là vô hạn, mà nhân tinh lực là có hạn. Lấy có hạn tinh lực theo đuổi cầu vô hạn huyền bí, vốn là đã rất khó, ngươi như lại phân tâm. Liền càng thêm khó. Cái kia nguyên hội vận thế đều có quẻ tượng biểu thị, mỗi một năm cũng có quẻ tượng công bố thiên văn địa lý nhân sự phát triển biến hóa. Chỉ cần động huyền cơ, dùng sinh hóa lý lẽ, thiên địa vạn vật chi sinh mệnh vận trình diễn toán, liền có thể đem hết thảy toàn bộ nhưng tại tâm. Mà lịch sử loài người triều đại hưng vong thế giới phân hợp tự nhiên biến hóa liền cũng đều có thể không cần đoán cũng biết. Trần Diệc Hàn không khỏi hổ thẹn. Hắn tựa hồ lúc này mới phát hiện mình cùng phụ thân ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn nói ra, hài nhi về sau nhất định hảo hảo suy nghĩ. Hắn đón đến, nói ra, đúng, phụ thân, nhất nguyên chi số hơn một vạn năm, chẳng lẽ kiếm này đã có hơn một vạn năm? Trần Thiên Nhai nói ra, cái kia thật không có. Trong này nhất nguyên là chỉ chỗ bao hàm thiên địa vạn tượng. Trần Diệc Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thiên Nhai nói ra, thần đế đi. Người tại thần vực bên trong không cần có quá nhiều ràng buộc. Tận lực đem thần vực thế lực hoàn toàn nắm ở trong tay, riêng là Vũ Vương Đình. Trần Diệc Hàn nói ra, phụ thân, bây giờ thần đế vì bọn họ mấy vị sư tôn tăng cao tu vi. Nếu không ngài trước khi đi, trực tiếp đem mấy vị sư tôn trừ bỏ, sau đó Hải Nhi đến đây trưởng quản Vũ Vương Đình. Trần Thiên Nhai nói ra, người ý tưởng này quá ngây thơ. Là cha nếu thật công nhiên làm như thế. Đó là trọng phạm nhiều người tức giận. Mà lại, thần vực bên trong còn có một số ẩn giấu thực lực, cùng bên ngoài bồi dưỡng chúng đệ tử cùng ngươi không biết trưởng lão. Là cha đem mấy vị sư tôn giết, sau đó vừa đi chi. Ngày sau, bọn họ chỉ sợ sẽ toàn bộ hợp lực tới đối phó ngươi. Hắn đón đến, nói ra, và lại, nơi này đã không phải là cha chiến trường, mà chính là thuộc về ngươi chiến trường. Là cha quá nhiều nhúng tay, đối ngươi phát triển cũng là bất lợi. Thần đế biết đối thần vực buông tay, mà làm cha cũng là thời điểm đối ngươi buông tay. Trần Diệc Hàn nói ra, hài nhi thụ giáo. Trần Thiên Nhai nói ra, tốt, là cha muốn đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Diệc Hàn nói ra, phụ thân, hài nhi không nỡ ngài. Hắn ngữ bên trong mang nghẹn ngào. Trần Diệc Hàn tuy nhiên tâm nhãn hỏng, nhưng là đối phụ thân lại là chân chính một mảnh chân thành chi tâm. Trần Thiên Nhai mỉm cười, nói ra. Ngươi là nam tử Hán, đại trượng phu. Đừng cho là cha thất vọng, biết không? Trần Diệc Hàn trọng trọng gật đầu, nói ra, hài nhi tuyệt không để ngài thất vọng. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, sau đó liền muốn quay người rời đi. Phụ thân, Trần Diệc Hàn đột nhiên nói ra, hài nhi còn có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngươi hỏi, Trần Thiên Nhai nhìn về phía Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn nói ra, ta có thể giết La Quân sao? Hắn là ngài ma kiếp, hài nhi không thể chứa hắn. Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi không thể giết hắn, mà lại cũng giết không hắn. Ngươi mỗi một lần giết hắn không thành công, liền sẽ để ngươi khí vận tổn hại một điểm. Sự tình có thể một có thể hai không thể ba, làm ngươi ba lần giết không hắn thời điểm, như vậy khí vận liền sẽ chuyển đổi, rất có thể hắn thì sẽ giết ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra,
chẳng lẽ hài nhi liền muốn trơ mắt nhìn lấy hắn trưởng thành, trở thành ngài uy? Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi không cần chủ động qua tìm La Quân phiền phức, hắn như thế nào trưởng thành đến có bao nhiêu lợi hại, cái này đều không đáng sợ, biết không? Đáng sợ là trong lòng ngươi tại e ngại hắn, sợ hãi hắn, đây chính là tránh thức chỗ đáng sợ. Bất quá là một lần ma kiếp, là cha chưa bao giờ cảm thấy đây là một vấn đề. Hài Nhi hiểu, Trần Diệc Hàn nói ra. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, theo sau đó xoay người qua. Hắn đến bí hiểm, qua nhanh chóng, tới lui không lưu một chút tung tích, quả nhiên là tránh thức nhân vật thần tiên. La Quân không dám ở Tình Thiên nhà trọ dừng lại lâu, lại là sợ nhìn vật nhớ người. Hắn đi ra Tình Thiên nhà trọ, khí trời cũng rất là sáng sủa. Lúc này là 1 giờ chiều. La Quân trong lúc vô tình đi đến một chỗ màu trắng nhà địa phương, nơi này là hậu cần chỗ nghỉ ngơi. La Quân cũng không biết mình là đi như thế nào tới nơi này. Rất nhanh, hắn lại nghe được một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. La Quân bị tiếng cười kia lây, hắn không tự kìm hãm được đi qua. Tiếng cười kia là tới từ màu trắng tường viện đằng sau. La Quân đi qua, hắn tại trước cổng chính trông thấy mấy cái tên nữ tử ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm, đồng thời nhàn nhã ăn khai tâm quả một loại quả vặt, bên cạnh còn có rượu vang đỏ chờ chút. Đây thật là một cái rất lợi hại hài lòng buổi chiều, chỉ ít đối cho các nàng những nữ hài tử này tới nói. La Quân lập tức cũng liền nhìn ra, những nữ hài tử này là trong thần vực phục vụ nhân viên, các nàng phần lớn là Los Angeles bản thổ thị dân. Tại thần vực công tác, là một kiện rất lợi hại thể diện, tiền lương cũng rất cao, phúc lợi rất lợi hại công việc tốt. Các nàng ở chỗ này không thể nghi ngờ là rất vui vẻ. Các cô gái cũng đã nhìn thấy La Quân. Trông thấy cái kia một cái chớp mắt, đều là sững sờ một chút. Bất quá tất cả mọi người không quá nhận biết La Quân, nhưng là các nàng cũng biết, đã có thể xuất hiện tại thần vực bên trong, cũng không phải phục vụ nhân viên, như vậy thì nhất định là thần vực thành viên. Thần vực thành viên đối cho các nàng tới nói, cái kia chính là thuộc về biên chế bên trong chính thức viên công, bất kỳ một cái nào đều là khiến người ta hâm mộ, đều là điều đắt tồn tại. Các nàng đối với thần vực tới nói, bất quá là nhân viên tạm thời a. Các nàng nhìn thấy La Quân, thì có chút không dám quá làm càn. Bất quá lúc này, La Quân rốt cục nhìn thấy một vị người quen cũ. Lai một đầu tóc vàng từ trong nhà mặt đi tới, nàng trông thấy La Quân, không khỏi cười một tiếng, nói ra, La Quân, làm sao ngươi tới chúng ta nơi này? Là tìm ta sao? Cái này cũng thật không trách Lai tự mình đa tình, La Quân đến nơi đây, tựa hồ chỉ có tìm nàng hiềm nghi a. La Quân là cái nhanh nhạy người, hắn mỉm cười, nói ra, đúng, cũng là tìm ngươi. Hắn cười một tiếng, nói ra, rất lâu không gặp ngươi, cho nên sau khi trở về, muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Lai cười một tiếng, nói ra, tốt, ngươi chờ ta một chút, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện phiếm. La Quân nói ra, tốt. Lai sau đó thì đi vào thay quần áo. Những phục vụ nhân viên đó đem La Quân mời tiến đến, mời hắn nhập tòa. La Quân rất là khách khí nói cảm ơn. Ước chừng sau 10 phút, Lai ăn mặc màu đỏ nghỉ dưỡng áo sơ mi đi ra, nàng mang màu đỏ kính râm, tóc ghim lên, thân dưới mặc quần bò. Bộ dạng này lộ ra mỹ lệ phi thường mà thời thượng. Nàng là tuyệt đối mỹ nhân, là muốn khiến nam nhân bình thường làm điên cuồng. La Quân liền cũng liền đứng dậy, Lai vừa đi gần, La Quân đã nghe đến trên người nàng có loại mùi nước hoa, hương hoa nhài vị, rất là dễ ngửi. Sau đó, Lai rất tự nhiên sắn La Quân cánh tay, hai người cùng ra ngoài. Động tác này, 10 phần thể nghiệm Trung Tây hai bên văn hóa khác biệt. Lai sắn La Quân cánh tay, là một cái lễ nghi. Đối với nàng tới nói, cũng là lễ nghi. Mà tại Hoa Hạ bên này, thì là một loại nam nữ lẫn nhau biểu thị hảo cảm tín hiệu. Bình thường nữ chính động sắn nam cánh tay, dù cho không phải bạn bè trai gái, vậy cũng cách một bước này không xa. La Quân biết rõ Lai lễ nghi, cho nên hắn không có hiểu lầm gì đó. Hai người lái xe ra thần vực. La Quân lúc này cũng không bài xích bên người có người cùng hắn, hắn sợ hãi một người tịch mịch, một người thời điểm, thì dễ dàng suy nghĩ lung tung. Về sau, La Quân dừng xe ở Mỹ Lệ Hương Sơn thưởng thức đài chỗ. Nơi này hôm nay không có người nào đến, thì La Quân một chiếc xe. Người có tâm sự, Lai hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra. Ta biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Lai cũng cười một tiếng, nói ra, hết sức rõ ràng,
chỉ kém không có khóc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi quá khoa trương. Lai nói, vậy ngươi nói cho ta một chút đi, nhìn ta có thể hay không khuyên bảo ngươi. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn theo rồi nói ra, ta cũng không biết nói thế nào. Lai nói ra, vậy được rồi, vậy ta cùng ngươi ngắm phong cảnh. La Quân nói ra, cảm ơn. Lai nói ra, cái này không có gì tốt tạ, chúng ta là bằng hữu nha. Bằng hữu, La Quân tinh tế dư vị hai chữ này. Bọn họ đều nói cho ta biết, nàng không có việc gì, ta cũng không dám tưởng tượng nàng có việc, ta cũng nguyện ý tin tưởng nàng không có việc gì. La Quân bỗng nhiên nói ra, nhưng là, ta trực giác lại nói cho ta biết, sự tình không phải đơn giản như vậy. Nhưng ta lại không dám đi cầu chứng, đương nhiên, thực cũng không có cách nào chứng thực. Ta hiện tại không biết phải làm gì. La Quân nói rất lợi hại mơ hồ, nhưng là thông tuệ Lai vẫn là nghe hiểu. Nàng nói ra, không bỏ xuống được, lại cầm không nổi, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy thống khổ. Nàng đón đến, nói ra, nếu như ngươi thật không bỏ xuống được, vậy liền qua dũng cảm đối mặt. Bởi vì nên đối mặt thủy chung đều muốn đối mặt, biết rõ nói ra chân tướng, tổng tựa như lừa mình dối người có quan hệ tốt. La Quân nhìn nhiều Lai, sau đó, hắn bỗng nhiên nói ra, ngươi nói đúng, ta nhất định muốn rõ ràng, nàng hiện tại đến thế nào. Sau đó, La Quân nổ máy xe. La Quân rất nhanh liền trở lại thần vực bên trong, hắn cùng Lai cáo biệt, thẳng đến Thiên Đô Điện. La Quân đi vào Thiên Đô Điện, lại trực tiếp nhìn thấy Ninh Thiên Đô. Sư phụ, không dám chân tướng đến là cái gì, ta đều muốn biết. Ta mời ngươi một năm một mười nói cho ta biết, đừng có mảy may giấu giếm. La Quân hướng Ninh Thiên Đô khẩn cầu. Ninh Thiên Đô nhìn về phía La Quân, hắn nhìn ra được, La Quân một mực đang bị tra tấn. Nhìn tới vẫn là chính mình muốn sai. Ninh Thiên Đô biết như một mực không nói, hắn chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Tốt a, Ninh Thiên Đô nói ra, đã đây là ngươi yêu cầu, như vậy vi sư giống như thực nói cho ngươi. Linh Nhi sư muội tình huống cũng không có vi sư nói lạc quan như vậy, nhưng là sư tôn đã bảo trụ nàng mệnh. Tuy nhiên cơ hội xa vời, nhưng sư tôn nói cũng có cơ hội phục sinh Linh Nhi. Kém nhất, Linh Nhi cũng chính là một mực ngủ say, nhưng cũng sẽ không chết. La Quân tránh thức thở phào một hơi. Hắn đột nhiên hỏi, sư phụ, ta minh bạch, coi như thần đế tiền bối vô pháp phục sinh Linh Nhi, ta cũng phải dốc hết sức lực cả đời phục sinh Linh Nhi. Đa tạ sư phụ, La Quân theo rồi nói ra. Ninh Thiên Đô thật sâu nhìn một chút La Quân, trong lòng của hắn là chấn kinh. Có lẽ, Linh Nhi sẽ trở thành La Quân động lực, sau đó để La Quân thành tựu vô thượng chi đại đạo đây. Từ khi tứ đế vừa ra, liền thành thế gian chi đỉnh phong. Thế gian này không còn có thể cùng tứ đế sánh ngang nhân vật. Sư tôn nói qua sẽ có nhân tài mới nổi. Ninh Thiên Đô nhìn lấy La Quân, hắn cảm thấy La Quân cũng là cái kia hoàn toàn xứng đáng nhân tài mới nổi. Đồng thời, Ninh Thiên Đô cũng cảm thấy thế sự kỳ diệu, lúc trước Trần Lăng Sư Huynh để cho mình thu nạp Quân làm đồ đệ, đó là cho Trần Lăng Sư Huynh một cái nhân tình. Bây giờ xem ra, lại là Trần Lăng Sư Huynh cho mình một món lễ lớn. Tương lai La Quân nếu là công thành danh toại, tu vi siêu phàm nhập thánh. Chính mình cái này sư phụ tên cũng chắc chắn tái nhập sử sách. Ninh Thiên Đô trong lúc nhất thời lại là suy nghĩ muôn vàn. La Quân đột nhiên lại nói ra, sư phụ, đồ nhi có một vật muốn tặng cho ngài, còn hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Ninh Thiên Đô nao nao, nói ra, há, thứ gì? Hắn nhất thời liền đến hứng thú. La Quân ngay sau đó liền đem nhân hoàng kính lấy ra, nói ra, đây là nhân hoàng kính. Hắn sau khi nói xong thì hiện lên đến Ninh Thiên Đô trước mặt. Ninh Thiên Đô tiếp nhận nhân hoàng kính, hắn tường tận xem xét một cái chớp mắt về sau, lập tức thất sắc, nói ra, lại là như thế cự bảo. Ninh Thiên Đô lộ ra có chút thất thố, thật sự là nhân hoàng kính mang cho hắn rung động quá lớn. La Quân lại là lộ ra bình tĩnh, Ninh Thiên Đô sau một hồi khá lâu, mới hỏi La Quân, nói, La Quân, người biết món pháp bảo này là cái gì không? La Quân cũng không kỳ quái, hắn nói ra, vật này chính là nhân hoàng kính. Ninh Thiên Đô nói ra, người biết nhân hoàng kính có cái gì diệu dụng sao? La Quân nói ra, có thể chế tạo giả thân thể, chuyển đổi chân thân. Còn có đây này, Ninh Thiên Đô hỏi. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, còn có đừng có dùng chỗ sao? Ninh Thiên Đô không khỏi cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc,
Nhân hoàng kính chính là thượng cổ chí bảo, làm sao có thể thì cái này công dụng. Cái này pháp bảo tạo hóa vô cùng, một khi phát huy đến cực hạn, có thể vận dụng ra nhân hoàng tinh khí, nhân hoàng tinh khí có thể hóa thành lợi hại nhất kiếm khí, giết địch ở vô hình. Mặt khác, nhân hoàng kính có thể tránh thức phỏng chế ra một người thân thể, lực lượng các loại. Bất quá chỉ có thể kiên trì 10 giây, 10 giây bên trong, thụ nhân hoàng kính khống chế. Lợi hại như vậy, La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Ninh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, sau đó liền đem nhân hoàng kính đưa trả lại cho La Quân, nói ra, ngươi tốt nhất thu đi, hiện tại ngươi còn không thể dùng ra bên trong ảo diệu, nhưng sớm muộn có một ngày, ngươi lại dùng lấy. La Quân lại là không tiếp, hắn nói ra, sư phụ, thứ này có tác dụng kỳ diệu như thế, ngài vì cái gì không thu lấy, ngược lại còn muốn nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngài thì không có chút nào tâm động sao? Ninh Thiên Đô nao nao, theo rồi nói ra, ngươi lấy thành thật đối đãi vi sư lại đến lừa gạt ngươi. Loại chuyện này, vi sư làm sao có thể làm ra được? Nếu vi sư thật làm ra được, cái kia cũng không xứng làm sư phụ ngươi. La Quân thật sâu hướng Ninh Thiên Đô cúc khom người, hắn nói ra, này nhân hoàng kính, đệ tử đã đưa cho sư phụ ngài, cái kia liền sẽ không thu hồi lại. Hắn đón đến, nói ra, bây giờ thần đế tiền bối đã rời đi, cả cái thần vực không còn có thần đế tiền bối uy áp trấn nhiếp. Như vậy còn lại sư tôn bao quát Trần Diệc Hàn những người này nhất định sẽ có hành động. Sư phụ ngài tính tình ngay thẳng, đệ tử lại không thể một mực đang bên người làm bạn tại ngài. Tình thế hung hiểm. Ngài nếu có này nhân hoàng kính, liền thì nhiều mấy phần tự tin. Coi như không nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ninh Thiên Đô cũng thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, vi sư trưởng quản Vũ Vương Đỉnh, xác thực sẽ để cho mấy vị sư tôn nhớ thương. Người này nhân hoàng kính đưa cho vi sư cũng xác thực xem như nhiều mấy phần tự tin. La Quân nói ra, cho nên ngài không phải thu không thể. Ninh Thiên Đô cười một tiếng. Nói ra, vậy được rồi, dạng này chí bảo, vi sư cũng xác thực cự tuyệt không? La Quân liền cũng cười một tiếng. Ninh Thiên Đô nói, ngươi ngồi xuống đi. La Quân nói ra, vâng, sư phụ. Ninh Thiên Đô nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? La Quân nói ra, không có cụ thể dự định, đi được tới đâu hay tới đó. Chủ yếu nhất là, ta muốn mau sớm đem tu vi tăng lên. Ninh Thiên Đô nói ra. Đáng tiếc người tu vi bây giờ không phải là dựa vào đan dược đủ khả năng để bạt, không phải vậy sư tôn cái này vừa rời đi, vi sư trưởng quản Vũ Vương Đỉnh liền có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều tiện lợi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói ra, sư phụ, ta đột nhiên cảm thấy, đan dược ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Ninh Thiên Đô nói ra, há, tại sao nói như thế? La Quân nói ra, đệ tử luôn cảm thấy, đan dược có khả năng mang đến dinh dưỡng quá có hạn. Càng là hướng về sau mặt tu luyện, đan dược cần thiết lượng quá lớn. Mà đan dược luyện chế lại rất khó khăn, có thể thần đế tiền bối lại có thể dựa vào một khỏa năng lượng tinh thạch vì các ngài cung cấp 30 năm dinh dưỡng. Cái này quá bất khả tư nghị. Ninh Thiên Đô nao nao, hắn nói tiếp, năng lượng tinh thạch xác thực vô cùng thần kỳ, nhưng chúng ta ai cũng không biết đi chỗ nào tìm. Dưới mắt vẫn là chỉ có thể dựa vào đan dược. La Quân nói ra, ngài nói cũng không sai. Hai người nói chuyện phiếm sau khi, La Quân đứng dậy cáo từ. Ninh Thiên Đô liền nói ra, gặp được cái gì không qua được khảm, đừng quên thần vực bên trong, còn có vi sư vì ngươi chỗ dựa. La Quân tâm nhất thời dâng lên một dòng nước ấm. Ninh Thiên Đô vị sư phụ này, xác thực biểu hiện ra đầy đủ nhân cách mị lực. La Quân cũng từ tâm lý tôn kính Ninh Thiên Đô. Ban đêm, La Quân trở lại Tình Thiên nhà trọ. Hắn trong phòng ngủ chìm vào giấc ngủ. Cái kia trên giường tựa hồ còn có Linh Nhi lưu lại mùi vị, La Quân ngủ trên giường mới cảm thấy có một chút an tâm. Lúc này, La Quân đối lực lượng phá lệ khát vọng. Hắn hy vọng chính hắn có thông thiên chi lực, có thể đem Linh Nhi chữa trị. Đáng tiếc, cái này thông thiên chi lực không lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhất định phải là theo dựa vào chính mình từng bước một nỗ lực. Ta hẳn là đi làm cái gì đâu, La Quân nằm ở trên giường, bắt đầu nghĩ đến ứng nên cố gắng thế nào. Có lại nhiều thủ hạ, dù chết nhiều chung thì có ích lợi gì? Tranh bá thiên hạ sao? Có thể cái kia có ý nghĩa gì? Chính mình trọng yếu nhất cũng là tăng thực lực lên, cứu Linh Nhi a. La Quân tâm lý liền hạ quyết tâm, ngày mai về quận Bo, sau đó bắt đầu hấp thu huyết dịch, không ngừng tăng lên chiến đấu lực.
Trước không suy tính nói quả sự tình, ít nhất cũng phải để tu vi đến trường sinh cảnh 9 tầng. Như thế về sau, mới là cân nhắc ngưng kết đạo quả vấn đề. Rất nhanh, La Quân liền ngủ mất. Trong mộng, hắn mộng thấy Linh Nhi trở lại bên người, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy mà thanh lãnh. La Quân cuồng hỉ ôm nàng, hôn hít lấy nàng, cái kia hôn là như vậy ngọt ngào. Ngay tại lớn nhất ngọt ngào thời điểm, La Quân đột nhiên giật mình tỉnh lại. La Quân ngồi xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía một vùng tăm tối, lại là chỉ có chính hắn cô đơn ảnh chỉ. Nhất thời, một trận bi thương từ trong lòng dâng lên. La Quân nước mắt kềm nén không được nữa. Sáng ngày thứ hai, La Quân tiếp tục đi cùng hướng bái thần đế. Xét thấy thần đế đã rời đi, Ninh Thiên Đô không nhắc lại để La Quân khi sư tôn thỉnh cầu. Bởi vì thần đế cũng không có khả năng cho trả lời chắc chắn. Dưới mắt tình thế phức tạp, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đây. Các vị sư tôn đi vào trước triều bái. Tuy nhiên thần đế không tại, nhưng tin tức này tất cả mọi người sẽ không tiết lộ, bởi vì đây là mọi người cộng đồng lợi ích. La Quân cùng Lâm Băng còn có ngọn núi ánh sáng sáng sớm đứng chung một chỗ chờ đợi. Ngọn núi ánh sáng sáng sớm bỗng nhiên nói với La Quân, đúng, tiểu sư đệ, ta nghe sư tỷ nói một việc. La Quân nhìn ngọn núi ánh sáng sáng sớm liếc một chút, sau đó tôn kính vô cùng nói, há, sư huynh nghe nói cái gì? Ngọn núi ánh sáng sáng sớm nói ra, sư tỷ nói ngươi có một mặt thần kỳ tấm gương, vô cùng lợi hại cùng ảo diệu. Không biết là có hay không có thể cho sư huynh ta thưởng thức một phen. La Quân không khỏi nhìn Lâm Băng liếc một chút. Lâm Băng hơi hơi áy náy, nàng nói ra, nhị sư huynh không là người ngoài, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra. Sư tỷ ngươi không phải lanh mồm lanh miệng người. La Quân cười nhạt một tiếng. Ngọn núi ánh sáng sáng sớm sắc mặt liền cổ quái, hắn liền nói ra, xem ra tiểu sư đệ là không nguyện ý, vậy coi như sư huynh ta chưa nói qua. Không phải ta không nguyện ý. La Quân nói ra, ta đã đem cái kia cái gương đưa cho sư phụ. Sư huynh muốn thưởng thức, có thể đi tìm một chút sư phụ. Hắn không nguyện ý tại trước mặt công chúng nói ra nhân hoàng kính ba chữ, cho nên tận lực nói là cái kia cái gương. Nhân hoàng kính nếu là bị người có quyết tâm nghe được, sợ là sẽ phải mang đến rất nhiều phiền phức. Lâm Băng cũng là cả kinh, nói ra, người đưa cho sư phụ. Người thật cam lòng. La Quân khắp không thèm để ý nói ra, tấm gương kia lại quý giá, nhưng ta sẽ không dùng, đối với ta như vậy tới nói đều là vật vô dụng. Ta có cái gì không nỡ? Lâm Băng không khỏi cười mắng, số tiểu tử, người thật thoải mái. La Quân cũng cười một tiếng. Triều bái hoàn tất về sau, La Quân trở lại Tình Thiên nhà trọ. Hắn chuẩn bị thu thập một chút đồ, vật, sau đó cùng Ninh Thiên Đô chào từ biệt, tiếp lấy rời đi nơi này. Lúc này, Lâm Băng tới. Lâm Băng đi thẳng đến La Quân phòng ngủ, nàng lúc đi vào đợi trông thấy La Quân chính trên giường tìm thuộc về Linh Nhi sợi tóc. Động tác này để Lâm Băng nhìn ngốc ngẩn ngơ, không biết làm sao, nàng hốc mắt thì đỏ. La Quân đem sợi tóc dùng túi thơm sắp xếp gọn, hắn trở lại nhìn về phía Lâm Băng, mỉm cười, nói ra, sư tỷ, ngươi làm sao vô duyên vô cớ thì khóc nhè. Trước kia ngươi cũng không phải như thế đa sầu đa cảm người a. Lâm Băng quay lưng lại, nàng lau dưới khóe mắt, quay người trở lại nói ra, trước kia thật không nhìn ra, ngươi là dài như vậy tình nhân. La Quân đem túi thơm cất kỹ, hắn nói ra, Linh Nhi chuyến đi này, đến đi nơi nào, ta không biết. Đến có thể hay không trở về, ta không biết, ta chỉ muốn tìm vài thứ, chí ít cũng có thể lưu chút ý nghĩ. Lâm Băng trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, Linh Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Nàng là thiên mệnh giả, người cũng là thiên mệnh giả, ta tin tưởng nàng không có việc gì. La Quân cười một tiếng, nói ra, mượn ngươi cắt ngôn. Lâm Băng quét mắt một vòng, nhìn ra La Quân tại thu dọn đồ đạc, nhân tiện nói, người dự định rời đi thần vực sao? La Quân nói ra, không sai, về quận Bo. Lâm Băng nói ra, ta đưa ngươi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, La Quân liền đi theo Ninh Thiên Đô cáo biệt. Về sau, Lâm Băng lái xe lại La Quân qua phi trường quốc tế. Trên xe, La Quân nói ra, bây giờ trong thần vực cục thế sẽ đặc biệt phức tạp. Trần Diệc Hàn còn có Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông bọn họ cũng sẽ không ăn cái gì hảo tâm. Sư tỷ ngươi tại sư phụ bên người muốn mọc thêm cái tâm nhãn, nếu như gặp phải cái gì kỳ quái sự tình, ngươi nhớ kỹ điện thoại hỏi ta. Lâm Băng gật đầu, nói ra, ngươi nhất là cơ linh,
nếu như ngươi cũng tại thần vực bên trong, chúng ta mới không sợ bọn họ những người kia. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ta có chính mình muốn làm sự tình, xác thực không thể đợi ở bên trong. Lâm Băng nói ra, ta minh bạch, cho nên ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. La Quân nói ra, đúng, ngươi vì sao lại đột nhiên nói với nhị sư huynh Nhân Hoàng Kính sự tình. Ta biết ngươi miệng rất lợi hại nghiêm, không biết nói lỡ miệng. Lâm Băng nao nao, theo rồi nói ra, ánh sáng sáng sớm đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng biết ngươi tại quận bo bên kia sự tình. Chính hắn chủ động sách Nhân Hoàng Kính sự tình, nói đúng Nhân Hoàng Kính cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi có phải hay không ở trên thân thể ngươi. Ta cũng không dễ nói láo, cho nên thì chỉ có thể nói là. La Quân nói ra, này cũng kỳ quái. Ta tại quận bo bên kia tuy nhiên náo chút kết quả đi ra, nhưng là vậy cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở quận bo. Quét sạch sáng sớm sư huynh thế mà đối ta như vậy giải, quá kỳ quái. Cũng không có gì kỳ quái. Lâm Băng nói ra, ánh sáng sáng sớm là theo chân ta cùng nhau lớn lên, người khác rất lợi hại trung hậu. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, không chừng hắn là từ cái gì con đường bên trong vô ý biết. La Quân đối ngọn núi ánh sáng sáng sớm chưa quen thuộc, hắn nói ra, trước đó còn đối với hắn không có cảm giác gì, như bây giờ vừa đến, ta cảm thấy hắn có chút không quá an toàn. Bất quá, cũng vẻn vẹn ta cảm giác mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Băng nói ra. La Quân nhân tiện nói, chỉ mong đi. La Quân đối ngọn núi ánh sáng sáng sớm có rất lợi hại không tốt cảm giác. Cảm giác này là thuộc về La Quân trực giác, không thể nói bất kỳ đạo lý gì. Cho nên, hắn hiện tại cũng không dễ nói thêm cái gì. Dù sao, ngọn núi ánh sáng sáng sớm cũng là Ninh Thiên Đô từ nhỏ nuôi lớn, cũng không thể bởi vì chính mình cảm giác mà để sư phụ cùng sư tỷ đến hoài nghi ngọn núi ánh sáng sáng sớm cái gì. Bất quá, La Quân cuối cùng vẫn là quyết định theo Ninh Thiên Đô gọi điện thoại. Hắn không muốn bởi vì chính mình bất kỳ một cái nào tiểu sơ sẩy, từ đó tạo thành cái gì không thể vãn hồi tiếc nuối. Chí ít, đừng cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Cho nên, tại lên phi cơ về sau, thừa dịp phi cơ còn chưa cất cánh thời điểm, La Quân bấm Ninh Thiên Đô điện thoại. Điện thoại thông về sau, Ninh Thiên Đô hơi hơi kỳ quái, hắn vừa cười vừa nói, tại sao lại cho vi sư gọi điện thoại, người không giống như là như thế lưu luyến không rời người a. La Quân cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói ra, sư phụ, ngài bên người không có có người khác a. Ninh Thiên Đô nói ra, không, làm sao? La Quân nói ra, sư phụ, ta biết nhạc sư huynh là ngài người bên cạnh. Ta hy vọng ta nói những lời này, ngài đừng cho là ta là đang khích bác thị phi. Ninh Thiên Đô liền cũng nghiêm mặt nói ra, La Quân, vi sư tin ngươi vượt qua bất luận kẻ nào. Mặc kệ ngươi nói cái gì, đều tuyệt sẽ không cảm thấy ngươi là đang bị đâm thọc. Ngươi không phải như vậy người. Tạ ơn sư phụ, La Quân có thể cảm nhận được Ninh Thiên Đô chân thành. Hắn ngay sau đó nói ra, ta có loại trực giác. Mà lại ta trực giác luôn luôn rất lợi hại chuẩn. Ta cảm thấy ngọn núi ánh sáng sáng sớm sư huynh động cơ không quá đơn thuần, hắn đối Nhân Hoàng Kính đặc biệt quan tâm. Ngài nhất định muốn đối với hắn có đề phòng. Ta biết sư phụ ngài bây giờ tu vi cao thâm, nhưng ta sợ sư phụ ngài biết không đối người bên cạnh bố trí phòng vệ. Ninh Thiên Đô sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn nói ra, người thật cảm thấy ánh sáng sáng sớm có vấn đề. La Quân nói ra, chỉ là ta trực giác mà thôi. Nhưng là cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến vạn niên thuyền. Ta hy vọng sư phụ ngài có thể lưu thêm cái tâm nhãn. Tốt, vi sư biết. Ninh Thiên Đô nói ra, ngươi lời nói vi sư hội để ở trong lòng. La Quân ngay sau đó liền nói, cái kia sẽ không quấy rầy ngài. Ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Ninh Thiên Đô nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, được. Sau đó, La Quân tắt điện thoại. Về sau, phi cơ cất cánh. Trực trùng Vân Tiêu. Vào lúc ban đêm, La Quân trở lại quận bo, Varai cùng Bạch Tuyết còn có Đa Luân Tư ba người tự mình lái xe tới đón La Quân. Vòng qua dài rằng giặc ép sơn mạch, sau cùng mới vừa tới quận bo. La Quân thần sắc một mực lộ ra sợ sệt, hắn mặc dù nhưng đã có quyết tâm, nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp từ loại kia trong bi thống đi tới. Đa Luân Tư cùng La Quân quan hệ thân mật nhất, hắn trên xe thời điểm liền không nhịn được hỏi La Quân. Nói, đi một chuyến Los Angeles, đây là chuyện cao hứng, vì cái gì sau khi ngươi trở lại có thể như vậy không vui? Đến chuyện gì phát sinh? La Quân Sông Đa Luân Tư nói ra, không nên hỏi ta chuyện gì phát sinh, hôm nay ta muốn uống say.
Sau khi trở về, các ngươi theo giúp ta uống rượu, cũng là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Varai thủ trước khi nói ra, hạ thần nguyện ý bồi bệ hạ một say. Hắn là vừa lái xe một bên nói. La Quân liền vừa nhìn về phía Bạch Tuyết, nói, ngươi thì sao? Bạch Tuyết lộ ra thanh tỉnh vô cùng, nàng nói ra, hạ thần không thể uống tửu, hạ thần phải gìn giữ thanh tỉnh, bảo hộ bệ hạ ngài an toàn. La Quân cười nhạt một tiếng, cũng thì không nói thêm lời. Uống rượu thì tuyển tại đê kê cang cổ bảo bên trong. Duẫn Nhi trông mong trở về La Quân, nhưng nàng không nghĩ tới La Quân tâm tình là như thế thấp rơi. Nàng coi là, La Quân lúc trở về nhất định là không tim không phổi, mặt mày hớn hở. Duẫn Nhi lúc đầu đối La Quân có oán khí, nhưng nhìn đến hắn như vậy xa xút, nàng tâm cũng đi theo nắm chặt đứng lên. Cái kia từng tia oán khí cũng liền trực tiếp tan thành mây khói. Thịt rượu rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng, cà ri bò, các món ăn ngon, còn có cơm chưa chờ chút. Tửu là Remy Martin loại hình. Đê kê càng trong pháo đài cổ nhất không kém cũng là hảo tửu. Bất quá hảo tửu đối với La Quân tới nói lại là có chút lãng phí, bởi vì hắn là nốc ừng ực. Đêm nay, La Quân tránh thức uống say, uống đến say mềm. Hắn không có tận lực ngăn chặn chính choáng, cứ như vậy không say không nghỉ. Dạng này tiến vào mộng đẹp, để La Quân cảm thấy trước đó chưa từng có hài lòng. Cái gọi là mượn rượu giải sầu sầu càng sầu chưa chắc là chuẩn xác, bởi vì người bị chính choáng dâng lên, ý thức không thanh tỉnh, liền biết cái gì đều không đi nghĩ. Người đang đau lòng thời điểm, hội mê luyến trong rượu chi vật, cái này không phải là không có nguyên nhân. Tửu tại có đôi khi, cũng là cái thứ tốt. Varai, Đa Luân Tư, Duẫn Nhi đều bồi tiếp uống rượu. Nhưng ba người bọn họ đều không uống say, Bạch Tuyết một mực đang một bên trông coi, sau đó, bốn người bọn họ hợp lực đem La Quân phục thị lấy đỡ trở về phòng. Bốn người là lần đầu tiên trông thấy luôn luôn cường đại, tự tin, thong dong La Quân xuất hiện dạng này tâm tình. Hắn là như thế tinh thần sa sút. Bốn trong lòng người không khỏi hồ nghi, đến La Quân tại thần vực bên trong kinh lịch cái gì đâu. Về sau, Varai tại còn lại ba người thúc giục dưới bấm Lâm Băng điện thoại. Điện thoại thông về sau, Lâm Băng cũng không nói thêm gì. Lâm Băng nói ra, sư đệ không muốn nói ra, vậy ta cũng không dễ nói với các ngươi. Hắn có thể sẽ tiêu cực một đoạn thời gian, bất quá ta tin tưởng hắn hội tốt. Các ngươi tốn nhiều chút tâm chính là. Cú điện thoại này cũng chính là như vậy không chi. Ngày thứ hai, La Quân từ say rượu bên trong tỉnh lại. Dương quang sáng lạn. Hắn thứ nhất mắt trông thấy cũng là ôn nhu mà mỹ lệ Duẫn Nhi. Duẫn Nhi hô một tiếng, bệ hạ. La Quân ngồi xuống, mỉm cười, hắn nói ra, ngươi không cần trông coi ta, ta không sao. Duẫn Nhi tiến lên ôm lấy La Quân đầu, nói ra, bệ hạ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Duẫn Nhi đều sẽ canh giữ ở ngài bên người. La Quân nhẹ nhàng tránh ra Duẫn Nhi ôm ấp, hắn nói ra, ta muốn rời giường, cái bụng có chút đói, giúp ta chuẩn bị một số ăn. Duẫn Nhi không có mơ tưởng, nàng nói ra, tốt. Ăn sáng xong về sau, La Quân cho Varai hạ lệnh. Để hắn chuẩn bị thêm đồ ăn tiến đến, có thể triệu tập người tình nguyện đến truyền máu, cho giá tiền rất lớn đều được. La Quân mặc dù có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng là hắn cũng sẽ không đi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Trong vòng 3 ngày, La Quân không ngừng hút máu tươi, đem huyết dịch hóa thành chiến đấu lực. 3 ngày, hắn không ngừng hút, nhưng lại chỉ tăng lên một trọng tu vi. La Quân phát hiện một kiện không ổn sự tình, cái kia chính là đằng sau đề bạt càng ngày càng khó, hút nhiều như vậy máu tươi, nhưng là có khả năng mang đến chỗ tốt là càng phát ra thiếu. Loại tình huống này, tựa hồ trừ bỏ tìm người sống một lần hút cái đầy đủ bên ngoài, nhưng không có hắn biện pháp tốt. Nhưng biện pháp này, La Quân là không cân nhắc, hắn sẽ không để cho chính mình bước nhập ma đạo. La Quân nhịn không được hỏi Varai, nói, trong huyết tộc, tu luyện tới hậu kỳ, như thế nào tăng cao tu vi? Varai nói ra, bẩm bệ hạ, bình thường huyết tộc tu vi đến trường sinh cảnh về sau, tốc độ tăng lên hội chậm vô cùng. Một cái trường sinh cảnh ngũ trọng cao thủ, muốn tu luyện 10 năm nhiều, nhưng mà này còn không bài trừ bọn họ trong âm thầm tìm người sống huyết tế. Mà lại, thời gian 10 năm xem như thiên phú cực cao, tốc độ cực nhanh. Varai nói ra, bệ hạ, ngài tu luyện tốc độ đã là trước đó chưa từng có nhanh chóng. Hạ thần khuyên ngài tuyệt đối không nên nóng vội a, nếu không liền có khả năng sẽ bị lạc tâm trí, tẩu hỏa nhập ma a.
La Quân không để ý đến Varai, hắn lẩm bẩm nói, 10 năm. Tê liệt, La Quân không khỏi táo bạo đứng lên, 10 năm, nếu như đến trường sinh cảnh 9 tầng đều muốn 10 năm, vậy mình còn muốn ngưng kết đạo quả lại muốn bao nhiêu năm? Còn có chính mình muốn siêu việt thần đế bọn họ, lại muốn bao nhiêu năm? Linh Nhi có thể chờ mình nhiều năm như vậy sao? La Quân hít sâu một hơi, cưỡng ép đem sở hữu bực bội cùng bất an áp chế xuống. Tốt, ta biết, La Quân hướng Varai cười một tiếng, nói ra. Varai hơi hơi thở phào. Sau đó trong một tháng, La Quân đều là tại trong pháo đài cổ tiến hành tu luyện. Tại hắn khổ luyện cùng thông minh tài trí dưới, hắn tu vi rốt cục đến trường sinh cảnh ngũ trọng. La Quân hơn một năm nay đến, chỗ kinh lịch sự tình quá nhiều, hắn biến hóa cũng quá lớn. Từ năm trước mới tới Tân Hải thành phố, mà bây giờ đã là sắp lúc tháng 10. Một năm lẻ 10 tháng, hắn tu vi từ hóa kính đỉnh phong đến không thể tưởng tượng trường sinh cảnh ngũ trọng. Cái này tiến bộ là khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là sát kiếp buông xuống về sau, mang đến cải biến. Lại nói một tháng này tu luyện về sau, La Quân tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều, không có giống như trước đó thấp như vậy chìm. La Quân bắt đầu cảm thấy, một mực đang nơi này tu luyện, chẳng khác gì là trèo cây tìm cá. Dạng này tiến hành theo chất lượng, thật sự là quá chậm. Hắn muốn qua bốn phía đi một chút, cũng có thể đụng tới cơ duyên đâu. La Quân là cái sợ phiền phức người, hắn với ai đều không có nói, cũng là lưu lại một tờ giấy. Tiếp lấy thì mở xe rời đi quận Bo. Đáng nhắc tới là, La Quân cho Duẫn Nhi cũng lưu một phong thư. Trong thư, La Quân hướng Duẫn Nhi xin lỗi. Duẫn Nhi, gặp tin như ngộ, ta biết, ta thương tổn ngươi quá nhiều. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi không nói gì, mà ta cũng được chăng hay chớ, không nói gì. Nhưng ta biết, ta có lỗi với ngươi, ta cho ngươi hứa hẹn, hứa ngươi hạnh phúc, sau cùng lại cái gì cũng không làm đến. Có chuyện, ta vẫn luôn không nói ra, là không muốn chính mình việc tư được mọi người xem như một kiện đáng thương sự tình đến đáng thương ta. Nhưng ta cảm thấy hẳn là đối ngươi có chỗ bàn giao. Ta là rất lợi hại tự tư, không cố kỵ nhân tình của hắn cảm động. Muốn ưa thích người nào, thì ưa thích người nào, cho nên, đối với ngươi, ta xác thực không có lửa gạt. Ta đối thê tử Linh Nhi yêu cũng là thiên chân vạn xác, đối ngươi ưa thích càng là không giả. Nhưng lại tại trước đó, Linh Nhi vì cứu ta, đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng hiện tại đã theo thần đế tiền bối mà đi, sinh tử chưa biết. Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn hảo hảo tu luyện, hy vọng có thể dùng ta năng lực chính mình tới cứu tỉnh Linh Nhi. Về phần giữa chúng ta, Duẫn Nhi, ta cho không ngươi cái gì, nếu như ngươi gặp được ưa thích người, thì gả đi, ta hội chúc phúc ngươi. Khi Duẫn Nhi nhìn thấy phong thư này thời điểm, Duẫn Nhi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nước mắt cũng không dừng được nữa lưu lại. Nàng cảm thấy La Quân cho tới bây giờ đều không phải là tự tư người, hắn là cái đặc biệt thoải mái, đặc biệt quang minh lỗi lạc nam tử hán. Duẫn Nhi ở trong lòng yên lặng nói ra, La đại ca, ta hội vĩnh viễn chờ ngươi. Về phần La Quân lưu cho Varai bọn họ tờ giấy thì rất lợi hại trực tiếp. Ta đi, các ngươi không muốn tìm ta. Huyết tộc sự tình liền từ Varai, Đa Luân Tư, Bạch Tuyết ba người các ngươi đến chủ trì. Ta cần phải đi rất nhiều nơi, đoán luyện chính mình tu vi. Cũng là đơn giản như vậy, tùy hứng. Sau đó, La Quân thì mở ra chiếc kia Land Rover lái xe ra ép sơn mạch. La Quân trong tay có một tấm thẻ vàng, bên trong tiền có thể cung cấp người bình thường tiêu xài tổ tôn ba đời. Bất quá La Quân người này dùng tiền không chừng, cho hắn núi vàng núi bạc, hắn nói không chừng một ngày thì cho dùng hết. Hắn đối tiền tài luôn luôn là một loại nô dịch tiền tài thái độ. Tuyệt sẽ không bị tiền tài khoảng chừng nhân cách ý chí. Đêm đó, La Quân đi máy bay chuyến bay, trực tiếp về Hoa Hạ quốc nội. Hắn cảm thấy Hoa Hạ mới thật sự là đạo gia căn cơ chi địa. Đạo gia văn hóa, ngọn nguồn chảy dài. La Quân muốn đi đều đại danh núi đi một chút, hắn muốn qua thoáng qua một cái ăn gió nằm xương sinh hoạt, sau đó nhìn xem có thể hay không đụng vào cái gì tiên duyên. Cái này là La Quân ý nghĩ. Ở trên máy bay vượt qua dài rằng giặc sau 18 tiếng, La Quân đến Mordor phi trường quốc tế. Sau khi xuống phi cơ, Mordor thời gian chính là 5 giờ chiều. Mordor bây giờ cũng chính là khí trời nóng bức mùa vụ, 5 giờ chiều, Thái Dương vẫn là nóng bỏng, một chút cũng không có muốn xuống núi ý tứ. La Quân tại Mordor bên này không có cái gì người quen,
cho nên hắn là tự do tự tại. Hắn lựa chọn tới trước Mother, cũng là ý tứ này. Không muốn liên hệ bất luận cái gì người quen, bất quá tay máy bay vẫn là không có ném đi. Bởi vì hắn còn có thật nhiều quải niệm sự tình, sợ vạn nhất Bạch Tuyết bọn họ tìm chính mình có chuyện, vạn nhất thần vực chuyện gì phát sinh. Chung quy là cái tục nhân, không có khả năng hoàn toàn siêu thoát vật ngoại a. Đáng nhắc tới là, trong thời gian này, Trầm Mặc Nùng là cho La Quân gọi qua điện thoại. Trầm Mặc Nùng từ Lâm Băng chỗ ấy biết La Quân sự tình, nàng cũng là gọi điện thoại tới dỗ dành La Quân. Tuy nhiên La Quân ở trong điện thoại theo Trầm Mặc Nùng là cười cười nói nói, nhưng là Trầm Mặc Nùng vẫn là nói, ở trước mặt ta, ngươi không cần thiết che giấu. Ta biết ngươi không vui. Đều lâu như vậy, La Quân từ tốn nói, ta cũng không có khả năng bắt lấy ngươi thì khóc một trận đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu là có thời gian, đến Yến Kinh đến, ta bồi ngươi uống rượu. La Quân nói ra, muốn uống rượu đều đã uống, tiếp xuống thời gian, ta hội gấp bội qua đoán luyện tu vi, tranh thủ sớm một ngày có thể cứu tỉnh Linh Nhi. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cú điện thoại này thì như vậy không chi. Tại Linh Nhi xuất thế về sau, La Quân biến hóa rất lớn. Hắn trở nên trầm ổn, mà lại có loại nhàn nhạt bi quan chán đời cảm giác. Lại nói lúc này, La Quân cái bụng có chút đói, trên tay hắn không có gì tiền mặt. Thế là lân cận tìm một nhà ngân hàng đi lấy tiền, hắn kim tạp, tại bất luận cái gì ngân hàng đều là thông dụng, mà lại là cao cấp khách quý. Ngân hàng công tác nhân viên lúc này đang làm xuống ban châm chứng công tác, bình thường là không tiếp đãi khách đến thăm. Bất quá khi La Quân cầm chỗ chính mình kim tạp lúc, ngân hàng công tác nhân viên vẫn là tiếp đãi La Quân. La Quân cũng không làm đừng, thì lấy cái 50 vạn tiền mặt hoa nhất hoa. Hắn thói quen vung tay quá chán, nhưng cũng biết mình rất có thể qua một số nơi hẻo lánh. Đến đâu, vẫn là đến tiền tài mở đường. Vạn nhất người ta chỗ nào không quét thẻ, mình nếu là không nhiều mang chút tiền mặt, đến lúc đó không phải liền là muốn dừng bút sao. Cái kia 50 vạn lấy về sau, ngân hàng nhân viên cho La Quân một cái màu đen túi rác chứa vào. La Quân liền lấy tiền ra ngân hàng. Gia hỏa này hoàn toàn không cân nhắc cầm nhiều tiền như vậy trên đường đi, có thể bị nguy hiểm hay không. Tuy nhiên bên ngoài có cái màu đen túi rác, nhưng là cái kia hình dáng, rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến là tiền có được hay không. La Quân trước tìm tiểu điếm, hắn ăn cái gì cũng là không coi trọng. Cho nên cái gì tiểu điếm đều không chê, sau khi đi vào thì hỏi chủ tiệm có cái gì tốt ăn. Chủ tiệm là cái trung niên bàn tử, vừa cười vừa nói, nơi này có menu tấm. La Quân nhìn sang, phía trên có thanh tiêu thịt băm cơm chiên, có cay xào phở chờ chút. La Quân liền nói ra, đến cái thịt băm cơm chiên đi, thuận tiện đánh cái canh trứng. Điếm lão bản kia liền vui sướng nói ra, được rồi. La Quân tùy ý đem tiền đặt lên bàn. Sau đó hắn thì yên lặng nhắm mắt ngưng thần. Ngay lúc này, hai tên côn đồ thanh niên lặng lẽ theo đuôi tới. Bọn họ là từ La Quân ra ngân hàng liền theo, hiện tại, bọn họ một cái ở bên ngoài trông coi, một cái lặng lẽ tiến đến. Rất nhanh, cái kia thanh niên tóc vàng đi vào La Quân trước mặt. Chủ tiệm quay đầu liền trông thấy một màn này, hắn giật mình, đang muốn mở miệng, cái kia thanh niên tóc vàng hung dữ trừng mắt về phía chủ tiệm. Chủ tiệm là cái người thành thật, nhất thời dọa đến không dám lên tiếng. Thanh niên tóc vàng đưa tay đột nhiên chụp vào La Quân 50 vạn, ngay tại hắn nhanh phải bắt được thời điểm. La Quân bỗng nhiên mở mắt ra, hắn một phát bắt được thanh niên tóc vàng tay, cười tủm tỉm hỏi, làm gì? Muốn trộm ta tiền. Thanh niên tóc vàng nhất thời mắt lộ hung quang, trong tay xuất hiện sáng loáng thẻ lò xo đao. Hắn nổi giận mắng, tê liệt, buông tay. Hắn đem thẻ lò xo hướng La Quân tay hung hăng vạch trần tới. Bên ngoài đầu đinh thanh niên cũng cấp tốc xông tới, hai người là muốn hợp lực đánh ngã La Quân, sau đó đoạt La Quân tiền. Đây thật là bảo vật động nhân tâm a. La Quân nhất chỉ kẹp lấy thẻ lò xo đao lưỡi đao, sau đó đoạt lại. Người khác cũng không có đứng lên, cũng là nhẹ nhàng một chỉ điểm tại tóc vàng trên phần bụng. Tóc vàng quanh thân kịch chấn, sau đó hướng về sau mặt đầu đinh thanh niên đụng tới. Tiếp theo, hai người trùng điệp ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Hai tên gia hỏa khóc giống rên rỉ, lại là trốn cũng chạy không thoát. Nói đùa, La Quân một chỉ này kinh lực đo đạc, vậy nhưng nói đã là siêu phàm nhập thánh a. La Quân tiếp lấy thì lấy điện thoại di động ra báo động,
cảnh sát kia hỏi là ở nơi nào, La Quân thì hỏi đầy miệng chủ tiệm. Chủ tiệm cũng không dám đắc tội La Quân, như nói thật. La Quân nói địa chỉ về sau, liền tắt điện thoại. Hắn đối chủ tiệm mỉm cười, nói ra, phiền phức ngài nhanh một chút, ta đói. Chủ tiệm nói liên tục tốt, tốt. Cái này chủ tiệm nội tâm là rung động, hắn cảm thấy mình gặp được giang hồ kỳ nhân A. Tựa như là trong khách sạn, đột nhiên tới một cái tuyệt thế cao thủ. La Quân cơm ăn đến một nửa thời điểm, cảnh sát tới. Đến 4 tên cảnh sát. Hai cái phạm tội tiểu thanh niên rất nhanh liền bị áp đứng lên, lại có một tên nam cảnh sát xem xét đến hỏi La Quân, nói ra, ngươi là báo động người A. La Quân ngẩng đầu mỉm cười, nói ra, không sai, là ta. Nam kia cảnh sát nói ra, chúng ta cũng cần ngài cùng chúng ta trở về một chuyến, lấy khẩu cung. La Quân nói ra, có thể cho ta đem cơm ăn xong sao? Nam cảnh sát xem xét nao nao, hắn cũng cảm thấy La Quân là cái rất quái nhân, bất quá hắn vẫn là nói, đương nhiên có thể. La Quân chậm rãi đem cơm sau khi ăn xong, lại đem túi rác mở ra, bên trong 50 vạn thì lộ ra. Mấy cái cảnh sát còn có chủ tiệm thấy cảnh này thấy nghẹn họng nhìn chân chối. La Quân tùy tiện quất một xấp 1 vạn khối đi ra, trực tiếp đặt lên bàn, đối điếm lão bản kia nói ra, chủ tiệm, ngượng ngùng, để ngươi chấn kinh, đây là một điểm nho nhỏ đền bù tổn thất. Nói xong, hắn liền cười tủm tỉm theo mấy cái cảnh sát đi. Điếm lão bản kia cầm trong tay La Quân 1 vạn khối, đây hết thảy phát sinh với hắn mà nói quá hoang tưởng, nhất định một đêm ngủ không yên. La Quân đến lân cận sở cảnh sát, hắn ghi khẩu cung thời điểm, cảnh sát hỏi hắn, tại sao muốn cầm nhiều tiền mặt như vậy trên tay? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này không phạm pháp A. Cảnh sát nhất thời không phản bác được, theo rồi nói ra, xác thực không phạm pháp, nhưng ngươi hành vi rất lợi hại khả nghi. La Quân nói ra, cảm thấy ta khả nghi, cái kia liền có thể tra ta. Ta giấy chứng nhận đều ở nơi này, ngươi có thể tùy tiện tra. Nhưng ta có trả lời cùng không trả lời quyền lợi, nếu có ta chứng cứ phạm tội có thể bắt ta, nhưng ta hiện tại muốn rời khỏi. Cảnh sát nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn cũng là không phải người ngu, có thể nhìn ra La Quân không phải người bình thường. Cường đại như vậy khí chàng, tuyệt không có khả năng là người bình thường. Nếu như là người bình thường theo vị này cảnh sát thúc thúc nói giả bộ như vậy bước lời nói, cảnh sát thúc thúc khẳng định phải bão nổi. Nhưng La Quân sau khi nói xong, cảnh sát thúc thúc không phản bác được, rất nhanh liền cho La Quân làm tốt thủ tục, chỉ kém không có tự mình đem La Quân đưa đi. Ra sở cảnh sát, sắc trời đã tối. Mò đờ ban đêm sắc thái lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng. La Quân đi một mình tại đầu đường, trong tay hắn còn xách cái kia 49 vạn NDT. Nơi này là thương nghiệp phố, La Quân bên người người đến người đi. Một đứa bé vô cùng tinh nghịch chạy tới, trực tiếp đem La Quân đựng tiền túi rác đánh vỡ. Nhất thời 49 vạn NDT chơi một chỗ. Một màn này nhất thời đem người qua đường đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá còn tốt, người đi đường đều vẫn rất có tố chất, cũng không người đến đoạt La Quân tiền. La Quân ngồi xổm xuống nhặt tiền, hắn nhặt một hồi, lại phát hiện mình không có cách nào đem sở hữu tiền đều cất ở A. La Quân mặc là lo lắng, hạ thân là quần bò. Tiền này thật đúng là không tốt thả. Ta qua. Ta giống như quên mình còn có cái giới tu di. La Quân trong lúc nhất thời là thật hồ đồ, hắn trong khoảng thời gian này quá tinh thần sa sút, thật lâu vô dụng giới tu di, cho nên kém chút quên mình còn có vật này. Thế là tại chỗ, hắn thì theo chơi ma thuật giống như, đem sở hữu tiền bỏ vào giới tu di bên trong. Một màn này cũng là thấy mọi người trợn mắt hốc mồm. La Quân nhanh chóng từ tại chỗ rời đi. Vừa đi ra, điện thoại di động kêu. La Quân đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút, lại là cái số xa lạ. Dãy số thuộc về địa biểu hiện là Hoài Bắc thành phố. La Quân đột nhiên liền nhớ lại một người, Lam Tử Y. Cái kia nghe nói có thể là viễn cổ ma thần chuyển thế người. La Quân có chút kỳ quái, nếu như là Lam Tử Y lời nói, nàng gọi điện thoại cho mình làm cái gì? La Quân tò mò, tiếp thông điện thoại, bên kia lập tức liền truyền tới một thanh âm nữ nhân. Thanh âm dễ nghe êm tai. Chính là Lam Tử Y. Là La Quân sao? Lam Tử Y lạnh lùng hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, không sai, là ta. Lam Tử Y bên kia hơi hơi thở phào, nói ra, muốn tìm tới ngươi có thể thật không dễ dàng. La Quân cười một tiếng,
nói ra, ta ngược lại rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao tìm được ta? Lam Tử Y nói ra, ta trước đó theo Viên Tinh Vân viên đạo trưởng có chút liên hệ, về sau ta chằn chọc tìm viên đạo trưởng, cho nên mới tìm tới ngươi dãy số. La Quân nói ra, không biết Lam Tiểu Thư tìm ta có chuyện gì? Lam Tử Y nói ra, chúng ta có thể gặp mặt nói một chút sao? La Quân không khỏi có chút do dự, bất quá hắn sau đó liền muốn, nhìn một chút cũng tốt. Phản chính tự mình dưới mắt không có gì chính sự, mà Lam Tử Y trên thân lại có thật nhiều bí mật. Có lẽ nàng chính là mình một cọc tiên duyên đâu, chính mình cũng không thể đưa nàng cho đẩy ra. Ngay sau đó, La Quân nói ra, có thể. Hắn đón đến, nói ra, ta tại Morder, người ở đâu? Làm sao gặp mặt? Lam Tử Y nói ra, ta vẫn là tại Hoài Bắc, người có thể tới Hoài Bắc một chuyến tới sao? Nếu như ngươi không tiện, ta có thể tới tìm ngươi. La Quân nói ra, ta cũng không có chuyện gì, tốt, ta đến Hoài Bắc tìm ngươi. Los Angeles, đêm khuya. Hương Sơn chỗ sâu, thần vực ngật mà đứng. Thần vực bên trong, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, nơi này là phồn hoa bất dạ thành. Đêm đó, thần vực mấy vị sư tôn đột nhiên cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Ninh Thiên Đô cùng Tả Thiên Tông còn có Phạm Vô Ngu cấp tốc triệu tập thần vực chúng đệ tử cùng đều chấp pháp trưởng lão còn có tài phán sở trưởng lão chờ chút. Thích Vĩnh Long, chúng nội môn đệ tử, Trần Diệc Hàn, Trình Kiến Hoa bọn người toàn bộ đều tại thần vực bên trong. Hết thảy tiếp cận 300 tên thần vực đệ tử ưu tú, nhân vật ưu tú toàn bộ tề tụ thần vực trên quảng trường. Trên quảng trường ánh đèn huyễn bạch, toàn bộ trên quảng trường sáng như ban ngày. Ninh Thiên Đô cùng Phạm Vô Ngu đứng tại Tả Thiên Tông bên cạnh, tất cả mọi người lấy Tả Thiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một vầng minh nguyệt vẩy chiếu vào thần vực bên trong, cả vùng đều tràn đầy một tầng thanh huy. Tả sư huynh, sư tôn vừa đi, liền có cường giả đến xâm chiếm thần vực. Người đến này vậy mà có thể cho ba người chúng ta mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, chắc hẳn không phải kẻ tầm thường. Chỉ là theo Tả sư huynh ngươi nhìn, cái này người đến là người phương nào đâu? Phạm Vô Ngu không khỏi hỏi. Tả Thiên Tông sắc mặt âm trầm, hắn nói ra, ta cũng không đoán ra được. Bất quá cũng không cần đoán, lập tức chúng ta liền biết. Ninh Thiên Đô ở một bên không nói một lời, ngọn núi ánh sáng sáng sớm cùng Lâm Băng đều tại Ninh Thiên Đô bên người. Mà Trần Diệc Hàn làm theo cùng Trình Kiến Hoa còn có Thích Vĩnh Long nhàn nhạt đứng ở một bên, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trần Diệc Hàn nhẹ giọng hỏi Trình Kiến Hoa, nói, Kiến Hoa, theo ngươi đến xem, là người phương nào xâm chiếm. Thần đế rời đi tin tức hẳn là giữ bí mật, làm sao những người này tin tức linh như vậy thông? Trình Kiến Hoa từ tốn nói, thiếu chủ, người đến mặc kệ là ai, nhưng đều tại chúng ta không có chỗ xấu. Còn tin tức vì cái gì tiết lộ, rất đơn giản, thần vực bên trong có nội ứng. Trình Kiến Hoa cùng Trần Diệc Hàn nói chuyện với nhau thanh âm là thông qua truyền âm nhập mật công phu tới nói, cho nên bất luận kẻ nào cũng nghe không được. Liền cũng tại lúc này, từ phía đông nam bỗng nhiên truyền đến cười ha ha âm thanh. Cái này tiếng cười to, khặc khặc xưng quái, khiến cho người nghe, rùng mình. Sau đó, phía đông nam xuất hiện một đoàn mây đen. Cái này đoàn mây đen cấp tốc tới, che khuất bầu trời, thế mà đem cả khoảng không bao phủ. Tả Thiên Tông ánh mắt mãnh liệt, nói, yêu nghiệt phương nào, thế mà dám can đảm ở ta thần vực giả thần giả quỷ. Hắn sau khi nói xong, một chỉ điểm hướng đoàn kia mây đen. Sau đó, Tả Thiên Tông giữa ngón tay xuất hiện một đạo quang hoa, đạo ánh sáng này hoa hình thành thái cực phù ấn. Ngay sau đó, thái cực phù ấn quấy từ trường chi lực, ngưng tụ ra vô số đao kiếm quang nhận. Thái cực âm dương giết. Hai cỗ âm dương từ trường đao nhận rảo sát cùng một chỗ, diễn sinh ra vô số lực lượng gặp đao quang. Đao quang phát thiên mà đi, trực tiếp rảo sát hướng đoàn kia mây đen. Liền cũng chỉ gặp hiện trường chỉ gặp, đao nhận quang hoa đầy trời mà lên, chính là muốn đem cái này đoàn mây đen rảo giết không còn một mống. Đoàn kia trong mây đen truyền ra cười ha ha âm thanh, nói, Tả Thiên Tông, nghĩ không ra ngươi tu vi thế mà thật tăng lên nhanh như vậy, cái này thái cực âm dương sát uy lực để bản vương đều muốn kiêng kỵ. Nếu không phải bản vương có cái này vô cực càn khôn cháo, thật đúng là không làm gì ngươi được. Mây đen bên trong, vừa nói chuyện, một bên che đậy ra một đoàn cự đại càn khôn chuông tới. Tựa như là chùa miếu cự chung, cái kia cự chung nhan sắc là màu vàng óng, phía trên có càn khôn hai chữ. Hai chữ chiếu lấp lánh, uy lực 10 phần.
Càn khôn chuông cấp tốc đem thái cực âm dương giết sở hữu đao nhận thôn vệ đi vào. Tả Thiên Tông không khỏi bị kinh ngạc, cái này người đến đối với mình mảnh nhất thanh nhị sở, có thể chính mình lại là căn bản không biết người này. Liền cũng tại lúc này, mây đen ngưng tụ, sau cùng hình thành một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo nhân ảnh này ăn mặc trường bào màu đen, gương mặt thon gầy, nhìn khoảng 40 tuổi, giống như từ cửu u bên trong đi tới quỷ thần đồng dạng. Ninh Thiên Đô biến sắc, nói ra, lại là thập điện Diêm La bên trong Thái Sơn Vương Đồng Xuyên. Người áo đen kia cười khằng khặc quái dị, nói ra, Ninh Thiên Đô, người thật sự là tốt kiến thức, thế mà liền bản vương đều biết. Hắn vừa dứt lời âm, sau đó tiếng bước chân nổi lên bốn phía. Từ người áo đen sau lưng, cấp tốc tụ tập ước chừng 50 người. Những người này thuần một sắc quần áo màu đen, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ rất nhanh liền tại Đồng Xuyên sau lưng đứng nghiêm, từng cái chỉnh tề, khí thế xâm nghiêm mà tiêu túc. Tả Thiên Tông nhìn về phía Đồng Xuyên, nói ra, nguyên lai các hạ chính là Thái Sơn Vương, chỉ là không biết các hạ huy động nhân lực đến ta thần vực là vì cái gì. Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, bản vương nghe nói thần đế lão gia hỏa kia đã rời đi địa cầu. Cái này thần vực bên trong, tư nguyên phong phú, bây giờ thần đế lão gia hỏa này không tại. Các ngươi tự nhiên muốn hiểu được làm người, cảm kích thức thời mới tốt. Không phải vậy lời nói, bản vương một không cao hứng, liền để cho các ngươi thần vực từ đó hôi phi yên diệt. Tả Thiên Tông từ tốn nói, ai nói chúng ta sư tôn rời đi địa cầu. Đồng Xuyên lại cười, nói ra, Độn Thiên lão gia hỏa kia, tự cao tự đại. Nếu là hắn trả ở địa cầu, chỉ bằng ta vừa rồi nhục mạ hắn hai câu, hắn hiện tại liền muốn đi ra diệt ta. Hắn đón đến, nói ra, bản vương hôm nay đã đến, cũng là có 10 phần tình báo. Tả Thiên Tông, ngươi không muốn tại trước mặt bản tọa cậy mạnh. Tả Thiên Tông nhất thời nói không ra lời. Coi như sư tôn ta không tại, Đồng Xuyên, ngươi cho rằng ngươi thì có tư cách ngấp nghé thần vực. Phạm Vô Ngu lạnh lùng nói ra. Đồng Xuyên lệ cười rộ lên, hắn nói ra, không có Độn Thiên thần vực, căn bản cũng không tính là thứ gì. Ta âm diện thế giới, thập điện Diêm La đã sớm sẵn sàng ra trận. Chờ đợi cũng là một ngày này. Tiếp đó, toàn bộ âm diện thế giới đều muốn dốc toàn bộ lực lượng, từ đó liền để cái này âm dương trao đổi. Muốn lấy âm diện thế giới vì thế giới chủ đạo cùng chí tôn. Tả Thiên Tông ánh mắt lãnh đạm xuống dưới, hắn nói ra, Đồng Xuyên, ngươi quá cuồng vọng. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đánh rồi mới biết đi. Đồng Xuyên lạnh hừ một tiếng, nói, muốn chết cũng không vội tại cái này nhất thời, ngươi gấp cái gì. Hắn đón đến. Nói ra, bản vương bất quá là lúc đầu trận, tiếp đó, bản vương muốn cho ngươi tốt nhất giới thiệu một chút. Hắn lời còn chưa dứt, bên trên bầu trời lại truyền tới tiếng cười to. Lại một đoàn mây đen cuốn tới, sau đó rất nhanh liền hóa thành hình người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này chính là Tần Nghiễm Vương, Tưởng Tử Vân. Tưởng Tử Vân mãn kiểm cầu nhiêm, một thân màu xám cái áo mặc lên người, theo cái hồi hương đại hán giống như. Tưởng Tử Vân sau khi đứng vững, phía sau hắn rất nhanh cũng tụ tập 4-50 tên áo đen cao thủ. Ngay sau đó, bầu trời mây đen dày đặc, rất nhanh liền lại tới 3 người. 3 người này theo thứ tự là Đô Thị Vương, Luân Chuyển Vương, Bình Đẳng Vương. Thập điện Diêm La, một lần đến 5 vị vương. Mỗi người bọn họ đều mang đến không sai biệt lắm 50 tên cao thủ. Tình huống hiện trường nhất thời trở nên rất không ổn đứng lên. Đồng Xuyên mặt hướng Tả Thiên Tông. Hắn ha ha lệ trong lúc cười đến, nói ra, Tả Thiên Tông, người bây giờ còn có gan nhất chiến sao? Tả Thiên Tông bây giờ ẩn ẩn cũng là thần vực chi chủ, lúc này, hắn làm sao có thể luống cuống? Hắn cắn răng nói, có gì không dám? Xem ra cái này tiểu hậu sinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Nghiễm Vương cười lạnh, nói, cái kia mọi người còn đi lêu lỏng cái gì, trước hết đem đám người này làm nằm sấp, sau đó chúng ta bàn lại lời nói. Loại thực lực này đối chiến, hết thảy kỹ xảo, còn có cái gì thành phòng bên trong đều không tồn tại. Cũng là nương tựa theo riêng phần mình bản sự đến đấu cái ngươi chết ta sống. Sở hữu kế sách đều không có tác dụng. Tôn Tử binh pháp 36 kế, ở chỗ này toàn bộ làm không dùng được. Tần Nghiễm Vương một câu nói chuyện về sau, hắn lập tức liền ra tay với Tả Thiên Tông. Tần Nghiễm Vương pháp khí là một cái ngọc như ý, cái kia ngọc như ý thuần trắng một mảnh. Hắn đem cái kia ngọc như ý dương lên. Ngọc như ý phát ra tia sáng chói mắt,
sau đó thì hướng phía Tả Thiên Tông tập sát mà đi. Ngọc Như Ý che đậy đầu thì đánh, lực đạo to đến lạ thường, mà lại hết thảy từ trường phần tử chi lực đều không thể ngăn cản cái này Ngọc Như Ý. Tả Thiên Tông bị kinh ngạc, trong lúc nguy cấp, hắn đại tay vừa lột, trong tay cũng xuất hiện pháp khí. Hắn thái cực phù ấn đã bị Trần Lăng linh hồn lốc xoáy hủy. Giờ phút này trong tay lại là lại được một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này gọi là Chu Tước Ngọc Xích. Chu Tước Ngọc Xích dương lên dậy tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa nung khô Ngọc Như Ý. Tần Nghiễm Vương trong tay liên tục kết pháp ấn, Ngọc Như Ý liên tục công kích. Cái kia tam muội chân hỏa cũng vô pháp ngăn cản Ngọc Như Ý lóa mắt kim quang. Tả Thiên Tông đem Chu Tước Ngọc Xích ném ra bên ngoài, liền trên không trung cùng cái kia Ngọc Như Ý kịch liệt giao chiến tại cùng một chỗ. Giờ này khắc này, Tả Thiên Tông cùng Tần Nghiễm Vương đánh đến khó phân thắng bại. Tả Thiên Tông cùng Tần Nghiễm Vương vừa động thủ, còn lại người cũng liền lập tức đều xuất thủ. Ninh Thiên Đô nghênh chiến bên trên Đồng Xuyên thi triển ra vô cực càn khôn chuông. Cái kia càn khôn chuông trên không trung liên tục xoay tròn, phát ra trận trận ma âm trực tiếp tập sát hướng Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô lại là dựa vào nhân hoàng kính, nhẹ nhõm tránh né. Đồng thời, Ninh Thiên Đô dựa vào nhân hoàng kính cấp tốc xuất hiện tại Đồng Xuyên sau lưng. Tiếp theo, Ninh Thiên Đô lại thi triển ra bản mệnh pháp bảo, âm sát ma đao. Cái kia âm sát ma đao lực sát thương cực lớn, Đồng Xuyên trong lúc nhất thời, chật vật tới cực điểm. Đây cũng là Ninh Thiên Đô mới có được nhân hoàng kính không lâu, đối nhân hoàng kính suy nghĩ đến không đủ sâu, không phải vậy lời nói, Ninh Thiên Đô ủng có cường đại như thế nhân hoàng kính, miểu sát Đồng Xuyên cũng không phải là không được. Đồng Xuyên không làm gì được Ninh Thiên Đô, thế là Đồng Xuyên hét lớn một tiếng, để cái kia Đô Thị Vương vây công tới. Ninh Thiên Đô dựa vào nhân hoàng kính liên tục né tránh, đồng thời miễn cưỡng tác dụng nhân hoàng kính phục chế nhân thể công năng. Cấp tốc biến ra một cái Đồng Xuyên qua công sát Đô Thị Vương. Ba người này rảo sát cùng một chỗ, trong lúc nhất thời là khó phân thắng bại. Hai vị thập điện Diêm La vây giết Ninh Thiên Đô một cái, lại là không chút nào có thể chiếm thượng phong. Mà Phạm Vô Ngu cũng cùng Luân Chuyển Vương đánh nhau. Về phần Trần Diệc Hàn làm theo và Bình Đẳng Vương đánh nhau. Bình Đẳng Vương La Xuyên trong tay pháp bảo chính là Cửu U Cốt Kiếm, hắn Cửu U Cốt Kiếm sắc bén vô cùng. Một kiếm phát ra, vạn quỷ cùng vang lên. Trong kiếm oan hồn hình thành quỷ khí trong nháy mắt đem Trần Diệc Hàn bao phủ lại. Bình Đẳng Vương La Xuyên đối mặt Trần Diệc Hàn là chắc chắn nhất, nhìn, cũng là Trần Diệc Hàn yếu nhất mà. Về phần còn lại người, cũng đều chiến sát cùng một chỗ. Hiện trường tình hình chiến đấu là cực kỳ khốc liệt, đều đại cao thủ ra sức chém giết cùng một chỗ. Cả cái thần vực, không ngừng có người chết đi, hiện trường cấp tốc máu chảy thành sông. Đều đại chấp pháp trưởng lão còn có tài phán sở hình pháp trưởng lão nhóm cũng là ra sức giết địch, song phương hiện ra rằng co rảo cục. Dưới mắt, thần vực đã không sai biệt lắm tập hợp sở hữu tinh anh nhân viên. Tả Thiên Tông cùng Tần Nghiễm Vương trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Ninh Thiên Đô đối mặt hai đại vương, thành thạo. Phạm Vô Ngu cùng Luân Chuyển Vương cũng là đánh cho khó phân thắng bại. Về phần Trần Diệc Hàn cùng La Xuyên chiến đấu, một mực nhưng đều là La Xuyên từng bước ép sát, liên tiếp tiến lên. Thích Vĩnh Long cũng tại cùng người chém giết, Lâm Băng cũng cùng một tên áo đen cao thủ đánh nhau. Trận chiến đấu này đánh cho không khỏi rượu, nhưng cũng vô cùng thảm liệt. Song phương rảo sát cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Liền cũng tại lúc này, Bình Đẳng Vương La Xuyên trong tay Cửu U Cốt Kiếm từng bước ép sát Trần Diệc Hàn. Kiếm quang hiện lên, U Minh Cửu Trọng Thiên, đạo đạo quỷ ảnh kiếm khí quấn quanh ở Trần Diệc Hàn bên người. Những quỷ ảnh đó kiếm khí âm nhu vô cùng, tựa như là vô số yêu nhiều mỹ nữ quấn quanh tới, khiến người ta cảm thấy để ý không rõ, tình còn loạn. Trần Diệc Hàn vẫn luôn đang áp chế thực lực. Hắn đối thần vực có thể không có cái gì kết cục cảm giác. Trình Kiến Hoa cũng nhắc nhở hắn muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, cho nên hắn không muốn tránh thức xử lý La Xuyên. Nào biết hiện tại, La Xuyên lại là muốn mạng hắn. Trần Diệc Hàn không khỏi nổi nóng, hắn trong nháy mắt đem nhất nguyên sinh linh kiếm tế ra tới. Trong một chớp mắt, nhất kiếm quang hàn. Nhất nguyên sinh linh kiếm phát ra cuồn cuộn tinh khí thần đến, đồng thời, ánh sáng màu vàng óng lập lòe mà ra. Trong nháy mắt đem cái kia sở hữu quỷ ảnh kiếm khí tiêu diệt đến không còn một mảnh. Trần Diệc Hàn cầm trong tay nhất nguyên sinh linh kiếm chấn động, tiếp lấy đem cái kia vô số kim sắc quang hoa tụ lại,
hình thành một đường kiếm khí màu vàng óng. Trần Diệc Hàn tâm niệm nhất động, luồng kiếm khí màu vàng óng này thì như thần linh đồng dạng hướng La Xuyên kích bắn xuyên qua. La Xuyên cảm nhận được kiếm khí màu vàng óng này lợi hại cùng cuồn cuộn, hắn bị kinh ngạc, lập tức thúc đẩy cửu u cốt kiếm liên tục tới. Cửu u cốt kiếm cùng kiếm khí màu vàng óng liên tục đụng giết cùng một chỗ, sau cùng phanh đến một tiếng, kiếm khí màu vàng óng kia thế mà đem cửu u cốt kiếm chặt đứt. La Xuyên hãi nhiên thất sắc. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên hàn ý, hắn thân thể hướng phía trước lóe lên, nhất nguyên sinh linh kiếm hướng phía La Xuyên vào đầu chém giết mà đến. La Xuyên e ngại Trần Diệc Hàn nhất nguyên sinh linh kiếm, cấp tốc hướng về sau thối lui. Hắn thân binh bộ đội lập tức hạng tiến lên đây công sát Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn cũng không muốn thật giết La Xuyên, dứt khoát cũng thân thể vừa lui, tránh đi qua. Hắn xuyên toa tại toàn bộ trong cuộc chiến, tùy thời nhìn trộm chiến cục. Nếu có đuôi mù người hướng hắn công sát, hắn liền cấp tốc lấy nhất nguyên sinh linh kiếm đem chém giết. La Xuyên gặp Trần Diệc Hàn không có tới đuổi giết hắn, hắn cũng là buông lỏng một hơi. Mà lúc này, Tả Thiên Tông cùng Tần Nghiễm Vương y nguyên chiến đến khó phân thắng bại. Tả Thiên Tông bây giờ pháp lực cao thâm, tiện tay khống chế từ trường chi lực. Người cũng dựa vào từ trường cùng phần tử, đem thân pháp bày ra đến xuất thần nhập hóa. Hắn chu tước ngọc xích cắn chặt Tần Nghiễm Vương ngọc như ý, song phương trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Ninh Thiên Đô bên này chiến đấu làm theo càng thêm đặc sắc, Ninh Thiên Đô một người chiến đồng xuyên cùng Đô Thị Vương, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một màn này, Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu còn có Trần Diệc Hàn cũng đều dành thời gian nhìn thấy. Ba người âm thầm kinh hãi, ám đạo như vậy xuống dưới, Ninh Thiên Đô trưởng quản Vũ Vương Đỉnh, lại giống như pháp bảo này tại, hắn đem sẽ trở thành thần vực tân chủ nhân. Ninh Thiên Đô âm sát ma đao một mực đuổi giết Đô Thị Vương cùng Thái Sơn Vương Đồng Xuyên, âm sát ma đao, ma âm trận trận, đao quang như máu. Ninh Thiên Đô thân hình lơ lửng không cố định, cái này khiến Đồng Xuyên vô cùng nổi nóng. Đúng lúc này, Ninh Thiên Đô đồ đệ Nhạc Quang Thần đột nhiên ngang qua tới, sư phụ, ta đến trợ ngài. Hắn một chút cản tới, chặn lại Đồng Xuyên. Muốn chết, Đồng Xuyên năm ngón tay mở ra, cầm ra năm đạo màu đen lệ khí. Cái kia năm đạo màu đen lệ khí trong nháy mắt vây lại Nhạc Quang Thần. Nhạc Quang Thần vội vàng lui lại là tránh không khỏi. Mắt thấy Nhạc Quang Thần sẽ chết tại Thái Sơn Vương Đồng Xuyên một chiêu này u minh quỷ trảo phía dưới. Ninh Thiên Đô lúc này không có chú ý quá nhiều, lại là không chịu để cho cái này từ nhỏ dưỡng đại đồ nhi chết tại Đồng Xuyên thủ hạ. Ninh Thiên Đô cấp tốc lấy nhân hoàng kính thoáng hiện đến Nhạc Quang Thần trước mặt, cái kia u minh quỷ trảo chộp tới, Ninh Thiên Đô lấy âm sát ma đao vung đi. Nhất thời, u minh quỷ trảo liền bị đao quang gọt thành phấn vụn. Đồng Xuyên lập tức lại lấy vô cực càn khôn đỉnh chấn đến. Ninh Thiên Đô trực tiếp đem Nhạc Quang Thần lôi kéo ở, sau đó lấy nhân hoàng kính rời ra ngoài. Giờ phút này nếu là không để ý Nhạc Quang Thần, Ninh Thiên Đô căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Ninh Thiên Đô từ nhân hoàng kính bên trong thuấn di đến một bên khác lúc, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đau xót. Lại là Nhạc Quang Thần một kiếm đâm thủng Ninh Thiên Đô phía sau lưng. Một kiếm này, đối tâm mặc, xuyên tim A. Ninh Thiên Đô tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi đến, trong nháy mắt, sở hữu chân nguyên toàn bộ tiết ra tới. Cùng lúc đó, Đồng Xuyên tiến lên nhất trưởng khác ở Ninh Thiên Đô ngực bụng bên trên. Ninh Thiên Đô lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, hắn nhân hoàng kính trong nháy mắt thì rơi vào Đồng Xuyên trên tay. Ninh Thiên Đô bạch lui lại mấy bước, sau cùng ngồi dưới đất. Nhạc Quang Thần đã vọt đến Đồng Xuyên sau lưng. Sư phụ, Lâm Băng vừa vặn mắt thấy một màn này, nàng nhất thời muốn rách cả mí mắt, cấp tốc bổ nhào vào Ninh Thiên Đô trước người. Vì cái gì? Ninh Thiên Đô nhìn về phía Nhạc Quang Thần. Chung quanh đánh nhau lại đều bởi vì cái này biến cố mà tạm thời dừng lại. Ninh Thiên Đô trong mắt không có bất kỳ người nào, hắn chỉ là nhìn lấy Nhạc Quang Thần, bi phẫn muốn tuyệt hỏi, vì cái gì? Ninh Thiên Đô đã là hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng hắn không chịu tắt thở, bởi vì hắn chết đều không hiểu đây hết thảy là vì cái gì. Nhạc Quang Thần tránh đi Ninh Thiên Đô con mắt, hắn lại là không nhìn Ninh Thiên Đô. Đồng Xuyên cười lạnh, nói ra, Ninh Thiên Đô, xem ở ngươi sắp chết phân thượng, bản vương sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Bởi vì Nhạc Quang Thần đã đầu nhập vào bản vương, hắn đã quyết định hướng bản vương hiệu chung.
Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, các người thần vực đã là mặt trời lặn cuối chân núi, hắn cần đầu nhập vào ta, mới có huy hoàng tương lai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người cái này có cái gì tốt nghĩ mãi mà không rõ. Nhạc Quang Thần, Lâm Băng bạo giận lên, nàng huyết hồng hai mắt, thì muốn xông lên qua đánh nhau chết sống. Ngay vào lúc này, Ninh Thiên Đồ bỗng nhiên sử xuất lớn nhất đại lực khí giữ chặt Lâm Băng, hắn hướng về phía Lâm Băng phun ra một ngụm máu tươi, nói, không muốn. Câu nói này vừa nói, Ninh Thiên Đồ thân thể nghiêng một cái, tại chỗ tử vong. Sư phụ, Lâm Băng máu me đầy mặt, nhìn phá lệ dữ tợn, nàng ôm lấy Ninh Thiên Đồ, thương tâm cực kỳ bi ai đến cực hạn. Chúng ta đi, Đồng Xuyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, gia hỏa này xoay người rời đi. Còn lại Diêm La Vương thấy thế, lập tức quay người mang theo đại bộ đội cùng theo một lúc đi. Giờ này khắc này, thần vực đã vững vàng chiếm hạ phong, đối phương muốn đi, bọn họ đương nhiên sẽ không qua ngăn cản. Trên thực tế, tại Ninh Thiên Đô chết giờ khắc này, Tả Thiên Tông còn có Phạm Vô Ngu trong lòng đều hiện lên một tia e ngại. Nguyên lai chúng ta cũng là sẽ chết a. Cuộc chiến đấu này thì lấy Ninh Thiên Đô thân tử vì chấm dứt. Thập Điện Diêm La đến đây mục đích đến là vì cái gì, nhưng vẫn là khiến người ta không được biết. Cả sự kiện khiến người ta có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Tại La Quân chuẩn bị qua Hoài Bắc gặp gỡ Lam Tử Y thời điểm, hắn tiếp vào đến từ Lai điện thoại. Lai ở trong điện thoại thanh âm ngưng trọng, nói, La Quân, ta có cái không tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi nhất định muốn tỉnh táo, ngươi nghe ta nói. La Quân tâm lý một cái lộp bộp. Chẳng lẽ là Linh Nhi? Hắn trước tiên nghĩ đến là Linh Nhi. Làm sao, La Quân nỗ lực giữ vững tỉnh táo. Sư phụ ngươi, Ninh Thiên Đô, chết. Lai nói ra. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. La Quân thân thể kịch chấn, hắn chỉ cảm thấy đầu oanh một cái, trong một chớp mắt, ngũ lôi oanh đỉnh A. Los Angeles thời gian là 10 giờ sáng, La Quân hỏa tốc đến thần vực. Thần vực bên trong, Thiên Đô trong điện đã bài trí linh đường. Tả Thiên Tông, Trần Diệc Hàn, Phạm Vô Ngu bọn người còn có đông đảo đệ tử đều tại. Tất cả mọi người là mặc một thân sắc tố đen áo, linh đường bầu không khí nặng nề mà bi thương. Ninh Thiên Đô đệ tử không nhiều, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Mà bây giờ, có thể liên hệ được cũng chính là La Quân. Cho nên cho Ninh Thiên Đô tống chung cũng chỉ có La Quân cùng Lâm Băng. La Quân khi tiến vào linh đường thời điểm, cơ hồ là lộn nhào đi vào linh đường trước mặt. Ninh Thiên Đô thi thể thì nằm tại trong biển hoa. Lâm Băng quỳ gối Ninh Thiên Đô thi thể trước mặt. Sư phụ, La Quân trong mắt nước mắt cuồn cuộn, hắn kềm nén không được nữa. Ninh Thiên Đô vị sư phụ này, là La Quân trong lòng cùng loại người cha hiền lành một dạng tồn tại a. Hắn cương trực không thiên vị, đối đãi La Quân một mảnh chân thành. La Quân từ nhỏ đã không có cha mẹ, cho nên hắn phá lệ chân quý Ninh Thiên Đô vị sư phụ này. Không phải vậy lời nói. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại đem nhân hoàng kính dạng này chí bảo đưa cho Ninh Thiên Đô. Lâm Băng tại Ninh Thiên Đô thi thể trước mặt nước mắt vừa nói, sư phụ, tiểu sư đệ trở về nhìn ngài, ngài mở mắt ra xem một chút đi. Cũng mặc kệ Lâm Băng lại thế nào âm thanh nước mắt chảy xuống ròng ròng, mà Ninh Thiên Đô cũng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đây hết thảy, Trần Diệc Hàn lạnh lùng nhìn ở trong mắt. Hắn bỗng nhiên thở phào. Hắn cảm thấy La Quân thật không tính là cái gì trung cực đối thủ. Người này, quá xử trí theo cảm tính. Một người đã có thể xử trí theo cảm tính, như vậy thì đại biểu có khuyết điểm. Có khuyết điểm, cái kia liền không thể sợ. Trần Diệc Hàn thừa nhận chính mình cũng có khuyết điểm, tỉ như chính mình thì rất lợi hại để ý phụ thân. Nhưng khác biệt là, phụ thân Trần Thiên Nhai chính là ma đế, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Người nào cũng không có bản lãnh tới bắt phụ thân đến uy chính mình. Liền xem như thần đế đều không thể. Ba ngày sau đó, Ninh Thiên Đô hạ táng Hương Sơn. Tối hôm đó, La Quân cùng Lâm Băng rời đi thần vực. Là chân chính rời đi thần vực, chỉ ít tại thời gian ngắn ngủi bên trong là sẽ không lại trở về. Lâm Băng cùng La Quân tâm lý đều rất rõ ràng, bây giờ sư phụ Ninh Thiên Đô đã không tại. Như vậy thần vực bên trong đã không có hai người nhớ nhung người cùng sự. Huống chi, thần vực bên trong bây giờ quyền lực đấu đá quá lợi hại. Trần Diệc Hàn bọn họ đám người này, từng cái đều là thái hư trọng thiên tu vi. La Quân cùng Lâm Băng như tiếp tục đợi tại thần trong khu vực, chỉ có bị ức phần. Ngược lại rời đi là tốt nhất,
chỉ ít Tả Thiên Tông bọn họ trong thời gian ngắn còn không có khoảng không đến phản ứng La Quân bọn họ. Tả Thiên Tông phải bận rộn sự tình cũng quá nhiều. Tranh quyền đoạt lợi, đơn giản đều là những vật này. La Quân cùng Lâm Băng đạp vào bay hướng Ma Đế chuyến bay. Hai người ngồi là khách quý kho. Đều tại ta, Lâm Băng trên mặt nước mắt chưa khô, nàng bây giờ không phải là thanh lãnh đại sư tỷ, mà chính là một cái tự oán hối tiếc tiểu nữ hài. Nàng tự trách vô cùng nói ra, sư đệ ngươi đã nhắc nhở ta, phải chú ý Nhạc Quang Thần tên xúc sinh này, thế nhưng là ta lại không tin ngươi. La Quân ngồi tại Lâm Băng bên người, hắn nắm ở Lâm Băng bả vai, để Lâm Băng tựa ở trong ngực hắn, sư tỷ, cái này không thể trách ngươi. Nếu nói muốn trách, cũng nên trách ta tại sao muốn đem nhân hoàng kính cho sư phụ. Bọn họ đến đây cũng là ngấp nghé nhân hoàng kính. Lâm Băng chống đỡ đứng người dậy, nàng lắc đầu nói ra, này làm sao có thể trách ngươi. Ngươi là sư phụ, mới đem người hoàng kính lấy ra. Nếu như không phải là bởi vì Nhạc Quang Thần tên xúc sinh này, sư phụ tại thần vực bên trong đã đứng ở thế bất bại. Hắn đối mặt hai vị Diêm La Vương công kích, đều có thể thành thạo. Đây đều là nhân hoàng kính công lao. Nói đến đây, Lâm Băng không khỏi phẫn nộ, nói, sư phụ là vì cứu Nhạc Quang Thần tên xúc sinh này mới có thể chết, không phải vậy lời nói. Lâm Băng muốn đến đều là nữ cường nhân tính cách, nàng biết mình là sư phụ đại đệ tử, phải vi sư cha chống lên một mảnh bầu trời tới. Nhưng bây giờ, sư phụ Ninh Thiên Đô đã chết, Lâm Băng trong lòng tòa kia chỗ dựa hoàn toàn đổ sụp. Nàng đã tìm không thấy mục tiêu cuộc sống. Lâm Băng vốn là muốn thế sư cha Ninh Thiên Đô báo thù, bất quá La Quân khuyên can Lâm Băng. Báo thù, làm sao báo cừu? Thập điện Diêm La là lợi hại như thế, thế lực là lớn như thế. Liền xem như bây giờ cả cái thần vực lực lượng đều khó mà chống lại, huống chi là Lâm Băng cùng La Quân hai người. Nhưng thù này thì không báo sao? Đương nhiên cũng không có khả năng. La Quân trong lòng đã có quá nhiều cừu hận, bây giờ Ninh Thiên Đô chết lại là một cọc. Nhưng hắn cũng đã học hội thật sâu ẩn tàng cừu hận. Chỗ có cừu hận, tất cả mọi chuyện đều muốn từng cọc tới làm. Trên máy bay, Lâm Băng dần dần bối rối đánh tới. Trong mấy ngày này nàng không có khép lại xem qua, lúc này, nàng rốt cục cảm giác được một lát an ổn, thế là thì như vậy đem đầu gối ở La Quân trên đùi. La Quân không nói một lời, mấy ngày nay, hắn cũng tương tự không có chợp mắt. Giờ phút này, trong mắt của hắn tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. La Quân biết, chính mình cũng nhất định phải sư phụ làm một điểm gì đó. Nhưng trong lòng của hắn đến đang suy nghĩ gì, lại là không có ai biết. Cùng lúc đó, thần vực bên này xử lý xong Ninh Thiên Đô tang lễ về sau, tiếp xuống liền muốn bắt đầu đứng trước thần vực gây dựng lại, quyền lực cần phân phối. Ninh Thiên Đô lưu lại Vũ Vương Đỉnh, nhất định phải có người đến trưởng quản. Tất cả mọi người coi là, Thập Điện Diêm La đến đây chính là vì Ninh Thiên Đô nhân hoàng kính. Nhưng bọn hắn muốn sai. Tại một ngày này, Tả Thiên Tông cùng Trần Diệc Hàn, Phạm Vô Ngu, Thích Vĩnh Long còn có một đám trưởng lão khai hội thời điểm. Thập Điện Diêm La bên kia phái tới một tên áo đen quỷ vương tới. Cái này quỷ vương gọi là Lúc Thương. Lúc Thương chính là Đồng Xuyên thủ hạ. Lần này tiến công toàn bộ đều là từ Thái Sơn Vương Đồng Xuyên chủ tính, chính hắn đến nhân hoàng kính. Điều này hiển nhiên chỉ là bước đầu tiên. Còn lại các đại lão cũng không phải đến cùng ngươi làm vô tư cống hiến. Đồng Xuyên trước đó thuyết phục mọi người, cũng là nhìn chúng thần vực tư nguyên. Giết Ninh Thiên Đô thì rút đi, cũng không phải là Thập Điện Diêm La thỏa hiệp cùng sợ hãi. Mà chính là bọn họ chiếm thượng phong về sau, cũng không phải là muốn tiêu diệt đối thủ, mà chính là đàm phán, mà chính là tác muốn chỗ tốt. Một cái bị tiêu diệt thần vực đối Thập Điện Diêm La tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên giờ phút này, quỷ vương Lúc Thương đến đây. Lúc Thương gương mặt thon gầy, mắt không biểu tình. Hắn toàn thân áo đen, âm khí âm u, để người bình thường gặp thì không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Đối mặt Lúc Thương đến, Tả Thiên Tông để phần lớn người tất cả lui ra qua. Hắn chỉ để lại Trần Diệc Hàn cùng Phạm Vô Ngu. Bây giờ loại này cục thế. Tả Thiên Tông vô pháp không nể trọng Trần Diệc Hàn. Ba vị này sư tôn tại trong phòng họp đối Lúc Thương. Các hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Tả Thiên Tông trước hết hỏi. Lúc Thương cũng không ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, nói ra, hôm nay đến đây, chính là Phụng Vương gia nhà ta chi lệnh mà đến.
đây cũng là vương gia nhà ta cùng còn lại mấy vị vương gia sau khi thương lượng kết quả. Mời nói, Tả Thiên Tông mặt âm trầm sắc nói ra. Lúc thương nói ra, thần vực muốn tại trong vòng 3 ngày, kiếm đủ 1 vạn mai bảo đan, 1.000 mai tiên đan, 100 mai thiên đan, 3 hạt thần đan. Mặt khác, muốn hướng chúng ta giao nạp đô la Mỹ 3 tỷ. Mà lại về sau mỗi tháng đều muốn giao nạp 1 tỷ USD, cùng 5.000 mai bảo đan, 50 mai thiên đan, 1 cái thần đan. Tả Thiên Tông nhất thời trợn mắt tròn xoe. Mặc dù hắn đã đoán được đối phương khả năng yêu cầu này nọ, nhưng lại như cũ không có nghĩ tới những người này lại là như thế lòng tham không đáy. Như vậy giá trên trời đan dược còn có tiền tài, liền xem như thần vực cũng khó có thể thanh toán a. Mà lại thời gian dài như vậy xuống dưới, thần vực chẳng khác nào hoàn toàn là đang cấp thập điện Diêm La làm thuê. Tả Thiên Tông làm sao có thể đầy đủ đáp ứng. Tả Thiên Tông hít sâu một hơi, hắn đè nén xuống hỏa khí, nói ra, các ngươi muốn đồ, vật quá nhiều, chúng ta làm không được. Lúc thương từ tốn nói, ta bất quá là đến truyền lại các vương gia ý tứ. Các vương gia còn nói, như không cách nào làm được, 3 ngày sau, liền giáo thần vực từ đó hôi phi yên diệt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, các vị chính mình ước lượng đi. Hắn nói xong quay người liền đi. Lại là lưu lại Tả Thiên Tông 3 người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc thương sau khi đi, Tả Thiên Tông hư thoát ngồi xuống. Hắn lúc đầu coi là thần đế sau khi đi, hắn sẽ có chút tiêu sái tự tại thời gian có thể qua. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cái này lại là một cái ác mộng bắt đầu. Phạm Vô Ngu là cái không có gì quá đại chủ ý người, hắn một câu cũng nói không nên lời. Trần Diệc Hàn sắc mặt nhàn nhạt. Sau một hồi khá lâu, Tả Thiên Tông mới nói, các ngươi có ý kiến gì không? Phạm Vô Ngu trầm giọng nói ra, chúng ta ngăn cản không nổi bọn họ tiến công, thật ngăn cản không nổi, như hôm nay đều sư đệ cũng đã không tại. Tránh thức đánh nhau, có lẽ kế tiếp chết cũng là ngươi ta. Tả Thiên Tông trong mắt chất chứa tức giận, nói ra, ngươi ý là đáp ứng bọn hắn điều kiện. Phạm Vô Ngu trầm mặc xuống dưới, hắn không biết nên nói cái gì. Diệc Hàn sư đệ, ngươi thấy thế nào? Tả Thiên Tông giống là muốn bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn hỏi Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn trầm giọng nói ra, Thiên Tông sư huynh, thực ngươi không cần lo lắng quá mức. Thứ nhất, bọn họ là muốn chỗ tốt, cho nên hủy diệt chúng ta, đối bọn hắn không có chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đây là được trả bằng mất. Thứ hai, bọn họ xác thực là muốn chỗ tốt, nếu như chúng ta một điểm chỗ tốt cũng không cho, bọn họ khẳng định hội thẹn quá hóa giận. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta muốn cho bọn hắn chỗ tốt, nhưng khẳng định không thể toàn bộ y theo bọn họ. Nếu là đàm phán nha, vậy sẽ phải lẫn nhau thỏa hiệp. Không có khả năng bọn họ nói cái gì là cái gì. Trần Diệc Hàn mạch suy nghĩ lộ ra đặc biệt rõ ràng, hắn là con trai của Trần Thiên Nhai, cho nên tuyệt đối không thể nào là cái bao cỏ. Trần Diệc Hàn tiếp tục nói, mặc dù bây giờ tình huống thoạt nhìn là có chút mất mặt, chúng ta là tại cắt đất đền tiền. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, thập điện Diêm La tích xúc thâm hậu, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mà chúng ta bây giờ không có có thần đế sư tôn che chở, tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta cũng chỉ đành ra chút tiền, ra chút đan dược, đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Mà chính chúng ta bên này cũng cần nhanh chóng lớn mạnh thực lực. Một ngày nào đó, có thể huyết tẩy phần này sỉ nhục. Và lại, thập điện Diêm La mục tiêu là muốn âm diện thế giới cùng chúng ta bên ngoài thế giới địa vị đổi chỗ tới. Cho nên hắn địch nhân không chỉ là chúng ta, như vậy ngày sau, chúng ta thì có là cơ hội. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thế nhưng là chúng ta nếu không có thanh sơn, không có tánh mạng, vậy coi như cái gì đều xử lý không? Phạm Vô Ngu nói ra. Diệc Hàn sư đệ nói rất lợi hại có đạo lý. Tả Thiên Tông nhãn tình sáng lên, hắn nói ra, Diệc Hàn sư đệ, ta nhìn như vậy đi. Nếu không làm phiền ngươi một chuyến, ngươi đi cùng bọn hắn nói lại, ngươi thấy thế nào? Ngươi nếu là hoàn thành chuyện này, ta định nhớ ngươi công đầu. Trần Diệc Hàn nói ra, Thiên Tông sư huynh, ta nguyện ý đi làm thỏa việc này. Nhưng là ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngươi nói. Tả Thiên Tông nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, ta hy vọng về sau Vũ Vương Đỉnh để ta tới trưởng quản. Tả Thiên Tông ngơ ngẩn, hắn thật sâu nhìn một chút Trần Diệc Hàn. Sau một hồi khá lâu, Tả Thiên Tông nói ra, được.
hắn vốn là cảm thấy Vũ Vương Đỉnh là lớn nhất chức quan lớn béo bở, nhất định muốn một mực chộp trong tay. Nhưng là hiện tại xem ra, Vũ Vương Đỉnh vũng nước này đã nhơ bẩn vô cùng. Hơn nữa còn muốn gánh chịu nhiều như vậy đan dược vận chuyển cho thập điện Diêm La. Nhìn như vậy đứng lên, Vũ Vương Đỉnh đã là khoai lang bỏng tay. Đã Trần Diệc Hàn muốn, vậy liền cho hắn đi. Vậy liền một lời đã định, Trần Diệc Hàn nói ra. Một lời đã định, Tả Thiên Tông cũng nói. Giờ này khắc này, Phạm Vô Ngô tự nhiên là không có gì để nói nhiều. 3 giờ sau, Trần Diệc Hàn đàm phán trở về. Những cái kia điều kiện hà khắc cơ hồ là giảm một nửa, tuy nhiên vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng cũng có trước áp lực thật lớn, hiện tại Tả Thiên Tông cũng cảm thấy tốt quá nhiều. Điều kiện đạt thành, riêng phần mình tất cả đều vui vẻ. 3 ngày sau, thập điện Diêm La cầm nên cầm đồ, vật, cấp tốc liền rời đi Los Angeles, trở lại bọn họ âm diện thế giới. Bất quá mỗi tháng số 20, bọn họ vẫn là sẽ phái người tới lấy đồ, vật. Ngắn ngủi giải quyết thập điện Diêm La nguy cơ về sau, Tả Thiên Tông bọn người liền chính thức gây dựng lại thần vực quyền lực phân phối. Đầu tiên Vũ Vương Đỉnh từ đó từ Trần Diệc Hàn trưởng quản. Thần vực trước đó là 3 vị sư tôn chủ chính, bây giờ vẫn là 3 vị sư tôn. Chỉ bất quá, Vũ Vương Đỉnh bên này thay đổi trẻ tuổi nhất Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn phụ thân chính là ma đế, Trần Diệc Hàn tự thân cũng là pháp lực cao thâm, mà lại thích Vĩnh Long cùng Trình Kiến Hoa đều xem như nhà hắn nô. Cho nên không có người nào dám đối Trần Diệc Hàn không phục. Tại Trần Diệc Hàn chính thức tiếp quản Vũ Vương Đỉnh về sau, Trần Diệc Hàn hướng Tả Thiên Tông đề nghị. Ý hắn thấy là, bây giờ thần vực quản lý quá lỏng tán. Nhất định phải đem sở hữu thần vực đệ tử tập hợp, sau đó một lần nữa phân phối riêng phần mình nhiệm vụ, mà lại muốn chúng đệ tử nhất định phải có mạnh phi thường phục tùng tính. Trước đó thần vực, 5 bè 7 mảng, dạng này thật không tốt. Tả Thiên Tông hoàn toàn tán thành Trần Diệc Hàn ý kiến, thậm chí có thể nói hai người ý nghĩ là không mưu mà hợp. Trước đó, Tả Thiên Tông cũng là trở ngại thần đế ý tứ, không dám có hành động. Hiện tại hắn cũng đã không kiêng nể gì cả. Cho nên từ giờ khắc này, thần vực bên trong chúng đệ tử, bọn họ ngày tốt cũng coi là đến cùng. La Quân cùng Lâm Băng đồng thời thu đến Lai điện thoại. Lai truyền đạt sư tôn ý tứ, yêu cầu đều vị đệ tử cấp tốc trở về thần vực. Mà lúc này đây, La Quân cùng Lâm Băng đang qua hướng Hoài Bắc trên xe lửa. Tốt, ta biết, La Quân nghe xong Lai ý tứ, sau đó thì tắt điện thoại. Trên xe lửa, người cũng không phải là quá nhiều. La Quân cùng Lâm Băng là ngồi đối diện nhau. Làm sao? Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân nói ra, Tả Thiên Tông ra lệnh, sở hữu thần vực đệ tử muốn tại trong vòng 10 ngày đến thần vực. Nếu có quá hạn không trở về, coi là phản đồ, giết chết bất luận tội. Lâm Băng nhất thời bị kinh ngạc, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đừng để ý tới bọn hắn. La Quân sắc mặt rất bình tĩnh. Mặc kệ, Lâm Băng lại là giật mình, nàng từ nhỏ ở thần vực bên trong, thần vực cho nàng rất lợi hại đại uy nghiêm, nhưng nàng đối thần vực cũng có cảm tình. Vô luận là xem như phản đồ, vẫn là e ngại thần vực truy sát, nàng đều có chút bất an. La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng, thì là bất kể. Hiện tại thần vực đã không phải là trước kia thần vực. Tả Thiên Tông bọn họ khẳng định là hướng thập điện Diêm La cắt đất đền tiền. Hiện tại, bọn họ muốn đem chọn cái thần vực thu nạp, ngưng tụ thực lực, chế tạo ra thuộc về bọn hắn cường hãn thế lực tới. Chúng ta quá khứ, thế đơn lực bạc, chỉ có bị ức phần. La Quân nói ra, thần vực đã không còn là trước kia thần vực, càng không phải chúng ta thần vực. Nơi đó, không có có thần đế tiền bối, thì không còn có bất luận cái gì chúng ta tốt quải niệm đồ, vật. Lâm Băng nói ra, thế nhưng là bọn họ hội xem chúng ta là phản đồ. La Quân nói ra, không có có thần đế thần vực, làm như vậy thần vực phản đồ cũng không phải là một kiện thật đáng sợ sự tình. Tả Thiên Tông bọn họ những người này cũng không có khả năng tự mình đến đuổi giết chúng ta. Cho nên, nguy hiểm cũng không có bao nhiêu. Huống chi, thì coi như bọn họ tự mình xuất thủ, ta còn có huyết tộc, còn có Trầm Mặc Nùng các nàng đại biểu quốc gia chính phủ trợ giúp. Chúng ta căn bản không cần e ngại, ta tin tưởng Tả Thiên Tông bọn họ cũng sẽ cân nhắc lợi hại, sẽ không dễ dàng ra tay với chúng ta. Và lại, chúng ta không quay về, cõng bất quá là tên phản đồ danh tiếng. Chúng ta như trở về, cái kia chính là dê nhập hang hổ, đến mặc người ức. Một khi phản kháng, cái kia chính là chết không táng sinh chi địa.
Bây giờ sư phụ đã không tại, Vũ Vương Đỉnh cũng về bọn họ, chúng ta hai cái này Thiên Đô Điện cựu nhân, có thể nhận cái gì ưu đãi đâu. La Quân phân tích câu câu đều có lý, Lâm Băng vậy mà bất lực phản bác. Sau cùng, Lâm Băng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Băng trong lòng là bi thương. Nàng không nghĩ tới, một ngày kia nàng hội mất đi sư phụ, nàng sẽ trở thành thần vực phản đồ, nàng hội trôi dạt khắp nơi. Nàng vốn có hết thảy, đều tại thời khắc này, toàn bộ mất đi. Ta không biết, rời đi thần vực, ta còn có thể làm gì? Lâm Băng lộ ra có chút uể oải. Nàng nói tiếp, ta muốn sư phụ báo thù, nhưng ta một điểm đầu mối đều không có, không biết ứng làm như thế nào qua báo thù này. Mà lại ta cũng biết, ta bản sự theo những người kia so ra, thật sự là có đầy đủ thấp. La Quân nói ra, sư tỷ, người cái gì cũng không cần nghĩ. Hết thảy có ta ở đây, thù, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta sống, thì nhất định sẽ báo. Lâm Băng gật gật đầu, nói ra, người báo thù thời điểm, nhất định muốn mang ta lên. La Quân mỉm cười, nói ra, cái này không phải liền là một mực mang theo ngươi sao. Lâm Băng liền cũng liền mi đầu thả lỏng. Trong thần vực bộ, hết thảy đều đang tiến hành đại thanh tẩy. Tả Thiên Tông muốn trở thành thần vực vực chủ. Hắn tại mở nội bộ hội nghị thời điểm đưa ra cái này đề tài thảo luận. Tả Thiên Tông nói như vậy, đã chúng ta thần vực muốn gây dựng lại, quy tắc muốn cải biến. Nhưng bây giờ thần đế sư tôn đã không tại, như vậy chúng ta thần vực nhất định phải có một cái người cầm đầu đi ra. Ta đề nghị chúng ta lựa chọn một vị vực chủ đi ra, từ vị này vực chủ đến lãnh đạo chúng ta đúc lại mới huy hoàng, thuộc tại chúng ta thần vực huy hoàng. Tả Thiên Tông biết Trần Diệc Hàn bây giờ danh tiếng mạnh mẽ. Nhưng là Tả Thiên Tông tại thần vực kinh doanh nhiều năm, hắn tin tưởng nếu như lựa chọn, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể được tuyển. Tả Thiên Tông cũng cảm thấy, duy nhất lực cản chỉ có Trần Diệc Hàn. Bất quá hắn không nghĩ tới là, Trần Diệc Hàn cái thứ nhất mở miệng. Hắn nói ra, ta không tán thành Thiên Tông sư huynh thuyết pháp. Tả Thiên Tông không khỏi sững sờ, sắc mặt hắn nhất thời không dễ nhìn. Nhưng là tiếp xuống Trần Diệc Hàn lời nói liền để Tả Thiên Tông cơ hồ muốn cảm thấy là đang nằm mơ. Trần Diệc Hàn nói ra, ta cảm thấy đó căn bản không cần lựa chọn, trừ Thiên Tông sư huynh ngươi, người nào còn có tư cách làm cái này vực chủ. Câu này lời vừa nói ra, không chỉ là Tả Thiên Tông sửng sốt. Người khác sửng sốt, sau đó, mọi người lập tức phụ họa tán thành. Liền Trần Diệc Hàn đều tán thành, người nào còn sẽ tới tìm cái này không thoải mái. Tả Thiên Tông thật sâu nhìn một chút Trần Diệc Hàn, hắn cảm thấy mình về sau vẫn là muốn hảo hảo cảm tạ dưới Trần Diệc Hàn. Tiểu tử này, mẹ nó vẫn là rất lợi hại bên trên nói mà. Bất quá sau đó, Trần Diệc Hàn còn nói thêm, vực chủ. Hắn cũng đầy đủ vô liêm sỉ, đã trực tiếp hô vực chủ. Một tiếng này vực chủ làm cho Tả Thiên Tông tâm lý đều xốp giòn. Trần Diệc Hàn nói ra, Thiên Đô sư huynh hai tên đệ tử, La Quân cùng Lâm Băng. Ta nhìn lại là phiền phức a. Hả, nói thế nào? Tả Thiên Tông hỏi, hắn lộ ra rất là thân thiết đây. Trần Diệc Hàn nói ra, La Quân người này, tính cách cổ quái, ta dám khẳng định, lần này hắn hội mang theo Lâm Băng phản ra thần vực, tuyệt sẽ không trở lại. Vực chủ, ngài vẫn là muốn có chuẩn bị tâm lý a. Hừ, Tả Thiên Tông lạnh hừ một tiếng, nói ra, bọn họ nếu là dám không trở lại, đó chính là phản bội thần vực. Một khi phản bội, bổn tọa thì phái cao thủ tiến đến đem hai người này giết, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Trần Diệc Hàn khoát khoát tay, nói ra, vực chủ, điều này e rằng không được. Bây giờ hai người này đã trở lại Hoa Hạ bên trong, quan hệ bọn hắn rất sâu. Tăng thêm là quân tu vi bây giờ cũng không đơn giản, phái cao thủ tiến đến, là rất khó giết bọn hắn. Tả Thiên Tông nhìn về phía Trần Diệc Hàn, nói, Diệc Hàn sư đệ. Như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cũng coi là minh bạch, Trần Diệc Hàn mỗi lần ném ra ngoài nan đề thời điểm, nhất định có giải quyết chi pháp. Trần Diệc Hàn liền nói ra, bây giờ chúng ta thần vực chính là bách phế đãi hưng, không thích hợp thụ rất nhiều cường địch. Càng là La Quân, người này là thiên mệnh giả, khí vận phi thường mạnh, rất khó giết chết. Còn có, La Quân chính là huyết tộc huyết hoàng, một khi giết hắn, lại sẽ chọc cho đến huyết tộc báo thù. Hắn đón đến. Nói ra, cho nên, ta đề nghị vực chủ ngài không bằng ra tay trước một phần thanh minh, đem La Quân cùng Lâm Băng trục ra thần vực, vĩnh không mướn người. Cứ như vậy, tương lai cũng sẽ không có người mà nói cái này nói vớ vẩn,
chúng ta cũng ít rất nhiều xấu hổ. Nếu như chờ qua 10 ngày, bọn họ không trở lại, ngài lại nói trục xuất bọn họ, vậy liền không khỏi lộ ra có chút khí không đủ. Tả Thiên Tông nói ra, người nói có đạo lý. Hắn cảm thấy Trần Diệc Hàn thật sự là quá vì hắn suy nghĩ. Hắn cái này vực chủ vừa mới nhậm chức, nếu như lúc này thì ra hai tên phản đồ, hơn nữa còn bắt không trở lại, vậy đối với hắn cái này vực chủ mặt mũi đả kích cũng quá lớn. La Quân cùng Lâm Băng tại Gia Hoài Bắc thành phố nhà ga thời điểm, hắn thu đến Lai gọi điện thoại tới. Hai người đã bị thần vực trục xuất. La Quân sau khi biết, hướng Lâm Băng hiểu ý cười một tiếng, nói ra, xem ra Tả Thiên Tông bọn họ cũng không hồ đồ, biết cái này trong lúc mấu chốt nếu là chấp nhất tại cùng hai người chúng ta dây dưa, đó là được trả bằng mất. Cho nên bọn họ dứt khoát trước đem hai người chúng ta trục ra thần vực. Lâm Băng hơi hơi thở phào, nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thất lạc. Bị trục xuất. Loại cảm giác này giống như là tuy nhiên vẫn muốn rời đi một cái công ty, nhưng một khi tránh thức lúc rời đi đợi, vẫn là sẽ cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Lúc này Hoài Bắc thành phố mặt trời chói chang. Lúc này chính là 4 giờ chiều. Nhà ga bên trong, người cũng không có nhiều như vậy. Dù sao Hoài Bắc không tính là kinh tế trọng trấn, loại ngày này cũng không phải cái gì holiday, cho nên nhà ga cũng không có nhiều người. La Quân cùng Lâm Băng đi ra nhà ga. Tiếp theo, liền có một cái hơn 60 tuổi lão giả, ăn mặc màu trắng áo khoác trắng đi tới. Có thể là La Quân tiên sinh, Lâm Băng tiểu thư. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy khe rãnh, ngẩng đầu hỏi. La Quân gật gật đầu, nói ra, chúng ta chính là. Lão giả nói ra, ta gọi Phúc Bá, là tiểu thư của nhà ta để cho ta tới tiếp hai vị. Hắn nói xong liền quay người vì La Quân cùng Lâm Băng mở cửa xe. Xe là một cỗ Lexus. La Quân cùng Lâm Băng lên xe. Phúc Bá đóng kỹ cửa sau xe về sau, liền quay người bên trên phòng điều khiển, tiếp lấy nổ máy xe, lái xe ra ngoài. Trên đường, La Quân hướng Phúc Bá hàn huyên, nói, Lam tiểu thư hiện tại hoàn hảo a? Không phải quá tốt, Phúc Bá trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, nhưng ta cũng nói không rõ lắm, Trần tiên sinh đi xem liền biết. La Quân gật gật đầu, hắn cũng thì không hỏi thêm nữa. Trước đó gặp xanh tím khói là nửa năm trước, nhoáng một cái cũng là nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, La Quân biến hóa lại là có thể dùng Thương Hải Tang Điền để hình dung. Lâm Băng một mực không biết rõ, nàng tại đường đi bên trên thì hỏi La Quân, nói, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? La Quân trả lời rất đơn giản, bây giờ còn chưa có minh xác cùng hữu hiệu biện pháp sư phụ báo thù, cho nên, chúng ta thì đi trước một bước, nhìn một bước. Có lẽ sẽ tại trong lúc vô hình tìm tới một cơ hội đâu. Hắn đón đến, còn nói thêm, Lam Tử Y tình huống ngươi cũng biết, rất lợi hại cổ quái. Có lẽ chúng ta ở trên người nàng, có thể được đến một số cơ duyên đâu. Lâm Băng nghĩ cũng phải, hiện tại xác thực không có cái gì hữu hiệu có thể thực hiện biện pháp sư phụ báo thù. Vậy trước tiên bồi tiếp La Quân đến một chuyến đi. Sau một tiếng, Phúc Bá lái xe mang theo La Quân cùng Lâm Băng đi vào Hoài Bắc thành phố dựa vào mặt đông bắc bên hồ. Bên hồ là một cái biệt thự, nơi này phong cảnh rất tốt, cái kia mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản xạ nhiệt quang chiếu lên mắt người đều không mở ra được. Mà bên hồ cũng còn có không ít mỹ lệ dương liễu thụ, cây liễu đều rủ xuống tới trong mặt hồ. Lam Tử Y ngay tại biệt thự phía trước trong viện ngồi, viện kia bên trong banh ra ô mặt trời. Ô mặt trời dưới là một chương tròn bàn trà, còn có 4 cái bàn. Giờ này khắc này, Lam Tử Y ngay tại bàn kia trước trên ghế ngồi. Nàng lộ ra có chút quỷ dị. Vì cái gì nói nàng quỷ dị đâu? Bởi vì Hoài Bắc thành phố nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, cái này tiết trời đầu hạ vẫn là thuộc về sau cùng một đợt, cũng hung mãnh nhất. Người bình thường ăn mặc áo mỏng mỏng thường đều ngại nóng, có thể Lam Tử Y lại là ăn mặc áo lông tại phơi nắng. La Quân cùng Lâm Băng trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Phúc Bá mang theo La Quân cùng Lâm Băng đi vào Lam Tử Y trước mặt, hắn nhẹ giọng hô, tiểu thư, khách quý đã đến. Lam Tử Y lúc này mới mở mắt ra, nàng vừa rồi đã ngủ. Lam Tử Y mở mắt ra đã nhìn thấy La Quân cùng Lâm Băng, nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, thân thể ta có chút không quá dễ chịu, hai vị mời ngồi. La Quân cùng Lâm Băng cũng không nóng nảy ngồi xuống. La Quân đầu tiên nhìn về phía Lam Tử Y, hắn phát hiện Lam Tử Y sắc mặt tái nhợt, lông mày bên trên ngưng kết băng xương bột phấn.
Người đây là có chuyện gì? La Quân kỳ quái hỏi. Lam Tử Y cười khổ, nói ra, từ một tháng trước bắt đầu, thân thể ta thì càng ngày càng lạnh. La Quân nói ra, ta có thể cho ngươi tay cầm mạch sao? Lam Tử Y nói ra, đương nhiên có thể. Nàng nói xong liền vươn tay. La Quân ngay sau đó phải đi đem ở Lam Tử Y thủ mạch. Đem ở trong nháy mắt đó, một cỗ hàn băng chi ý theo điện mang giống như từ La Quân giữa ngón tay chui vào đi vào. La Quân nhất thời cảm thấy vô cùng nhói nhói, hắn kìm lòng không được a một tiếng, sau đó cũng lập tức thu tay lại. Làm sao? Lâm Băng kỳ quái hỏi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi thử một chút thì biết. Lâm Băng ngay sau đó cũng liền đến cho Lam Tử Y bắt mạch. Nàng phản ứng tự nhiên cũng theo La Quân không có sai biệt, rất nhanh liền a một tiếng, cũng thu tay lại. Quá cổ quái, Lâm Băng thất sắc nói ra, ta trước đó là có nghe La Quân nói qua, không nghĩ tới Lam tiểu thư ngươi tình huống thế mà nghiêm trọng đến nước này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, Lam Tử Y nói ra. La Quân cùng Lâm Băng liền cũng liền ngồi xuống. Cái kia một bên Phúc Bá nói ra, ta qua vì hai vị khách quý pha trà. Đa tạ, La Quân khiêm tốn nói ra. Đợi Phúc Bá sau khi vào nhà, La Quân nói ra, Lam tiểu thư, người tình huống này quá đặc thù. Ta cảm giác trong thân thể ngươi hàn khí căn bản không phải người có khả năng tiếp nhận. Dựa theo đạo lý tới nói, loại hàn khí này đủ để chết cóng khủng long. Nhưng ngươi lại còn sống, điều này nói rõ, ngươi thể chất cũng rất đặc thù. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhưng ta vẫn tương đối kỳ quái, ngươi tại sao muốn liên hệ ta? Chẳng lẽ Lam tiểu thư ngươi cho là ta có thể trị liệu ngươi? Lam Tử Y tuyệt mỹ gương mặt bên trên một mảnh trắng bệch chi sắc, vậy thì thật là một điểm huyết khí đều không có. Nàng nói ra, ta tình huống bây giờ quá đặc thù. Ta không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cũng không dám nói cho hắn biết người. Chỉ sợ nói cho hắn biết người, người khác hoặc là coi ta là yêu quái, hoặc là liền muốn đem ta nộp lên cho quốc gia. Ta hàn khí này, thật sự là không như bình thường hàn khí. Lần này, ta liền tỷ tỷ của ta đều không có nói cho. Tỷ ta không quá có người đáng tin cậy, nói cho nàng sẽ chỉ làm nàng càng thêm lo lắng. Ngươi theo viên đạo trưởng nói rõ ngươi tình huống sao? La Quân hỏi. Lam Tử Y nói ra, tự nhiên là nói, mà lại là viên đạo trưởng đề cử ta tìm ngươi. La Quân không khỏi kinh ngạc, nói, ta cũng đối ngươi loại tình huống này bất lực, hắn đề cử ta, nhưng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi đâu. Lam Tử Y nói ra, viên đạo trưởng nói ngươi chính là khí vận mạnh nhất thiên mệnh giả, nếu như đi cùng với ngươi, có thể biến nguy thành an. Nàng đón đến, nói ra, ta là muốn mời ngươi cùng ta qua một chỗ. La Quân không có cự tuyệt. Hắn hiện tại biết mình tu vi muốn tăng lên, liền muốn nhiều kinh lịch một số nguy hiểm, tại trong nguy hiểm có lẽ liền sẽ có đột phá. Trước kia võ tăng luyện võ, tại mọc đầy rêu xanh bên bờ vực luyện tập, tại trong nguy hiểm tìm chân ý. Đương nhiên, cũng có võ tăng trực tiếp rơi xuống thì ngã chết. Loại này phương pháp luyện tập gọi là đạo thiên máy bay. Đi chỗ nào? La Quân hỏi Lam Tử Y. Hắn nói tiếp, xem ra ngươi đã biết một số liên quan tới ngươi kiếp trước đồ. Vật đúng không? Không phải vậy ngươi sẽ không muốn đi chỗ nào. Lam Tử Y gật gật đầu, nàng nói ra, ta nửa năm qua này, thường xuyên nằm mơ. Vẫn là làm giấc mộng kia. La Quân nói ra, Ngô Vương vạn tuế, nhất thống thiên hạ, thiên thu vạn tái. Lam Tử Y nói ra, cái này mộng cũng làm, bất quá về sau, ta lại làm tân mộng. La Quân cùng Lâm Băng nhất thời đến hứng thú. La Quân hỏi, cái gì mộng? Lam Tử Y nói ra, ta mộng thấy ta là một con phượng hoàng, nói cho đúng, hẳn là băng phượng hoàng. Băng phượng hoàng, Lâm Băng bỗng nhiên biến sắc, nói ra, chẳng lẽ là không chết băng hoàng? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết không chết băng hoàng chuyển thế? La Quân cùng Lam Tử Y nhất thời lại đều nhìn về Lâm Băng. Lam Tử Y trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói, ngươi biết không chết băng hoàng. La Quân cũng nhìn lấy Lâm Băng. Lâm Băng nhất thời có chút xấu hổ, nàng nói ra, ta cũng chỉ là tin đồn, ta từ nhỏ ở thần vực lớn lên, cho nên kỳ quái người cùng sự đều nghe được nhiều một ít. La Quân nói ra, cái kia sư tỷ ngươi liền nói một chút nói ngươi biết đồ, vật. Lâm Băng nói ra, nghe đồn rằng, tại sau lưng thế giới bên trong có thập điện Diêm La, địa tạng vương, trăm vạn quỷ tốt. Mặt khác, sau lưng thế giới bên trong còn có một cái vĩ đại thần linh tồn tại.
cái này thần linh cùng Địa Tạng Vương sánh vai cùng, nàng cũng là không chết băng hoàng. Không chết băng hoàng chính là sau lưng trong thế giới vương giả, liền xem như Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng phải mời nàng mấy phần. Ta muốn đi chính là sau lưng thế giới bên trong. Lam Tử Y nói ra, ta mấy lần nằm mơ, đều mộng thấy một mảnh băng sơn cách trở vạn lý Hà Sơn, mà tại băng sơn đằng sau đến là cái gì, ta không biết. Ta trực giác nói cho ta biết, ta cần phải đi băng sơn đằng sau mới được. La Quân nói ra, cho nên lần này, người muốn ta tới, là muốn ta cùng đi với người sau lưng thế giới tìm kiếm băng sơn, sau đó dẫn người đi băng sơn đằng sau, thăm viếng đến tột cùng đúng hay không. Lam Tử Y gật gật đầu, nàng nói ra, ta biết ta yêu cầu này có chút quá phận, cũng sẽ để ngươi bốc lên rất nhiều không tất yếu nguy hiểm. Nhưng là ta trừ tìm ngươi hỗ trợ, thật sự là không có càng dễ làm hơn phương pháp. Viên đạo trưởng càng là nói, ta đã chuyển thế, khẳng định là gặp nguy hiểm mới có thể chuyển thế. Bây giờ năng lực ta không có khôi phục, mà sau lưng thế giới bên trong lại là rắc rối quan hệ phức tạp. Ta cứ như vậy qua, khẳng định hội không có kết cục tốt. Ta có khả năng ỷ vào, cũng chỉ có La Quân ngươi số may. Ta trực giác bên trong, cũng chỉ có cảm thấy đi theo ngươi đi, mới có một tia cảm giác an toàn. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, nếu như ta không đáp ứng đâu. Ta nghĩ ta hẳn là có cự tuyệt quyền lực a. Lam Tử Y lại là nói ra, ngươi nhất định sẽ đáp ứng đúng hay không? Đương nhiên phải đáp ứng. Lâm Băng lại nói chuyện trước, nàng nói ra, chúng ta không phải là cũng muốn đi sau lưng thế giới sao? Tuy nhiên Lam tiểu thư sẽ có chút nguy hiểm, nhưng nàng nếu thật là không chết băng hoàng. Nàng một khi khôi phục lực lượng, chúng ta phải vi sư cha báo thù cũng liền dễ dàng nhiều. Lâm Băng thật đúng là không có chút nào xảo trá, lập tức liền đem La Quân bên này bài đều bại lộ. La Quân cũng là bất đắc dĩ, vốn đang có thể nhiều theo Lam Tử Y đàm chút điều kiện. Lam Tử Y trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nàng chờ đợi nhìn lấy La Quân, nàng nói ra, La Quân, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, đúng hay không? La Quân khoát khoát tay, nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Hắn đón đến, nói, ta cùng sư tỷ muốn báo thù, muốn đi sau lưng thế giới, cái này là có thể hoãn một chút, không vội tại nhất thời. Mà ngươi là lửa xém lông mày, chúng ta cùng ngươi qua, là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Chủ yếu cũng chính là cùng ngươi qua, ngươi nếu nói thành là đôi bên cùng có lợi, cái này cũng thì không có ý gì. Lâm Băng nhưng cũng không phải ngu ngốc, nàng gặp La Quân kiểu nói này, liền cũng biết mình lời mới vừa nói thật là lỗ mãng một số. Nàng chủ yếu là trong lòng cừu hận đọng lại, cho nên vừa nghe đến muốn đi sau lưng thế giới thì hơi không khống chế được. Lam Tử Y cũng là thông minh người, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, xem ra ngươi là muốn cùng ta đạt thành một số hiệp nghị mới chịu đi sau lưng thế giới, đúng không? La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Hai người chúng ta dù sao không thân chẳng quen, ngươi để cho ta cùng ngươi đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, ta đòi lấy một số thù lao, cái này không quá phận đúng không? Lam Tử Y gật gật đầu, nói ra, xác thực không quá phận. Vậy ngươi nói đi. La Quân nói ra, như vậy đi, nếu ngươi thật sự là không chết băng hoàng, ta đáp ứng ngươi, toàn lực giúp ngươi khôi phục năng lực. Nhưng khi ngươi khôi phục năng lực, trở thành vĩ đại không chết thần linh về sau, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta ba chuyện. Cái kia ba chuyện, Lam Tử Y hỏi. La Quân nói ra, cái này ba chuyện, ta hiện tại không nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có cái gì không an phận yêu cầu, càng sẽ không muốn ngươi vì đáp ứng ta sự tình mà làm to chuyện, cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát quyết chiến. Ta muốn cầu sự tình, nhất định là ngươi có thể nỗ lực hoàn thành. Thì giống nhau ta làm sao đi giúp ngươi hoàn thành ngươi sự tình, ngươi nhìn như thế nào? Lam Tử Y trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. La Quân không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói ra, sảng khoái như vậy. Lam Tử Y nói ra, ta mặc dù bây giờ vẫn là người bình thường, nhưng là ta nhìn người luôn luôn không có sai, ta tin tưởng nhân phẩm ngươi. La Quân liền hơi hơi thở phào, hắn chuyển nói với Lâm Băng, sư tỷ, ngươi. Ta nhất định phải đi. Lâm Băng ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Cái này là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. La Quân không còn gì để nói, hắn liền nói ra, vậy được rồi. Lâm Băng cũng liền cái gì cũng không nói. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, lúc nào lên đường. Lam Tử Y nói ra, nếu như khả năng, ta hy vọng đêm mai liền lên đường. La Quân nói ra,
không có vấn đề. Lam Tử Y nói ra, hôm nay cùng ngày mai, ta cần bắt đầu đem bên này mọi chuyện an bài tốt. Bởi vì ta biết ta chuyến đi này rất có thể thì về không được. La Quân nói ra, người cứ việc đi làm việc đi. Lam Tử Y nói ra, đêm nay hai vị nếu là không ghét bỏ, liền ở lại đây a. Phúc Bá sẽ an bài tốt các ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. La Quân nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Lam Tử Y về sau thì tự mình lái xe rời đi, nàng là cái tuyệt đối khôn khéo cơ trí nữ cường nhân. Phúc Bá làm theo hỏi La Quân cùng Lâm Băng, nói ra, hai vị khách quý đường xa mà đến, nhất định đói a. La Quân gật gật đầu, nói ra, vậy làm phiền Phúc Bá cho chúng ta an bài một số ăn. Phúc Bá nói ra, tốt. Sau đó, Phúc Bá phải đi để bảo mẫu nấu cơm. La Quân cùng Lâm Băng Y Nguyên ngồi ở bên ngoài. Lúc này trời chiều, đỏ rực, chiếu vào trên thân người, ấm áp. Chân trời đám mây, tựa như là trắng như tuyết kẹo bông gòn, bao quanh lũ, nhìn lấy cũng làm người ta sinh lòng hoan hỉ. Sau lưng thế giới đến là cái gì thế giới? Lâm Băng không khỏi hỏi. Nàng giống như là đang hỏi La Quân, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. La Quân trầm giọng nói ra, sau lưng thế giới, cũng là địa ngục chi môn. Lạc Ninh cũng là qua địa ngục chi môn, không biết lần này đi vào, có thể hay không đụng phải nàng. Hy vọng nàng hết thảy mạnh khỏe. Lâm Băng nao nao, nói ra, nàng qua địa ngục chi môn làm cái gì? La Quân nói ra, Lạc Ninh thân thế đáng thương, nàng tra được cha mẹ của nàng là bị Phạm Vô Ngu giết chết. Mà lúc đó, nàng lại không có năng lực báo thù, thế là liền nghĩ qua địa ngục chi môn, nhìn có thể hay không đụng phải một số cơ duyên. Phạm Vô Ngu thế mà giết Lạc Ninh phụ mẫu. Vì cái gì? Lâm Băng khiếp sợ không thôi. La Quân nói ra, nơi đó có cái gì vì cái gì? Bất quá chỉ là Phạm Vô Ngu nhìn chúng Lạc Ninh tư chất, nhưng Lạc Ninh cũng không phải cô nhi. Cho nên vì đoạn loại này liên quan, hắn dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng liền đem Lạc Ninh phụ mẫu giết. Giết cha mẹ của nàng, sau đó lại thu dưỡng nàng, để Lạc Ninh nhận hắn là. Lâm Băng không khỏi muốn rách cả mí mắt, nói ra, đây quả thực là không bằng cầm thú cách làm, đây là vi phạm luân lý cương thường, hẳn là bị thiên lôi đánh. Cách làm này, tựa như là giết chó mụ mụ, đem chó mụ mụ chó thịt xương cho chó con đến ăn. Đây thật là muốn bị thiên lôi đánh. La Quân nói ra, tại Phạm Vô Ngu trong lòng, nơi đó có cái gì tam cương ngũ thường, hết thảy đều là lấy hắn tự thân lợi ích bỏ ra phát. Lâm Băng nói ra, nói như vậy đứng lên. Sư phụ ta cùng Tả Thiên Tông còn có Phạm Vô Ngu so ra, cái kia là tuyệt đối chính nhân quân tử. Sư phụ ta trước đó đổ đệ hết thảy thì ta cùng Nhạc Quang Thần còn có tam sư đệ ba người. Ta là lớn nhất, ta vẫn luôn nhớ kỹ sư phụ đến cô nhi viện đem ta lĩnh đi tràng cảnh. Sư phụ nhân phẩm tự nhiên không phải Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu có thể so sánh. La Quân trong mắt tự nhiên sinh ra tôn kính chi tình. Lâm Băng lại là ánh mắt ảm đạm, nàng nói ra. Phạm Vô Ngu xúc sinh không bằng, lại không một cái đồ đệ có thể tổn thương đến hắn. Sư phụ đợi Nhạc Quang Thần coi như con đẻ, nhưng Nhạc Quang Thần tên xúc sinh này lại giết hắn. Cái này thế đạo, cái này thiên đạo, căn bản là không có chút nào công bình. La Quân cũng là ảm đạm, hắn cho tới bây giờ đều biết, cái thế giới này vốn chính là không có công bình có thể nói. Lâm Băng thương tâm một lúc sau, nàng nói ra, sau lưng thế giới, bên ngoài thế giới. Giữa hai cái này đến là tình huống như thế nào? Chúng ta tại bên ngoài thế giới bên trong, cũng coi trọng âm dương, nam nữ, thư hùng. Vì cái gì còn cần có một cái đặc biệt đặt trước sau lưng thế giới? La Quân nói ra, cái này ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá muốn đến hẳn là có dạng này một cái đạo lý tại. Tỷ như, nam nhân là dương, nữ nhân là âm. Nhưng là thân thể nam nhân bên trong cũng có con mái kích thích tố. Mà thân thể nữ nhân bên trong cũng có hùng kích thích tố. Nhưng là tỷ lệ chiếm so thì đại khác nhiều. Cho nên ta cảm thấy, bên ngoài thế giới cùng loại là một người nam nhân, sau lưng thế giới cùng loại là một nữ nhân. Lâm Băng con mắt không khỏi sáng lên, nói ra, người nói rất lợi hại có đạo lý. Tóm lại ta hiện tại cũng rất tò mò, sau lưng thế giới đến là một thế giới như thế nào. La Quân nói ra, không lâu sau, người thì có thể kiến thức đến. Lâm Băng nói ra, bất quá lần này, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Chí ít, chúng ta phải nắm tay, ta cũng không muốn lại như lần trước tiến mê thất đại lục như thế, chơi cũng không có gặp,
trực tiếp bị Đế Thích Thiên buồn ngủ trong sơn động, nhận hết giày vò. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt, lần này ta nhất định sẽ nắm chắc ngươi. Hai người cứ như vậy trò chuyện, chỉ chốc lát về sau, Phúc Bá đem làm tốt đồ ăn đưa ra. Đồ ăn rất lợi hại phong phú, cũng rất tinh xảo, càng là ngon miệng. La Quân cùng Lâm Băng ăn rất thơm. Ăn cơm xong về sau, cũng không lâu lắm, thiên thì hắc. La Quân cùng Lâm Băng đều không có đi dạo hào hứng, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi qua. Căn biệt thự này bên trong mỗi gian phòng khách phòng đều sửa sang rất tốt, theo kịp những tinh cấp đó quán rượu gian phòng. La Quân đem màn cửa kéo lên về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lúc này, La Quân trong não vực là không có bất kỳ cái gì pháp lực. Hắn có được rất cường đại khí huyết chi lực, thân thể cùng não vực đều biến đến mức dị thường cường hãn. Nếu như đem La Quân thân thể cùng hắn thân thể người so sánh là xe lời nói, La Quân thân thể cũng là siêu cấp chống đạn cương giáp xe. Vô luận là động cơ, vẫn là các loại tính năng, đều là rất không tệ. Nhưng là có một chút, Lâm Băng ủng có pháp lực, người ta có thể so sánh là phi cơ. Phi cơ lại nước, cái kia cũng có thể lên thiên. Xe lợi hại hơn nữa, cái kia đều chỉ có thể ở mặt đất chạy. La Quân dựa vào Nhật Nguyệt Tính Tâm Quyết vận hành khí huyết, cái kia hùng hậu khí huyết tại thể nội cuồn cuộn chảy xuôi, tựa như là đại hải dao động. Tuy nhiên cái này dao động hung mãnh, nhưng La Quân cũng có thể hoàn toàn đem trưởng khống. Chỉ là, đến muốn làm sao lần nữa tiến hành tăng thực lực lên, La Quân đã cảm thấy mê mang. Ở trước mặt hắn, không có một đầu minh xác đường có thể đi. Những huyết dịch đó, La Quân đã uống đến muốn ói, nhưng là chuyển đổi thành chiến đấu lực nhưng lại cơ hồ hơi, cho nên hắn dứt khoát không trông cậy vào huyết dịch. La Quân cảm thấy như thế tu luyện, hoàn toàn không đùa. Phía trước nhất định còn có một loại nào đó cơ duyên đang đợi chính mình. La Quân loại tình huống này, tựa như hắn là cái nghề nghiệp tự do người, rõ ràng có thể đi làm thuê kiếm tiền. Nhưng là ngại tiền ít, hắn cũng là đang không ngừng tìm kiếm, tìm cơ hội. Chỉ chờ cơ hội vừa đến, liền muốn nhất phi trùng thiên. Những cây cỏ đó ca sĩ một mực kiên trì mộng tưởng, tại quán ba chú hát, một khi đại hồng đại tử, giá trị con người lập tức lật gấp trăm lần. Dạng này cơ hội không phải là không có. Nhưng dạng này cơ hội cũng là phi thường ít, tuy nhiên bây giờ trong vòng giải trí vải khuyết thiếu dạng này ví dụ. Nhưng càng nhiều cây cỏ ca sĩ lại là lang thang chân trời, chán nản mà chết, nhận hết nghèo rớt mùng tơi. La Quân không phải là không muốn đi làm cái an phận người làm công, mà chính là hắn không thể. Cái này theo trong nhà hắn còn có mấy ngàn ước thiếu nợ, người để hắn qua làm thuê một tháng dẫy gần một vạn trả tiền, điều này có thể sao? Điều này có thể trả nổi sao? La Quân muốn là tiến hành theo chất lượng tăng trưởng tu vi, cái kia phải chờ tới có thể cùng Trần Diệc Hàn bình khởi bình tọa, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. 10 năm tuế nguyệt, mẹ nó, rau cúc vàng đều muốn lạnh có được hay không? La Quân tu luyện vô dụng, trong lòng hắn dâng lên hơi hơi cảm giác buồn bực tới. Lúc này, đã là 11 giờ đêm. La Quân bỗng nhiên nghe thấy lái xe đến thanh âm. La Quân trong lòng nhất động. Hắn bây giờ thần thức cũng coi là cường đại. Chỉ cần hơi ngưng tụ thần, bốn phía phương viên trăm mét tình huống lập tức nhưng tại tâm. Đây là hắn có thể trong nháy mắt thu nhiếp tinh thần, tâm vô tạp niệm, trong lòng một mảnh thanh thản, cho nên mới có thể lợi hại như thế. La Quân phát hiện đến cũng không phải là Lam Tử Y, mà chính là Lam Tử Y tỷ tỷ Lam Hồng. Nàng tới làm gì? La Quân trong lòng hơi hơi kỳ quái. Lam Hồng sau khi xuống xe, liền hướng trong biệt thự đi tới. Phúc Bá bên kia trước đi mở cửa, La Quân nghe được Lam Hồng cùng Phúc Bá nhỏ giọng nói chuyện. Phúc Bá, vị kia Trần Tiên Sinh đâu? Lam Hồng hỏi. Phúc Bá ngay sau đó liền nói La Quân phòng ngủ phương hướng. Phúc Bá còn nói thêm, đại tiểu thư, ngài muốn gặp hắn sao? Ta đi giúp ngài thông báo một tiếng. Lam Hồng ngẫm lại, nói ra, tốt, ta trong xe chờ hắn, ngươi để hắn xuống tới. Phúc Bá nói ra, tốt. La Quân nghe đến đó liền đi ra phòng ngủ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần gọi ta, ta cái này xuống tới. Lam Hồng quay đầu liền cũng đã nhìn thấy La Quân. Giờ này khắc này, Lam Hồng ăn mặc lam sắc tiên nữ váy, trước ngực có một đạo mỹ diệu trắng như tuyết rãnh vú. La Quân ăn mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi cũng không vào trong quần. Hắn lộ ra có chút lười biếng. Giờ phút này hắn cũng là tuyệt đối khiến người tâm động thanh tú đàn ông.
hắn tức giận chất bên trong mang theo một loại khiến người tâm động đổi phế. La Quân chậm rãi xuống lầu, đi vào Lam Hồng trước mặt. Không thể không nói, Lam Hồng là loại kia cực phẩm thiếu phụ, nàng trên lưng có chút đầy đặn, mông cũng rất là đầy đặn, loại này thiếu phụ thật có khiến người ta phát cuồng tư bản. Tô Tình dáng người rất tốt, nhưng còn không có Lam Hồng như thế đầy đặn. La Quân ngửi được Lam Hồng trên thân dễ ngửi mùi thơm, hắn không thể tự giác nhìn nhiều trước ngực nàng. Nhất thời, La Quân cảm giác thân thể có chút khô nóng đứng lên. Đây là bình thường phản ứng sinh lý. La Quân âm thầm nuốt ngụm nước bọt, tâm đạo, yêu tinh kia, muộn như vậy, còn mặc như thế gợi cảm tới tìm ta, đây không phải tra tấn người sao. Cùng ta đi một nơi, Lam Hồng nói ra. La Quân hơi hơi kỳ quái, nói, đi chỗ nào. Qua liền biết, ta cũng sẽ không ăn ngươi, Lam Hồng nói ra. La Quân dù sao trái phải vô sự, cũng có chút ngủ không được, ngay sau đó liền nói, cái kia tốt. Lam Hồng mở là một cỗ bích, bên trong không gian rất lớn. La Quân trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, trong xe này chơi xa chấn vẫn là rất rộng rãi, rất không tệ. La Quân bỏ rơi đầu, cảm thấy mình quá tà ác. Chủ yếu là cái này Lam Hồng, quá có thể làm trong nam nhân tâm nguyên thủy khát vọng. La Quân lên xe tay lái phụ, Lam Hồng lái xe, La Quân mỉm cười, nói ra, nữ nhân mở lớn như vậy một chiếc xe. Điều này nói rõ người nội tâm trưởng khống dục vọng rất mạnh a. Lam Hồng nổ máy xe, nàng mỉm cười, nói ra, người muốn nói cái gì? Người nên không phải muốn nói, từ trong chuyện này cũng đó có thể thấy được ta phương diện kia dục vọng cũng rất mạnh a. Khụ khụ, La Quân không khỏi có chút quấn, nữ nhân này, làm sao chính mình như thế chủ động nói những này tiêu chuẩn lớn lời nói. Cái này có chút trêu chọc ý tứ, nàng đêm hôm khuya khoắt tìm đến mình, có ý tứ gì? La Quân là nhiệt huyết nam nhi, cũng có bình thường dục vọng. Mà lại dục vọng so người bình thường phải mạnh mẽ, chủ yếu là, thân thể của hắn quá dương cương. Bất quá cho dù là như thế, hắn mặt đối với nữ nhân trêu chọc cũng vẫn là có thể bảo trì bình thường đầu não. Hắn không phải loại kia ưa thích đầu óc phát sốt người, hắn tuy nhiên xúc động, có thể cũng không lỗ mãng. Xe chạy ra khỏi biệt thự, một đường nhanh chóng bưu đi. La Quân dứt khoát cũng sẽ không nói. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên cũng không sợ Lam Hồng sẽ như thế nào chính mình. Sau cùng, xe bỗng nhiên tiến vào một mảnh không người cỏ dại khu. Cái kia cỏ dại khu cỏ dại có cao đến một người, xe lái vào đây, căn bản thì nhìn không thấy. Nơi này là cái phá dỡ khu, một mực không có xây nhà, cho nên cỏ dại thì sinh trưởng. Lúc này, xe dừng lại. Ta dựa vào, đây là muốn làm chơi, thật chẳng lẽ muốn. Lam Hồng cái này diễn xuất, vô pháp không khiến người ta suy nghĩ nhiều a. La Quân thì tại như vậy muốn thời điểm, Lam Hồng bỗng nhiên trực tiếp đem váy đằng sau giải khai. Thế là trong nháy mắt, trắng như tuyết một mảnh, còn có tử sắc áo ngực. Cái kia áo ngực đã muốn không gói được. Ngươi làm cái gì vậy? La Quân không hiểu, đây hết thảy quá không bình thường, ta dựa vào, cái này bên trong có phải hay không có đại âm mưu a? Lam Hồng đột nhiên thì ôm lấy La Quân đầu, để La Quân chôn ở nàng mềm mại ở giữa. La Quân ngửi được một cỗ kỳ dị mùi thơm, là thuộc về nữ nhân mùi sữa. La Quân còn muốn hỏi cái gì, Lam Hồng chửi một câu, người còn có phải là nam nhân hay không? Ta dựa vào. La Quân cả người nhất thời bị nhen lửa, mẹ chứng, ai không phải nam nhân. Sau đó, chính là một trận cuồng phong bạo vũ. Toàn bộ xe đều đang lay động. Từ bên ngoài nhìn, đó là cỏ dại bắc bị gió đang gợi lên. Trận này cuồng phong bạo vũ tới không khỏi diệu, nhưng lại là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. La Quân một mực đang kiềm chế, một mực đang bi thương. Dạng này một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cuồng phong bạo vũ, để hắn đạt được hoàn toàn phóng thích. Nhưng mà, mạnh hơn sóng gió cũng có quá khứ thời điểm. Khi thủy triều lắng lại thời điểm, Lam Hồng không đến mảnh vải ngủ ở La Quân trong ngực. Lam Hồng co ro, giống như là một cái mệt mỏi tiểu dã miêu. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, khụ khụ, ta nói, người đây là cả này vừa ra. Ta nhớ được trước đó, làm bộ hôn xuống ngươi, đều đem ngươi dọa đến gần chết. Lam Hồng mị nhãn như tơ nhìn La Quân liếc một chút, hỏi, thích không? La Quân không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, đại khái không có nam nhân hội không thích a. Lam Hồng chống đỡ đứng người dậy. Nàng bắt đầu mặc quần áo.
La Quân cũng liền không làm dây dưa, hai người rất nhanh mặc quần áo tử tế. Toàn bộ trong xe, tràn ngập loại kia kỳ mùi lạ. Lam Hồng mở ra cửa sổ thông khí. La Quân nói ra, nơi này con muỗi rất nhiều, người mở ra cửa sổ, một hồi có người hảo hảo mà chịu đựng. Lam Hồng nghĩ cũng phải, đóng lại cửa sổ mái nhà, đổi thành không khí bên ngoài tuần hoàn. La Quân nói ra, người bây giờ có thể nói một chút, người cái này đột nhiên đến như vậy một chỗ đến là muốn làm gì à? Người kết hôn sao? Lam Hồng hỏi. La Quân nói ra, kết. Lam Hồng nói ra, kết, người còn cùng ta. Nàng ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. La Quân nhàn nhạt, hắn vốn chính là cái này thoải mái tính tình. Tuy nhiên thân thể cần, nhưng trên tinh thần đối tư đồ linh nhị yêu là phi thường thuần khiết. Hắn là tùy tâm sở dục người, cho nên, không hội bởi vì cái này sự tình mà đối tư đồ linh nhi có chỗ áy náy. Người đây là lão công ngươi vượt quá giới hạn. La Quân đầu óc chuyển rất nhanh, nói ra. Lam Hồng nói ra, muội muội ta ngày mai sẽ phải đi theo ngươi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, cái này Lam Hồng đêm nay thật đúng là có chút điên cuồng a. Cái này nói chuyện phiếm cũng quá nhảy vọt, hắn nói ra, ta hẳn là uốn nắn một chút ngươi, là ta cùng với nàng đi. Ngươi nhất định muốn đưa nàng an toàn mang trở về. Lam Hồng nói ra, có thể chứ. La Quân nói ra, ta không biết Lam Tử Y đến đã nói với ngươi cái gì. Bất quá thân phận nàng rất lợi hại không tầm thường, nếu nàng có thể còn sống, có thể khôi phục thân phận, đến lúc đó nàng có trở về hay không đến cũng không phải ta nói tính toán. Bất quá ngươi yên tâm, ta hội hết sức cam đoan nàng an toàn. Không cho ngươi nhúng chàm nàng, Lam Hồng nói ra. La Quân sững sờ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là mình có thể cùng Lam Tử Y cùng chung đêm đẹp, đây chẳng phải là tương đương có được qua đôi hoa tỉ muội này. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Lam Tử Y rất có thể là không chết băng hoàng, chính là thượng cổ thần linh. Cùng mình ở giữa khoảng cách quá lớn. Thật còn chỉ có thể tưởng tượng. Người cái này hơn nửa đêm đem ta lôi ra đến là muốn nói cái gì? La Quân lập tức kỳ quái hỏi Lam Hồng. Lam Hồng trầm mặc xuống dưới. La Quân cũng là không tức giận, dù sao mới cùng người ta khoái hoạt, chút lòng kiên trì ấy vẫn là muốn có. Lam Hồng nãy giờ không nói gì. La Quân nói ra, tốt ha, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không chia sẻ muội muội của ngươi. Hắn đón đến, nói ra, ngươi hôm nay đến, có phải hay không tâm lý đều tại đối nam nhân tuyệt vọng. Sau đó ngươi biết ta muốn cùng muội muội của ngươi rời đi, cho nên mới tới cảnh cáo ta. Bất quá ngươi cái này cũng không cần đem chính ngươi dựng vào đi. Lam Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, dựa vào cái gì hắn có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân, ta liền không thể ở bên ngoài tìm vịt. Khụ khụ, La Quân nhất thời mặt đều tức điên, hắn nói ra, lời này của ngươi ca thì không thích nghe, ai là vịt a? Lam Hồng gặp La Quân tức giận, không khỏi cười khúc khích, nói ra, đúng, ngươi không phải bình thường vịt, ngươi là không cần tiền. Ngoá. La Quân cảm thấy theo cô gái này thật không có cách nào vui sướng nói chuyện phiếm. Cho nên, ngươi là bởi vì phát hiện lão công ngươi vượt quá giới hạn, cho nên ngươi muốn trả thù hắn, sau đó tìm ta. La Quân nói ra. Lam Hồng nói ra, không sai. La Quân cười ha ha, nói ra, xem ra ta tới còn thật là đúng lúc a. Hắn đón đến, nói ra, thế nhưng là vạn một là không là ta đây. Ngươi. Lam Hồng khuôn mặt đỏ lên, nói ra. Cái kia ngược lại sẽ không, ta tối thiểu đến tìm chợp mắt xuyên. Nàng đón đến, nói ra, bất quá thực cũng là ta nghĩ thông suốt, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, ta không nên quá làm oan chính mình. Đã hắn muốn giải phóng, cái kia mọi người thì cùng một chỗ giải phóng tốt. Thân thể vui thích là chân thật nhất. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, muốn là mỗi nữ nhân đều nghĩ như vậy, cái kia đây không phải thiên hạ đại loạn sao. Lam Hồng lạnh hừ một tiếng, nói ra, sớm đã là ý nghĩ này, thiên hạ này không cũng không có đại loạn sao. Hắn nói cũng không sai, nhân sinh nói ngắn cũng ngắn, nói lớn lên cũng dài. Như vậy dài rằng giặc mấy chục năm, chỉ ngủ vợ mình hoặc chỉ ngủ chồng mình, đây chẳng phải là quá không thú vị sao. Lại có mấy nam nhân sau khi kết hôn dám vỗ bộ ngực nói, không có ngủ qua thê tử bên ngoài nữ nhân. Lại có mấy cái thê tử dám nói chỉ theo trượng phu ngủ qua. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt ha. Ngươi nói đúng, dù sao ta là không dám vỗ ngực. Lam Hồng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi chính là cái hoa tâm đại củ cải, ngươi đương nhiên không dám vỗ ngực.
Nàng đón đến, nói, ngươi sẽ không cảm thấy có lỗi với thê tử sao? Ta cùng đồng dạng nam nhân khác biệt, thê tử của ta cũng cùng các ngươi khác biệt, chỗ lấy các ngươi phàm nhân tiêu chuẩn không thể cầm để cân nhắc ta. La Quân đón đến, nói ra, bất quá ta là cái bá đạo nam nhân, nữ nhân ta, tuyệt không cho phép có hắn nam nhân. Nếu không ta hội giết người, chúng ta phải thừa nhận, cái thế giới này, nam nhân cùng nữ nhân cũng là tồn tại khác biệt. Nam nhân là chiếm cứ chủ đạo vị trí. Lam Hồng nói ra, vậy ta xem như nữ nhân ngươi sao? Ta có thể nhất định còn sẽ cùng khác nam nhân ngủ. La Quân nói ra, ngươi không tính, chúng ta nhiều nhất tính toán cái hạt xương tình nhân. Lam Hồng nói ra, vì cái gì không thể tính toán? Nữ nhân thật là một cái kỳ quái động vật, Lam Hồng đột nhiên lại có chút không vui, nói ra, ta không xinh đẹp không? La Quân nói ra, đó cũng không phải, giả dụ ngươi chịu ly hôn, về sau chỉ chung với ta một cái, ta rất tình nguyện ngươi làm nữ nhân ta. Ngươi thật sự là ta gặp qua vô sỉ nhất, bá đạo nhất nam nhân, hết lần này tới lần khác ngươi còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Lam Hồng nhịn không được nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, mỗi người đều có mỗi người làm người chuẩn tắc, đây là ta làm người chuẩn tắc, không hợp liền sẽ không cùng một chỗ. Ngươi không chịu nhận, cho nên, ngươi sẽ không trở thành nữ nhân ta. Lam Hồng nói ra, ngươi đến có bao nhiêu thiếu nữ? La Quân nói ra, không nhiều, đây là việc tư, chúng ta không trò chuyện cái này. Lam Hồng nói ra, chúng ta ở chỗ này, nơi này, cái này tình cảnh, không trò chuyện việc tư, chẳng lẽ còn trò chuyện cao đại thượng sự tình. Nói ra có người tin tưởng sao? La Quân cười ha ha, nói, cái kia đổi đề tài đi, ngươi vẫn yêu lão công ngươi sao? We got married 6 năm, một mực không có hài tử. Ta vẫn cho là hắn là một người đàn ông tốt, ngay tại 3 ngày trước, ta mới biết được hắn hàng năm cũng sẽ ở bên ngoài tìm khoái hoạt. Lam Hồng nói ra, ta cảm thấy quá ác tâm, ta gặp qua hắn tìm một nữ nhân, căn bản cũng không cùng ta 1/10. Nhưng hắn nói, cho dù tốt xương cá ăn lâu đều sẽ ngán. Đây chính là hắn đường hoàng vượt quá giới hạn lý do. Ngươi hội ly hôn sao? La Quân hỏi, hắn cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc, bởi vì dạng này nam nhân, trên cái thế giới này rất nhiều, nhiều như hoàng hà chi tức. Liền xem như chính mình, đó cũng là không có tư cách xem thường người ta. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, chính mình tuyệt sẽ không đi tìm loại kia bán nữ nhân. Quân ca phẩm vị không có thấp như vậy. Lam Hồng nói ra, hẳn là sẽ cách đi. Bất quá ta cảm thấy lấy sau ta rất khó lại tin tưởng nam nhân. Mặc kệ là ngươi vẫn là hắn, đều là giống nhau, không có gì khác biệt. La Quân nói ra, ta cùng hắn không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Lam Hồng hỏi, nàng đột nhiên cười một tiếng, nói, có phải hay không mỗi một nam nhân vượt quá giới hạn về sau, đều hội cảm thấy mình là đặc thù nhất, theo khác nam nhân không giống nhau. La Quân nói ra, ta kết hôn trước đó là cái lãng tử, ta thích tại trong quán ba nhận biết các loại không giống nhau nữ nhân, sau đó cùng chung đêm đẹp. Loại ngày này, không có gánh vác, ta rất lợi hại ưa thích. Về sau, La Quân dù sao cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, thì nói với Lam Hồng sau khi đứng lên đến rất nhiều chuyện. Hắn nhiều lần cự tuyệt Tô Tình, giúp Tô Tình mở quán ba các loại. Lại càng về sau võ đạo giải đấu lớn chờ một chút, sau cùng lại cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. La Quân cũng thật là cần đến thổ lộ hết một chút, hắn tận lực đơn giản tự thuật. Cái này bên trong mạo hiểm phức tạp là Lam Hồng nghe đều cảm thấy nhìn mà than thở. Lam Hồng không nghĩ tới là, La Quân tại đi vào Hoài Bắc thành phố nhận biết nàng về sau, lại cùng Ngư Bắc Giao kinh lịch như thế sinh tử luân hồi. Thẳng đến về sau, La Quân nói đến Linh Nhi vì cứu hắn sinh tử chưa biết. Cái này một cái chớp mắt, Lam Hồng rốt cục nhịn không được bị chấn động ở. Ta nói qua, chúng ta cùng các ngươi không phải một dạng người. Nếu như ta đè nén xuống chính mình bản tính, để cho mình suy nghĩ không thoải mái, như vậy tu vi thì gặp được ma chướng. La Quân nói ra, điểm này, thê tử của ta biết, nàng sẽ không tới truy cứu những này phía sau sự tình. Mà ta cũng không có cái gì lòng áy náy, một khi áy náy, nội tâm liền sẽ không cường đại. Nội tâm không cường đại, tinh thần liền sẽ không cường đại, tinh thần không cường đại, liền sẽ bị đối thủ của ta giết chết. Hôm nay nói cho ngươi những vật này, La Quân nói ra, thứ nhất là ta muốn khuynh thuật một chút. Thứ hai, ta không muốn ngươi đối tất cả nam nhân tuyệt vọng. Đây là rất lợi hại bi quan, cũng rất chí mạng.
nam nhân tốt rất nhiều, cũng không phải là nói nam nhân này có đôi khi nhìn không được hưởng thụ thân thể vui thích, hắn cũng là một cái xấu nam nhân. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt, dài như vậy tuế nguyệt bên trong, xác thực cần nhất định bao dung. Lam Hồng nói ra, cảm ơn ngươi. Nàng nói rất lợi hại chân thành. Sau đó, nàng còn nói thêm, bất quá ta vẫn là quyết định ly hôn, bởi vì ta ở trên tinh thần vô pháp dễ dàng tha thứ, này lại tra tấn ta cả một đời. La Quân nói ra, cái kia tùy ngươi, nhưng ngươi đừng giày vò chính mình liền tốt. Lam Hồng nói ra, nay thiên muội muội nói với ta muốn rời khỏi, nàng không nói rất lợi hại cẩn thận, nhưng ta biết nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng ta rất khó chịu, tăng thêm hắn sự tình, cho nên mới tới tìm ngươi, ngoài ra ta cũng là nghĩ hướng ngươi giải một chút muội muội ta đến là tình huống như thế nào. La Quân nói ra, Lam Tử Y rất có thể là thượng cổ bên trong không chết băng hoàng. Lam Hồng đã nghe La Quân nói rất nhiều kỳ quái sự tình, tăng thêm muội muội sự tình cũng xác thực cổ quái, cho nên nàng đã có nhất định sức miễn dịch. Không chết băng hoàng, Lam Hồng kinh ngạc nói ra, muội muội ta lại là không chết băng hoàng. Cái này chỉ là chúng ta suy đoán, La Quân nói ra. Lần này đi hội rất nguy hiểm, bất quá ta hội hết sức đến bảo hộ nàng. La Quân nói ra. Lam Hồng nói ra, cảm ơn ngươi. Nàng đón đến, nói, có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Hai người đến lúc này, trời đã sắp sáng. Lam Hồng nói ra, chúng ta trở về đi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cảm thấy ngươi như là đã phóng ra bước đầu tiên, chúng ta hẳn là còn hoàn toàn làm càn một chút. Có ý tứ gì? Lam Hồng nao nao. La Quân đột nhiên liền đem Lam Hồng váy xé rách ra, sau đó cuồng mãnh hôn lên nàng tiểu đinh đinh. Lam Hồng sững sờ, nàng sau đó cũng liền ôm lấy La Quân đầu. Đây cũng là một vòng cuồng phong bạo vũ. Toàn bộ xe đều đang chấn động. Hơn nửa canh giờ, xe rốt cục đình chỉ chấn động. Lam Hồng hét lên một tiếng, sau cùng cả thân thể đều sụi lơ xuống dưới, nàng đầy mặt đỏ, hiển nhiên là thỏa mãn tới cực điểm. Chân trời đã tờ mờ sáng, yếu ớt ánh dạng đông chính là bình minh đến. Ngoài xe truyền đến bên trong thanh âm. Nữ tử nói ra, ngươi quá mạnh, ta đều bị ngươi làm đau. Nam tử cười cười nói, ngươi không vui sao? Nữ tử ngượng ngùng, nói ra, thích lắm. Có thể lập tức, nữ tử còn nói thêm, ngươi đem ta váy xé rách hỏng, cái này bảo ta làm sao trở về. Ngươi để cho ta làm sao gặp người a? Nam tử cười hắc hắc, nói ra, cái này còn không đơn giản, chúng ta lái xe đi mua. Ngươi đợi chút nữa trốn ở đó, ta mua quần áo cho ngươi. Nữ tử nói ra, thiên tài sáng, căn bản không có chủ quán mở cửa. Nam tử nói ra, vậy liền lại đợi một hồi đi, chờ có chủ quán mở cửa, chúng ta lại đi. Nữ tử nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Nam tử nói ra, vậy chúng ta hiện tại cũng đừng nhàn rỗi chứ. Nữ tử nói ra, ngươi. La Quân trở lại biệt thự thời điểm, đã là 9 giờ sáng. Đi qua một đêm dày vò, La Quân trên mặt chẳng những không có một tia vẻ mệt mỏi, ngược lại là tinh thần sáng láng. La Quân vừa vào đình viện, đã nhìn thấy Lâm Băng trong sân ô mặt trời dưới uống cà phê. Xem ra tối hôm qua ngươi rất lợi hại vui sướng. Lâm Băng hướng La Quân chế nhạo cười một tiếng, nói ra. La Quân tự nhiên là không nguyện ý theo sư tỷ đến nói mấy cái này chuyện tình gió chăng. Đó bất quá là cái vui sướng khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. La Quân đi vào trước bàn, chuyển cái ghế ngồi xuống. Hắn nói ra, chúng ta hôm nay muốn đi mua sắm một ít gì đó. Lâm Băng nói ra, ta biết, cái này không phải liền là đang chờ ngươi à. Sau lưng thế giới, đến là cái gì thế giới La Quân bọn họ cũng không biết. Nhưng bây giờ, bọn họ kinh lịch mê thất đại lục, dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Tự nhiên là biết muốn chuẩn bị thêm một số trang bị, dạng này mới có thể lo trước khỏi họa. Lam Tử Y trở về sao? La Quân hỏi Lâm Băng. Lâm Băng nói ra, buổi sáng trở về, thuận tiện còn hỏi ngươi. Ta không có có ý tốt nói cho nàng, ngươi đi câu dẫn tỉ tỉ nàng. Nói càng về sau, nàng nhịn không được che miệng cười khẽ. La Quân rất lợi hại nghiêm túc nói ra, cái này ta muốn uốn nắn ngươi, ta không có câu dẫn tỉ tỉ nàng. Là tỷ tỷ nàng tìm ta. Ngươi nói câu dẫn hai chữ này thật không dễ nghe. Lâm Băng hì hì cười một tiếng, nói ra, dù sao cũng không khác nhau nhiều lắm. Nàng đón đến, nói, là nàng chủ động. La Quân mặt có chút phát sốt, nói ra, ta muốn là nói cho ngươi,
tối hôm qua chúng ta trò chuyện một hồi thì tách ra, ngươi tin hay không? Chúng ta chơi cũng chưa từng xảy ra, ngươi tin hay không? Tin, Lâm Băng nói ra, ta muốn là tin ngươi, ta chính là heo. La Quân cười ha hả, nói ra, sư tỷ, ngươi vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, chúng ta có thể khác trò chuyện như thế mập mờ đề tài sao? Ta sợ đem ngươi làm hư. Ngươi mới là hoàng hoa đại khuê nữ, cả nhà ngươi đều là hoàng hoa đại khuê nữ. Lâm Băng khó chịu nói ra. La Quân nhất thời ngạc nhiên nói, chẳng lẽ sư tỷ ngươi không phải hoàng hoa đại khuê nữ? Lâm Băng khuôn mặt đỏ lên, nàng thật sự là khó được có đỏ mặt thời điểm. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, đương nhiên là, nhưng thì không cho nói mấy chữ này, nghe tựa như là đang mắng người. La Quân không khỏi cười ha hả, hắn nói ra, ai, thật sự là nhân tâm không cổ a. Trước kia tiểu thư, cha nuôi, giáo sư, hoàng hoa khuê nữ đều là khen người, hiện tại làm sao lại thành mắng chửi người. Lâm Băng nghiêng La Quân liếc một chút. Dứt khoát mặc kệ ra hỏa này. Sau đó, Phúc Bá đi ra hỏi La Quân, phải chăng muốn chuẩn bị bữa sáng? La Quân nói ra, Lam Tử Y đâu? Nàng không nổi cùng một chỗ ăn sao? Đang khi nói chuyện, bên kia Lam Tử Y đã bọc lấy áo lông đi ra. Sắc mặt nàng vẫn là như vậy tái nhợt. Nhìn, nàng tình huống cũng không tốt lắm. Tối hôm qua tỷ ta tới tìm ngươi. Lam Tử Y vừa lên đến, liền trực tiếp hỏi La Quân. La Quân mặt không đỏ, tim không nhảy nói ra, không sai, tìm ta. Tìm ngươi làm gì? Lam Tử Y hơi hơi hồ nghi hỏi La Quân. La Quân nói ra, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Tuy nhiên hắn không sợ bị Lâm Băng biết, nhưng là luôn cảm thấy Lam Tử Y là Lam Hồng muội muội. Để Lam Tử Y biết, cái kia hắn vẫn còn có chút tâm hỏng. Làm sao một đêm không có trở về, các ngươi đi làm cái gì? Lam Tử Y tiếp tục hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi là đang thẩm vấn hỏi ta chăng? Làm gì, ngươi có thể đi hỏi tỷ tỷ ngươi a? Ngươi hẳn là đối tỷ tỷ ngươi có chút tín nhiệm mới tốt. Lam Tử Y nao nao, nàng nói ra, tốt ha, là ta suy nghĩ nhiều, ta xin lỗi ngươi. Lâm Băng nghe vậy cũng không nhịn được hồ nghi, nói, các ngươi thật chơi cũng không có làm. Cái này phá vương. La Quân tức giận nói ra, đương nhiên. Ta là chính nhân quân tử có được hay không? Chuyện này, cũng cứ như vậy bỏ qua qua. Sau đó, Phúc Bá qua chuẩn bị bữa sáng. Lâm Băng là đã ăn sáng xong, nàng cũng liền ở một bên nhàn nhã uống vào cà phê, bồi tiếp La Quân cùng Lam Tử Y. Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Lâm Băng đi mua trang bị. Lam Tử Y trong nhà nghỉ ngơi. La Quân cùng Lâm Băng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng Lam Tử Y tiến đến, nàng tình trạng cơ thể quá không tốt. Hoài Bắc thành phố kinh tế còn là rất không tệ, phồn hoa khu vực theo Yến Kinh so ra, cũng kém không nhiều lắm. Duy nhất khác nhau chính là, Yến Kinh bên kia có thật nhiều dạng này phồn hoa khu vực. Mà Hoài Bắc thành phố thì một hai nơi mà thôi. Lâm Băng hôm nay mặc hắc lo lắng, một kiện lam sắc vận động mỏng áo khoác. Nàng thân trên bộ ngực thực là rất lợi hại đầy đặn, nàng tuyệt đối cũng là khiến người tâm động nữ nhân. Chỉ bất quá. Lâm Băng luôn luôn không quá có loại này tự giác tính. Nàng đối với mình hình dạng không để ý lắm, nhiều khi, nàng đều là đại tỷ tỷ tư thái. Rất ít cảm thấy mình cũng là cần nhân ái tiểu nữ nhân. Cũng ngay tại lúc này, sư phụ Ninh Thiên Đô không tại. Lâm Băng mới có một chút cải biến, bất quá cải biến không lớn. Trên thực tế, nàng và La Quân đứng chung một chỗ, nhìn lấy vẫn là rất xứng. Tuy nhiên Lâm Băng so La Quân đại cái 4-5 tuổi. Thế nhưng là Lâm Băng tu vi cao thâm, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại mảy may dấu vết. Huống chi, 20-30 tuổi nữ nhân, vốn là vẫn là một đóa hoa. Một ngày này, La Quân cùng Lâm Băng đi dạo rất nhiều nơi, mua trang bị xong sau, cũng liền giống như là phổ thông người yêu một dạng qua đi dạo quà vặt đường phố, lại tại đặc sắc trong nhà ăn ăn bữa trưa các loại. Lâm Băng là hơi xúc động, nàng đột nhiên cảm thấy tựa hồ cho tới hôm nay mới thôi. Chính mình mới giống như là một người bình thường. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Lâm Băng trước kia vẫn nhớ sư phụ đưa cho trách nhiệm, sư phụ tại thần trong khu vực tứ phía thụ địch, nàng muốn gánh vác đại sư tỷ trách nhiệm tới. Nàng thực một mực đang sư phụ còn sống, mà lại, nàng không oán không hối. Bởi vì sư phụ là nàng kính yêu nhất người. Hiện tại sư phụ Ninh Thiên Đô không tại, Lâm Băng bắt đầu dần dần làm về chính nàng. 5 giờ chiều. La Quân cùng Lâm Băng cùng một chỗ về biệt thự.
ban đêm liền muốn khởi hành qua sau lưng thế giới. Đây là một cái nói không rõ ràng tiền đồ lữ trình, khiến người ta cảm thấy khẩn trương, kích thích, lại có chút sợ hãi. Lâm Băng nhịn không được hướng đang lái xe La Quân hỏi, La Quân, người nói chúng ta gặp được Nhạc Quang Thần tên xúc sinh này sao? La Quân nói ra, Nhạc Quang Thần thật là đã theo thập điện Diêm La trở lại sau lưng thế giới. Giả dụ Nhạc Quang Thần cũng biết chúng ta qua sau lưng thế giới, hắn nhất định muốn đứng ngồi không yên, muốn giết ta nhóm. Đến lúc đó, mình A liền có thể gặp phải hắn. Lâm Băng bỗng nhiên nói ra, người nếu là có thể giúp ta giết Nhạc Quang Thần, ta thì... Nàng đột nhiên khuôn mặt đỏ. La Quân nao nao, nói ra, giết Nhạc Quang Thần là chúng ta cộng đồng sự tình, cái này không cần sư tỷ ngươi nhiều lời. Chỉ bất quá, ngươi muốn làm gì, hắn cười ha ha, nói ra, ngươi nên sẽ không muốn lấy thân báo đáp a. Lấy thân báo đáp em gái ngươi a. Lâm Băng bạch La Quân liếc một chút. La Quân hì hì cười một tiếng, cũng thì không nói thêm lời. Sau đó, hai người trở lại biệt thự. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, chân trời chiều chiếu rọi đến cái kia đám mây đỏ rực. Gió đêm quét mà đến, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. La Quân lúc này mới nhịn không được hỏi Lam Tử Y, nói ra, người dự định làm sao mang bọn ta qua sau lưng thế giới. Lam Tử Y toàn bộ thân thể mềm mại đều quấn tại áo lông bên trong, nàng trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, ta biết tại nửa đêm không giờ thời điểm, trên đường sẽ có quỷ xe buýt đi qua. Quỷ xe buýt là chuyên môn bắt tại bên ngoài thế giới du đãng cô hồn dã quỷ. Ta dự định là, chúng ta thừa cơ len lén tiến vào quỷ xe buýt, sau đó liền trực tiếp đến sau lưng thế giới. Nói đến quỷ xe buýt, La Quân cùng Lâm Băng đều trải qua. La Quân nói ra, quỷ xe buýt chúng ta biết, bất quá vừa đi lên liền sẽ bị phát giác. Lam Tử Y nói ra, đến lúc đó, các ngươi cùng ta nắm tay, bọn họ phát hiện không? La Quân không khỏi khổ mặt, nói ra, thần thiếp làm không được a. Hắn đón đến, nói, người đầu ngón tay chúng ta cũng không dám phanh, nơi đó còn dám dắt tay ngươi. Lam Tử Y nói ra, không phải như vậy. Một khi không điểm qua đi, trong cơ thể ta hàn khí thì sẽ trở nên bình thản, đến lúc đó, các ngươi tuyệt đối có thể thừa nhận được. La Quân cùng Lâm Băng nhìn nhau, cảm thấy cái này còn tạm được. Trước đó... La Quân cùng Lâm Băng liền biết quỷ xe buýt có thể đi hướng sau lưng thế giới. Nhưng là hai người cũng biết, một khi bên trên quỷ xe buýt liền sẽ bị phát giác. Nếu như thế khoa trương đi vào, vậy khẳng định là một con đường chết. Cho nên con đường này là không thông, bây giờ đã có Lam Tử Y trợ giúp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đúng, ngươi làm sao lại biết những này? La Quân hiếu kỳ hỏi Lam Tử Y. Hắn đột nhiên cảm giác được Lam Tử Y khả năng có rất nhiều thứ giấu giếm. Lam Tử Y nói ra, trực giác đi. Nàng đón đến, nhìn về phía La Quân, nàng tựa hồ là xem thấu La Quân tâm tư. Nàng nói ra, đại khái ta kiếp trước thật là có chút không tầm thường, cho nên chung quy không khỏi tại ta trong đầu xuất hiện một số suy nghĩ cùng trực giác. Trên thực tế, ta đối với các ngươi cũng không có cái gì tận lực giấu giếm. Điểm này, ta hy vọng các ngươi không muốn ngờ vực vô căn cứ. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, ta tin tưởng ngươi. Việc này cũng cứ như vậy bỏ qua. Về sau, Lam Hồng lái xe tới. Nàng thay đổi màu trắng quần áo thể thao, tóc châm thành đuôi ngựa. Áo tím, Lam Hồng nhìn thấy Lam Tử Y, hô. La Quân cùng Lâm Băng cũng liền ở một bên, Lam Hồng trông thấy La Quân, nàng biểu hiện rất tự nhiên. Cho nên, vô luận là Lâm Băng vẫn là Lam Tử Y đều không cảm thấy có bất cứ dị thường nào. La Quân ẩn tàng được tự nhiên càng tốt hơn, nữ nhân nha, thực trời sinh cũng là diễn viên đâu. Lam Tử Y trông thấy Lam Hồng, nàng ánh mắt bên trong hiện lên một chút ảm đạm, nàng nói ra, tỷ, không phải nói cho ngươi, để ngươi đừng đến à. Ngươi sẽ còn trở về sao? Lam Hồng nói ra, ta nghe La Quân nói, ngươi có thể sẽ không trở về. Trong mắt nàng lại là vẻ bi thống. Lam Tử Y trầm giọng nói ra, nếu như có thể trở về, mặc kệ như thế nào. Ta đều sẽ trở về cùng ngươi dặn dò một tiếng. Lam Hồng hốc mắt hơi hơi đỏ, nàng nói ra, ngươi nhất định muốn tốt tốt. Lam Tử Y gật đầu, nàng nói ra, ta sẽ, ngươi không muốn lo lắng cho ta. Sau đó, Lam Hồng vừa nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ muội muội ta. La Quân gật đầu, nói ra, ta sẽ. Ta đi, Lam Hồng không nói thêm lời,
nàng xoay người rời đi. Lam Tử Y cũng không có ngăn cản. Lam Hồng quay người rời đi, nàng bóng lưng nhìn có chút tiêu điều. Lam Tử Y trong mắt cũng có không muốn, nhưng cuối cùng, nàng cũng không nói gì. Thẳng đến Lam Hồng rời đi về sau, Lam Tử Y mới lên tiếng, ta cùng ta tỷ từ nhỏ đã là gia gia của ta đem chúng ta chiếu cố nuôi lớn, chúng ta phụ mẫu sớm xảy ra tai nạn xe cộ qua. Những năm gần đây, tỷ muội chúng ta vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau. Lam Tử Y là cái cảm tình vô cùng nội liếm người, nhưng nàng đối tỷ tỷ Lam Hồng cảm tình vẫn là lại ở không tự chủ toát ra tới. La Quân cùng Lâm Băng không nói thêm gì. Lần này đi hung hiểm, càng là tới gần nửa đêm, trong lòng ba người đều càng là ngưng trọng. Đến 11 giờ đêm thời điểm, La Quân lái xe, xanh tím khói cùng Lâm Băng ngồi ở hàng sau. Xe hướng Hoài Bắc thành phố khu vực thành thị mở đi ra. La Quân dựa theo Lam Tử Y nói tới phương hướng điều khiển xe cộ, nửa giờ sau, ba người tới một đầu không tính rất lợi hại phồn hoa đường đi. Hoài Bắc thành phố dù sao không phải thành phố lớn, cho nên đến cái giờ này, đường lên xe cộ cũng không có nhiều như vậy. La Quân ba người tìm trạm xe buýt, sau đó ba người xuống xe tại trạm xe buýt trước ngồi xuống. Chiếc kia mở ra đại chúng đồ xem thì đứng ở ven đường. Tràng cảnh này là có chút quỷ dị, La Quân ăn mặc áo sơ mi trắng, hắn thoạt nhìn là có chút khí chất cùng sang trọng. Lâm Băng ăn mặc vận động áo khoác, Lam Tử Y bọc lấy áo lông. Ba người này, tựa hồ một người ở vào một cái mùa vụ. Hạ thu đông đều đầy đủ. Càng quỷ dị là, ba người bọn họ khí chất như vậy người thật giống như là ở chỗ này chờ xe buýt. Chờ xe buýt cũng coi như, bên cạnh còn ngừng một chiếc xe. Đi ngang qua một người nữ sinh đánh bạo nhắc nhở, hiện tại đã không có xe buýt. Lam Tử Y không có ngẩng đầu, nàng trốn ở áo lông bên trong. Lâm Băng hướng nữ sinh thiện ý cười một tiếng. Nói ra, chúng ta biết. Vậy các ngươi ở chỗ này, nữ sinh thoạt nhìn là cái học sinh cấp 3, nàng hiếu kỳ hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lâm Băng không khỏi nghẹn lời. Cái này hùng hài tử, làm sao lại không có chút nào sợ nguy hiểm đây? Lão sư không dạy qua các ngươi muốn rời xa người xa lạ sao? Chúng ta ở chỗ này chờ quỷ xe buýt, chúng ta muốn đi hướng minh giới. La Quân thành thật khách khí nói với nữ sinh. Nữ sinh kia nhất thời sắc mặt biến, trắng bệch nghiêm mặt, hét lên một tiếng, xoay người chạy. Lâm Băng ngốc ngẩn ngơ, nàng hướng La Quân buồn bực nói, ngươi làm sao cái gì đều nói với người A. La Quân cười ha ha, nói ra, có đôi khi ngươi nói thật ra, ngược lại sẽ không có người tin. Nàng sau khi trở về, nghĩ rõ ràng sau chỉ sẽ cảm thấy đây là trò đùa quái đản. Coi như nàng tin tưởng, nàng bên người bằng hữu cũng phải cảm thấy nàng bệnh thần kinh. Lâm Băng nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Rất nhanh, không điểm đến. Lúc này, Lam Tử Y ngẩng đầu lên, nàng đem trên thân áo lông cởi xuống. Lúc này, La Quân trông thấy Lam Tử Y sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều. La Quân lập tức minh bạch một việc, cái kia chính là âm khí càng nặng, khí trời càng rét, Lam Tử Y ngược lại càng tốt thụ. Lam Tử Y bỗng nhiên hướng Lâm Băng vươn tay, tay nàng trắng nõn vô cùng. Nhìn lấy vô cùng có co giãn, tựa như là dê bạch son. Lâm Băng minh bạch Lam Tử Y ý tứ, liền cùng Lam Tử Y nắm tay. Nắm chặt về sau, Lâm Băng y nguyên cảm giác được Lam Tử Y thân thể bên trên truyền lại đến hàn khí. Bất quá lúc này hàn khí không còn là bén nhọn như vậy, mà là một loại cẩn trọng hàn ý. Loại này hàn ý, Lâm Băng là có thể tiếp nhận. Thậm chí, Lâm Băng cảm giác được cỗ hàn ý này tiến vào trong cơ thể nàng. Để cho nàng cảm giác tại cái này ngày mùa hè trong đêm không hề như vậy nóng bức. Từ thân thể đến tâm lý, đều là một trận hóng mát chi ý. Cái này so điều hòa không khí hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Lam Tử Y cũng hướng La Quân vươn tay, nàng nói ra, thân thể ta bên trên hàn ý hội ngăn chặn các ngươi dương cương chi ý. Kể từ đó, chúng ta thoạt nhìn cũng chỉ giống như là cô hồn dã quỷ. Quỷ xe buýt bên trên, bình thường đều là quỷ tướng lái xe, bọn họ toàn lực phụ trách lái xe. Sẽ không đi đặc biệt để ý lên người. Bởi vì tại bọn họ trong nhận thức biết, chỉ có cô hồn dã quỷ mới có thể bị hấp dẫn đến quỷ xe buýt bên trên. Bình thường mắt người thường, cũng là không nhìn thấy quỷ xe buýt. Bất quá, La Quân cùng Lâm Băng còn có Lam Tử Y, vậy nhưng đều không coi là bình thường mắt nhục thai. Lam Tử Y càng là không cần nhiều lời, mà La Quân cùng Lâm Băng tu vi công tham tạo hóa,
nơi nào sẽ không nhìn thấy cái này cái quỷ gì xe buýt. La Quân một mực nắm chặt Lam Tử Y tay, cái kia cỗ hàn khí đang dần dần cải tạo La Quân khí tức. La Quân đồng thời cũng cảm nhận được Lam Tử Y tay nhỏ mềm mại, cũng vẫn rất trượt, tuy nói như thế, cái này trong lúc mấu chốt, La Quân cũng không có suy nghĩ nhiều. Đến, Lam Tử Y bỗng nhiên nói ra. La Quân cùng Lâm Băng liền nhìn về phía bên trái quả nhiên ra một cỗ xe buýt. La Quân có chút bận tâm nói ra, cô hồn dã quỷ là không có hô hấp, chúng ta đi lên về sau, hô hấp có thể hay không bị phát giác. Lam Tử Y nói ra, các người khí thức đã bị thân thể ta cải biến, cho nên cho dù là hô hấp, cũng sẽ không bị bọn họ phát giác. Bất quá, các người ngàn vạn không thể nới mở tay ta, mặc kệ tại cái dạng gì tình huống dưới, cũng không thể buông tay, hiểu chưa? La Quân cùng Lâm Băng đồng thời gật đầu, nói ra, minh bạch. Chiếc kia quỷ xe buýt rất nhanh liền đi vào ba người trước mặt, cũng tại ba người trước mặt dừng xe, cửa xe cũng tự động mở ra. Chiếc này quỷ xe buýt bề ngoài nhìn có chút cổ xưa, bất quá theo bình thường xe buýt cũng không có gì khác biệt. Bởi vì xe buýt bình thường đều là cái này điếu dạng. Bất quá, khi quỷ xe buýt cửa xe mở ra thời điểm, loại kia không giống nhau cảm giác thì đối diện đập ra tới. Bên trong âm khí nồng đậm, đồng thời quỷ ảnh chập chờn. Mà lại rất ồn ào, quỷ khóc thần hào, nghiêm nghị gào thét, nghỉ tư bên trong. Vạn thiên lệ quỷ cùng giống, đây chính là có chút khủng bố. La Quân ba người tia không chút do dự, nhanh chóng bên trên quỷ xe buýt. Sau khi lên xe, xe kia cửa đóng bế, lại tiếp tục khởi động. La Quân cùng Lâm Băng đây cũng là nhị tiến cung, La Quân vẫn là không nhịn được bốn phía nhìn xem. Chung quanh lệ quỷ, có rất ít thành hình. Đều là một số phiêu đáng tàn hồn, cùng loại với từ trường vật chất đồ vật bình thường. Bất quá vẫn là có thể cảm nhận được trên người bọn họ mãnh liệt oán khí. Những này lệ quỷ thực phần lớn đều là người đáng thương, lúc còn sống thụ quá nhiều oan khuất, sau khi chết quá mức chấp nhất, suy nghĩ ngưng tụ không tan. Thế nhưng là phần lớn lệ quỷ lại chỉ biết là oán hận, cũng đã không quá nhớ kỹ lúc còn sống sự tình. Cho nên đây cũng là vì cái gì lệ quỷ ưa thích lung tung giết người nguyên nhân. Vô luận là Lam Tử Y, vẫn là Lâm Băng, hoặc là La Quân, ba người đều là tâm trí cường đại hạng người. Lại cũng sẽ không bị những này lệ quỷ ảnh hưởng, lệ quỷ giết người, bình thường đều là trước đe dọa, khiến người ta thần kinh suy sụp mới hạ thủ. Cho nên, người bình thường nếu là không sợ lệ quỷ đều đau đầu hơn. Như vậy, La Quân bọn họ làm sao lại đem những này lệ quỷ để vào mắt đâu? Có chút thành hình lệ quỷ quấn tại La Quân chung quanh bọn họ người tới người lui. Theo chó giống như, La Quân nếu không phải lo lắng lái xe quỷ tướng, hắn khẳng định phải giống một tiếng người em gái người A. Tuy nhiên không thể nói chuyện, La Quân vẫn là hung dữ nhìn sang. Cái này quét ngang mắt, sát khí lộ ra, lập tức liền đem những lệ quỷ đó giật mình. Nơi này tiểu động tác cũng không làm kinh động quỷ tướng mở ra xe buýt, đằng sau lệ quỷ quá ồn, một khắc không được an bình, cho nên hắn là quản đều mặc kệ đằng sau. Xe buýt lái xe rất nhanh, trong lúc đó không ngừng thu lưu cô hồn dã quỷ lên. Những này cô hồn dã quỷ toàn bộ đều là từ trường vật chất, ý niệm tinh thần loại hình đồ, vật, cho nên căn bản không diện tích phương. Một cỗ quỷ xe buýt bên trong, có thể chứa đựng mấy chục vạn quỷ hồn. Đương nhiên, cũng không phải nói quỷ này xe buýt bên trong thì có vài chục vạn quỷ hồn. Hiện tại cũng không phải tác chiến trong lúc đó, nơi nào sẽ có nhiều như vậy người chết, huống chi. Đại đa số người chết đều là trực tiếp chết, suy nghĩ tán vào hư không, cũng không có thành hình. Đại đa số người sau khi chết cũng là hôi phi yên diệt, chỉ có đặc biệt chấp nhất người sau khi chết mới sẽ trở thành quỷ hồn. La Quân cùng Lâm Băng tâm lý có chút tâm thần bất định, đây là một chuyến rất đặc biệt lữ trình. Lam Tử Y một mực sắc mặt bình tĩnh, nàng ngược lại tựa như là trong ba người chấn định nhất. Xe buýt một đường lái đi ra ngoài, mãi cho đến rạng sáng 5 giờ. La Quân đột nhiên phát hiện xe giống như chạy đến đặc biệt trống trải địa phương. Dần dần, bốn phía đã không có đường cái, mà chính là mở tại một cái đặc biệt âm u hoang vu địa phương. Bốn phía đặc biệt trống trải, chung quanh cây cối toàn bộ không có lá cây. Sau lưng thế giới, La Quân thầm nghĩ, cô âm không dài, nơi này chẳng lẽ cũng đã là sau lưng thế giới. Sau lưng thế giới, đến là một cái dạng gì tồn tại. Xe tốc độ lúc này nhanh đến mức không dám tưởng tượng, đã đạt tới vận tốc 500 cây số trình độ.
một cỗ xe buýt xe có thể đạt tới tốc độ này, mẹ nó là cải tiến qua sao? La Quân cùng Lâm Băng cùng Lam Tử Y nhìn chăm chú liếc một chút, trong lòng ba người đều biết, dưới mắt đã đi tới sau lưng thế giới. Nhất định phải tìm một cơ hội xuống xe, không phải vậy vẫn là rất dễ dàng bại lộ. Có thể xe mở nhanh như vậy, nghĩ tiếp cũng là không thể nào. Trước đó, La Quân nhớ kỹ là rạng sáng 5 giờ. Rạng sáng 5 giờ về sau liền nên là hừng đông, nhưng xe chạy ra khỏi sau 2 giờ, thiên y nhưng không có sáng. Bốn phía đều là một mảnh u ám, cái này để người ta rất dễ dàng liên tưởng đến đất hoang thế giới loại tràng cảnh đó. Sau cùng, xe chạy đến một cái cự đại vứt bỏ bãi rác chỗ. Cái kia bãi rác chung quanh ngừng lít nha lít nhít quỷ xe buýt, mà bên trên bầu trời, vô số quỷ hồn tụ tập, bọn họ lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời. La Quân bọn họ chỗ quỷ xe buýt sau khi dừng lại, cửa xe cũng liền mở ra. Những lệ quỷ đó chen chúc mà ra, La Quân ba người chăm chú lôi kéo tay, thừa cơ cũng liền xuống xe. Ngay sau đó La Quân ba người liền thấy một màn kinh người, sở hữu lệ quỷ, quỷ hồn vật chất toàn bộ bị bãi rác trung tâm một trận hắc sắc long quyển phong cuốn vào. Sở hữu đen nghịt vật chất quỷ hồn đều bị cuốn vào. Cái kia màu đen long quyển phong trở nên càng to lớn hơn, cuồng bạo. Sau cùng, cái kia màu đen long quyển phong đem sở hữu lệ quỷ, quỷ hồn vật chất sau khi hấp thu, long quyển phong dần dần trên không trung co rút lại thành một cái màu đen hình cầu. Lại nói tiếp, oanh một tiếng, màu đen hình cầu xông lên thiên không. Cái kia bên trên bầu trời sương mù nặng nề, mây đen che mặt trời. Nhưng màu đen hình cầu xông đi lên về sau, toàn bộ tầng mây đều là chấn động, sau đó, tầng mây tản ra, lại có kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu xuống tới. Toàn bộ bầu trời đều sáng lên. La Quân biết, hiện tại là 7 giờ sáng. Đương dương quang vẩy chiếu xuống lúc đến đợi, cái này sau lưng thế giới thì theo bên ngoài thế giới một dạng, long lanh dương quang phổ chiếu xuống tới. La Quân ba người không hiểu đây là cái gì tình huống, bất quá bọn hắn lúc này vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ba người mau từ xe buýt đằng sau rút đi. Mỗi một chiếc quỷ xe buýt bên trên có một tên quỷ tướng. Bọn họ cũng không có xuống xe. Những này quỷ tướng đều là chân chính nhân loại, có thể không phải là không có cảm tình tồn tại. Lúc này, quỷ tướng nhóm cũng thì tương đương với bên trên cả ngày ban, có thể tan ca. Khắp nơi đều là quỷ xe buýt, mỗi một chiếc quỷ xe buýt bên trên có kính chiếu hậu. La Quân ba người vị trí khu vực đều là trống trải, căn bản không có bất luận cái gì công sự che chắn. Lúc này, bọn họ muốn toàn thân trở ra, tựa hồ căn bản không có khả năng này. La Quân là thông minh vô cùng người, hắn cũng liền lập tức chú ý tới cái này tình huống. Cho nên lúc này, La Quân đầu tiên dừng bước lại, hắn để Lâm Băng vươn tay ra, sau đó trên tay nàng viết, hướng bắc chạy ra 10 cây số, lưu lại cho ta ký hào. Lâm Băng lập tức cũng liền minh bạch La Quân ý tứ. Nàng biết dưới mắt đây là phương pháp tốt nhất, ngay sau đó nàng gật gật đầu. La Quân sau đó chính là cười một tiếng, hắn buông ra Lam Tử Y tay. Tiếp lấy như mũi tên thoát ra ngoài. La Quân cái này vừa buông lỏng Lam Tử Y tay, hắn hành tung lập tức liền bại lộ. Người nào, chúng quỷ đem quát. La Quân nơi đó hội cùng bọn hắn nói là ai, hắn trực tiếp nhảy lên bên trong một cỗ xe buýt xe trên mui xe. Sau đó ngay tại chúng tránh xe buýt xe bên trên qua lại chạy trốn. Những quỷ tướng đó lập tức cũng nhảy lên xe buýt trần xe, muốn ngăn cản La Quân. Những này quỷ tướng tu vi bất quá là hóa kính bên trong, cực kỳ cá biệt mới là kim đan tu vi. La Quân bây giờ trường sinh cảnh ngũ trọng người, hắn lực lượng không phải những này quỷ tướng có thể ngăn cản. La Quân thân hình mau lẹ như điện, vừa đi vừa về xen kẽ, hắn tựa như là xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Mặc dù là tại đông đảo quỷ tướng vây công dưới, nhưng không có quỷ tướng có thể bắt hắn lại. Ngẫu nhiên, có quỷ tướng bắt lấy La Quân đầu vai, hoặc là cánh tay. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái kia một cỗ cường hãn điện lưu kích thích quá khứ, lập tức đem chấn khai. La Quân thành công hấp dẫn lấy sở hữu quỷ tướng chú ý lực, lúc này, Lâm Băng cùng Lam Tử Y cấp tốc rút đi. Lâm Băng tốc độ rất nhanh, nàng trực tiếp đem Lam Tử Y đến cái ôm công chúa, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Cái kia đông đảo quỷ tướng loạn thành một bầy, sau cùng lại bắt cái khoảng không. La Quân cũng đã lặng lẽ rời đi đang bao vây van xin. Hắn đi vào một cỗ quỷ xe buýt bên trên, đi lên liền muốn lái xe. Kết quả vừa đi thì bi kịch,
đồ chó này xe buýt xe, liền bộ ly hợp, hồ sơ vì cái gì đều không có. Ngồi lên về sau, La Quân trừ mắt trợn tròn, vẫn là mắt trợn tròn. Hắn trong xe, lập tức có quỷ tướng hô lớn. La Quân giật mình, hắn nhanh chóng nhanh rời đi xe buýt xe, sau đó hướng phía nam đoạt mệnh chạy như điên. Gia hỏa này một khi đem thân pháp triển khai, những quỷ tướng đó nhóm chỉ có ở phía sau hít bụi phần. Nơi này, quá trống trải. La Quân chạy mặc dù nhanh, nhưng là chúng quỷ đem vẫn có thể nhìn thấy hắn. Rất nhanh, quỷ tướng nhóm thì mở máy xe buýt đuổi theo. Cái này xe buýt tốc độ so La Quân tốc độ vẫn là muốn nhanh. Mà lại, trống trải sân bãi, để La Quân đều không phát sử dụng thân hình ưu thế đến tránh né. Những xe buýt đó mở máy, thành hình quạt vây quanh. Quỷ tướng nhóm cũng không ngốc a. Trong lúc nhất thời, hậu phương bụi đất đầy trời, xe buýt xe hình thành thiết giáp dòng nước lũ, cuồn cuộn mà đến. La Quân quay đầu, quả thực nhìn muốn tuyệt vọng. Cái này mẹ nó, thật không thể vui sướng chơi đùa. Hắn nhưng cũng không vội, y nguyên chạy nhanh. Những xe buýt đó xe rất nhanh liền đuổi theo, trước hết nhất một cỗ mắt thấy liền muốn đụng vào La Quân. La Quân thân hình lóe lên, đột nhiên thì một cước đạp ở bên trái một cỗ xe buýt xe trên đầu xe, sau đó, cả thân thể mượn lực đến xe buýt xe trên mui xe. Cho bụi cút cút, đã nhìn không thấy người, La Quân lập tức liền mượn cái này cho bụi yểm hộ, từ trên mui xe nhanh chóng hướng phương Bắc bỏ chạy. Những này xe buýt xe nghiêu bức nữa, bọn họ cũng không có cách nào trong nháy mắt rơi quay đầu lại. Mặt đường trống trải, có thể xe buýt xe đã nhét chung một chỗ a. La Quân nhanh chóng trốn rời hiện trường, hướng phương Bắc chạy đi. Những quỷ tướng đó nhóm kịp phản ứng lúc, La Quân đã không cái bóng. Việc này đối bọn hắn tới nói lộ ra có chút không khỏi rượu, mà lại, bọn họ còn không tốt lắm ý tứ qua cùng mặt trên bẩm báo. Nhiều người như vậy bắt một cái từ bên ngoài thế giới người tới đẹp bắt lấy, mà lại liền đối phương hình dạng thế nào đều không thấy rõ ràng, nói ra, mất mặt a. Cho nên về sau, quỷ tướng nhóm khai hội, tất cả mọi người biểu thị, người nào cũng không thể đem chuyện hôm nay nói ra. Chuyện này, rất dễ dàng thì đạt thành ăn ý. Và lại, từ bên ngoài thế giới xông tới người, đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. La Quân bọn họ tuyệt không là cái thứ nhất. Mà lại có thật nhiều bên ngoài thế giới người tới nơi này, còn lẫn vào rất không tệ. Lại nói lúc này, La Quân rất nhanh liền cùng Lâm Băng cùng Lam Tử Y tụ hợp. Tới nhanh như vậy, Lâm Băng hơi kinh ngạc. La Quân cười một tiếng, nói ra, binh hùng hùng một tổ, có cái gì không tốt trốn. Lam Tử Y nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, hiện tại đã tiến đến, chúng ta phân tán trong cái thế giới này, không cần như vậy tận lực nắm tay. La Quân nói ra, nhưng là một khi gặp được âm diện thế giới người, chúng ta vẫn là dễ dàng bị cảm giác đi ra. Lam Tử Y nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, nơi này khí thức rất nhanh liền có thể cùng các ngươi hòa làm một thể, đến lúc đó, các ngươi có thể cùng âm diện thế giới người không hề có sự khác biệt. La Quân nói, còn có chuyện như thế. Lam Tử Y nói ra, đương nhiên, thực cũng không ít bên ngoài thế giới người đến nơi đây sinh hoạt. La Quân cũng liền thoải mái. Hắn lại hỏi Lam Tử Y, nói, người bây giờ thân thể cảm giác thế nào? Lam Tử Y hít sâu một hơi, nàng nói ra, ta cảm giác dễ chịu nhiều. Nàng đón đến, nói ra, mỗi một chiếc hô hấp đều rất lợi hại tự tại, ta cảm thấy nơi này mới là ta quê nhà. La Quân cùng Lâm Băng nhìn nhau, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân liếc nhìn bốn phía liếc một chút, bốn phía đều là hoàn toàn hoang lương phế địa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Những này phế địa tựa như là khô cạn khô ruộng. Có nhiều chỗ là đầm lầy liên miên, có nhiều chỗ là cây khô lão đằng. Lam Tử Y theo rồi nói ra, bất quá âm diện thế giới tựa hồ tại phát sinh một số không tốt biến hóa. Nàng nhìn bầu trời một chút, nói ra, cái này ánh sáng mặt trời là sẽ không có. La Quân nói ra, chúng ta vẫn là đi trước xa một chút trò chuyện tiếp, vạn nhất những quỷ tướng đó nhóm đuổi theo sẽ không hay. Lâm Băng cùng Lam Tử Y nói ra, tốt. Ba người liền hướng đông bắc phương hướng đi đến. Cái phương hướng này là Lam Tử Y chỉ định. Một đường đi qua, vạn lý hoang lương, tịnh không thấy bóng dáng. Cái này khiến La Quân có chút phạm sợ, hắn còn nhớ đến tại Mê Thất Đại Lục thời điểm, một mực đang cái kia tuyết vực đi vào trong, rời đi từ tâm cảm thấy tuyệt vọng a. Nơi này cũng đừng lại như lần trước một dạng a. Vậy thì thật là muốn mạng người.
La Quân nhìn không được hỏi Lam Tử Y, nói ra, âm diện thế giới bên trong, đều là như thế hoang vu, không hề giấu chân người sao. Lam Tử Y nói ra, dĩ nhiên không phải. Nàng đón đến, nói ra, nơi này là quỷ xe buýt con đường tiến tới, chúng ta cũng không tránh thức tiến vào âm diện thế giới trong trung tâm qua. Dưới mắt, thân thể các người khí tức không có hoàn toàn chuyển đổi tới, một khi qua, rất dễ dàng thì sai lầm. La Quân hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi hướng chỗ nào? Lam Tử Y nói ra, băng sơn cách chúng ta hiện tại ở chỗ đó mới có hơn 5.000 dặm đường, bên trong phải đi qua 3 tòa thành thị. Chúng ta khoảng cách kế tiếp thành thị Minh Đô Thành còn có ước chừng 300 dặm đường. Chờ chúng ta đi đến lúc đó, các ngươi không sai biệt lắm cũng liền dung nhập vào trong thế giới này tới. La Quân nói ra, đoạn đường này quá khứ, hẳn là sẽ không thái bình đi. Nếu như dễ dàng như vậy, người cũng không cần tìm chúng ta đến đây. Lam Tử Y nói ra, người nói không sai, thân phận ta một khi bạo lộ ra, hội có nguy hiểm rất lớn. Thập Điện Diêm La sẽ không muốn ta thuận lợi trở lại băng sơn đằng sau. Bất quá, bọn họ cũng không dám trắng trợn đến bắt giết ta, bởi vì như vậy chẳng khác nào là hướng ta đại biểu thế lực tuyên chiến. Lâm Băng hơi kinh ngạc mắt nhìn Lam Tử Y, nàng nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như nhớ kỹ càng ngày càng nhiều đồ, vật. Ba người là vừa đi đường vừa nói chuyện. Lam Tử Y gật gật đầu, nàng nói ra, phía trước một tháng, ta trí nhớ thật không tốt, đầu mối rất loạn. Thường xuyên hội có thật nhiều loạn thất bát tao suy nghĩ xông tới, nhưng là từ khi đến sau này, đầu ta đau nhức triệu chứng biến mất. Ta trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ đang dần dần chỉnh lý tốt. Ta tin tưởng không lâu sau, ta hội nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, người nếu thật là không chết băng hoàng, vậy người trí nhớ khôi phục, năng lực khôi phục, người lại muốn trở về chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lam Tử Y nói ra, ta muốn khôi phục pháp lực, nhất định phải đến băng sơn đằng sau, trở lại ta băng hoàng trong cung tiến hành một loại nào đó nghi thức mới được. Nàng đón đến, nói ra, nhưng cụ thể là cái gì nghi thức, muốn làm gì, ta còn không rõ lắm. Ta duy nhất biết là, ta muốn khôi phục pháp lực, vậy thì nhất định phải trở lại băng sơn đằng sau. Cái kia băng sơn đằng sau, Lam Tử Y rơi vào trầm tư, nàng dừng bước lại, tựa hồ là đang suy nghĩ gì rất lợi hại đồ trọng yếu. La Quân cùng Lâm Băng cũng dừng bước lại, hai người không dám đánh nhiễu Lam Tử Y. Sau một hồi khá lâu, Lam Tử Y nói ra, ta nhớ tới, chỗ ấy không gọi băng sơn, mà gọi là làm bất tử sơn. Bất tử sơn sau chính là bất tử tộc, ta là bất tử tộc hoàng. Nói đến chỗ này, Lam Tử Y trong mắt tách ra một loại dị dạng thần thái tới. Trên người nàng có một loại ẩn ẩn vương giả chi khí, nàng ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. La Quân cùng Lâm Băng kinh ngạc nhìn lấy Lam Tử Y, nữ nhân này, từ khi đến cái này âm diện thế giới về sau, biến hóa tựa hồ quá lớn. Lam Tử Y sau đó thu hồi ánh mắt, nàng vừa nhìn về phía La Quân cùng Lâm Băng, nàng nói ra, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là rất xin lỗi, ta hiện tại cũng không có cách nào hoàn toàn nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi yên tâm, chỉ cần ta biết, ta hội tận lực nói cho các ngươi biết. Lâm Băng hiếu kỳ nói ra, bất tử tộc, ý tứ này là ngươi tộc nhân đều là không chết sao? Lam Tử Y nói ra, bất tử tộc cũng là cương thi. Cương thi thật đúng là tồn tại nha, Lâm Băng đến hứng thú. La Quân làm theo hỏi, vậy là ngươi không chết băng hoàng, ngươi đến xem như băng hoàng vẫn là cương thi chi vương. Lam Tử Y quái dị nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, bất tử tộc phổ thông binh sĩ mới là cương thi, hơi cao cấp một số liền sẽ tu luyện, dần dần sẽ trở thành có ý thức, có trí tuệ, có cảm tình cao cấp vong linh. Mà bọn họ sở dĩ biết sửa luyện, toàn bộ đều là bái ta ban tặng, cho nên, ta cùng bọn hắn không cùng loại, nhưng ta là bọn họ hoàng. La Quân nói ra, cương thi, vì sao lại hình thành cương thi? Lam Tử Y nói ra, âm diện thế giới là trải qua hơn thời gian ngàn năm phát triển, có lẽ là thời điểm, âm diện thế giới bên trong cũng bắt đầu có sinh linh, nhân loại các loại. Về sau, cái này nhân loại bên trong cũng sẽ chết. Mà lại nơi này cũng có chiến tranh về sau, rất nhiều binh lính đều là phơi thây hoang dã. Mà âm diện thế giới bên trong âm khí phá lệ nồng đậm, dần dần, có chút chấp niệm rất sâu thi thể thì dần dần hình thành cương thi. Cương thi là âm diện thế giới đặc thù sản phẩm. Lâm Băng nói ra, nhưng là tại chúng ta bên ngoài thế giới bên trong, cũng có cương thi truyền thuyết A.
Lam Tử Y nói ra, bất tử tộc bên trong, cũng sẽ có người chạy trốn tới bên ngoài thế giới tới. Có đôi khi, bọn họ cắn bên ngoài thế giới người, như vậy, bên ngoài thế giới người liền sẽ trúng thi độc. Trúng thi độc sau khi chết, thì có khả năng rất lớn trở thành cương thi. Đương nhiên, đây là một cái giảng xác suất sự kiện. Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ. La Quân làm theo hỏi, như vậy, cương thi thật không chết sao? Lam Tử Y nói ra, đầu bị chặt rơi, tự nhiên vẫn là sẽ chết. Chỉ bất quá cương thi thân thể cơ năng cùng người bình thường khác biệt, bọn họ dựa vào thi khí mà sống, cho nên tại bọn họ nơi này, không có sinh lão bệnh tử. Lâm Băng nói ra, nói cách khác, bọn họ không sẽ tự nhiên tử vong. Nhưng là đọ sức đấu, vẫn có thể đem giết chết. Lam Tử Y gật đầu, nói ra, không sai. Ba người một bên hành tẩu, vừa nói chuyện. La Quân trầm ngâm nói, Lam Tử Y, ta lo lắng hơn là một chuyện khác. Sự tình gì? Lam Tử Y hỏi, Lâm Băng cũng nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói ra, ngươi là không chết băng hoàng, chính là cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát tên Đại Thần Thông Giả, nhưng ngươi vì cái gì hiện tại hội đến nước này? Ta là sợ tại ngươi không chết trong tộc, cũng có người không muốn ngươi sống sót. Bây giờ ngươi năng lực không có khôi phục, ta tin tưởng bất tử tộc bên trong cũng có siêu cấp cao thủ tồn tại. Ta chỉ sợ, chúng ta trăm cay nghìn đắng vượt qua bất tử sơn, sau cùng lại rơi nhập bất tử tộc trong tay. Lam Tử Y nói ra, ngươi nói vấn đề này ta nghĩ tới, ta trong lúc nhất thời còn nhớ không nổi đến là chuyện gì xảy ra. Ta vì sao lại luân hồi chuyển thế, ta không rõ ràng. Bất quá ta duy nhất rất rõ ràng là, bất tử tộc bên trong cho dù có một phần nhỏ người đối ta bất mãn, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nhưng phần lớn người vẫn là đối ta tuyệt đối trung thành. Chúng ta sau khi trở về, trước che giấu tung tích, chờ tìm tới đáng tin người về sau, lại tiến băng hoàng cung. Lâm Băng nói ra, ngươi chính là không chết băng hoàng, ngươi sinh mệnh là không chết sao. Nàng có chút hiếu kỳ, nói ra, chúng ta thường xuyên nghe nói Phượng Hoàng hội dục hỏa trọng sinh đây. Lam Tử Y lắc đầu, nói ra, ta còn không rõ lắm đây. La Quân nói ra, không có có đồ vật gì là có thể vĩnh viễn không chết, chỉ là tương đối mà nói, hội biểu hiện được sinh mệnh lực cường đại mà thôi. Hắn đón đến, nói ra, địa cầu đều có thể bị hủy diệt, huống chi là người. Lam Tử Y nói ra, ngươi nói không sai. La Quân còn nói thêm, đúng, trước ngươi nói nơi này đã có chỗ khác biệt, là tình huống như thế nào? Lam Tử Y khẽ chau mày, nàng nói ra, nơi này không nên có ban ngày. Âm diện thế giới từ trước đến nay đều là âm khí nồng đậm, đục không chịu nổi, đây là cái thế giới này khung hệ thống. Nhưng là hiện tại, ta nhìn thập điện Diêm La bên kia đã vô cùng không an phận. Lâm Băng nâng lên thập điện Diêm La cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng nói ra, bọn họ muốn dùng âm diện thế giới đến chủ đạo cái này thế giới bao la. La Quân hơi hơi hiếu kỳ, nói ra, phân âm dương, chính là ý trời. Bọn họ dựa vào cái gì cho là mình có thể cải biến thiên đạo an bài. Lam Tử Y buông buông tay, nói ra, cái này ta hiện tại cũng không biết. La Quân cũng là bất đắc dĩ, Lam Tử Y hiện tại trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng không thể cưỡng cầu. Bất quá La Quân cũng dần dần cảm thấy, chuyến này hành tẩu là phi thường có cần phải. Âm diện thế giới âm mưu là nhằm vào toàn bộ bên ngoài thế giới, đây là liên quan đến bên ngoài thế giới mỗi người sinh tử tồn vong. Bởi vì cái gọi là, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. La Quân thầm nghĩ, có lẽ chính mình có thể tại chuyến này bên trong biết rất nhiều chuyện. Có lẽ, chuyến này hành tẩu là cái thiên ý. Chỉ là hy vọng chính mình có thể lần nữa đến một số cơ duyên, đột phá trước mắt tu vi làm phức tạp đi. Cái này là La Quân ý nghĩ. Sau đó, một đường đi tới, đến 5 giờ chiều. Cái kia Minh Đô Thành rốt cục ngay trước mắt. La Quân cùng Lâm Băng là thay phiên bị Lam Tử Y hành tẩu, Lam Tử Y tốc độ quá chậm, y theo nàng cước trình, cái này 300 dặm đường muốn đi lên 3 ngày. Lúc này, trời chiều đem chân trời đám mây chiếu rọi đến đỏ rực. Lam Tử Y có chút chán ghét mắt nhìn chân trời, nàng nói ra, quá lâu không trở lại, nơi này thật sự là đại thay đổi. Âm diện thế giới không có âm diện thế giới bộ dáng, cái kia âm diện thế giới còn có tồn tại ý nghĩa sao? Câu nói này nói không phải là không có đạo lý. Tựa như là sinh linh trên thân mỗi một cái bộ phận đều là hữu dụng, khi một cái nào đó bộ phận không thời gian sử dụng đợi, tự nhiên tiến hóa bên trong liền sẽ biến mất. So như nhân loại liền không có cái đuôi.
Bất quá dưới mắt những này đều không phải là La Quân muốn quan tâm. Hắn cùng Lâm Băng đều đối cái này Minh Đô Thành tràn ngập hiếu kỳ, bên trong đến họp là cái dạng gì đâu. Minh Đô Thành kiến tạo là cổ thành kiến tạo, có cao cao thành tường, có phong hỏa đài chờ chút. Nơi này có thể tưởng tượng đi ra, trước kia quân đội tác chiến, binh lâm thành hạ chính là cái này tràng cảnh. Cái kia Minh Đô Thành cổng thành là mở ra, chỗ cửa thành có quỷ binh chấn giữ. Những quỷ binh kia, La Quân bọn người nhìn xa xa, liền cảm giác bọn họ cách ăn mặc cũng là hiện đại quân phục. Theo bên ngoài thế giới khác biệt duy nhất chính là, bọn họ đều là trang nghiêm màu đen. Cái này âm diện thế giới đến là phong kiến thời đại, vẫn là hiện tại thời đại. Làm sao cảm giác có chút sợ dở ương ương, La Quân có chút buồn bực nói ra. Lâm Băng cũng có cái này phiền muộn. Lam Tử Y nói ra, âm diện thế giới xưa nay không phát triển khoa học kỹ thuật, bọn họ đều là dốc lòng tu luyện, tận sức tại cổ võ. Cho nên, âm diện thế giới vũ lực giá trị là phi thường cường đại. Nếu như không phải là bởi vì bên ngoài thế giới có thần đế cái này kỳ nhân tồn tại, đem bên ngoài thế giới vũ lực giá trị chỉnh thể đề cao, không phải vậy lời nói, các ngươi tại âm diện thế giới trước mặt là không chịu nổi một kích. Lâm Băng nói ra, nếu là như thế, vì cái gì trước đó âm diện thế giới người không thừa dịp thần đế sư tôn không có quật khởi thời điểm nổi loạn đâu. Lam Tử Y nói ra, trước đó có địa tàng vương Bồ Tát cùng ta đang áp chế, bọn họ tự nhiên không dám vọng động. Bây giờ địa tàng vương Bồ Tát không biết đi nơi nào, mà ta lại tiến nhập luân hồi chuyển thế. Nàng đón đến, nói ra, những năm gần đây, âm diện thế giới người một mặt tại tích xúc thực lực, còn có một nguyên nhân, bọn họ cần nghĩ kỹ làm sao xâm chiếm bên ngoài thế giới, đổi lẫn nhau vị trí. Đó là cái đại công trình. Sau cùng còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là bọn họ kiêng kỵ thần đế. La Quân cùng Lâm Băng nghe được không khỏi tâm thần chập chờn, thần đế một người chi tôn, lại có thể làm cho cả âm diện thế giới kiêng kỵ, quá không nổi. Làm người khi như thần đế a. Chẳng lẽ hiện tại, bọn họ tìm ra xâm chiếm bên ngoài thế giới phương pháp? Lâm Băng nói ra. Lam Tử Y nói ra, ta còn không rõ lắm. Nàng đón đến, nói ra, hiện tại là một cái tuyệt đối kiếp số. Thần đế đi, địa tàng vương Bồ Tát biến mất, ta lại là như vậy bộ dáng. Quần ma loạn vũ, nhân gian kiếp nạn. La Quân cảm thấy run lên, Lam Tử Y nói lời nói này thời điểm, hắn chính thức cảm nhận được sát kiếp buông xuống. Cái này sát kiếp buông xuống, tới lại là như thế chi hung mãnh a. Lam Tử Y sau đó còn nói thêm, âm diện thế giới một mặt phát triển cổ võ, nhưng cũng thời khắc chú ý bên ngoài thế giới, quỷ xe buýt cũng là bọn họ chế tạo ra một cái tiện lợi. Bọn họ đem một vài cần cải biến, y theo bên ngoài thế giới cải biến. Nhưng là lại giữ lại rất nhiều âm diện thế giới cũ thói quen. Chỗ lấy các ngươi bây giờ nhìn lại mới có hơi dở dở ương ương. Thì ra là thế, La Quân cùng Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ. Dưới mắt chúng ta cứ như vậy đi vào sao? La Quân sang nghiêng nhìn cái kia cửa thành, nói với Lam Tử Y, giống như không có người nào đi vào, chúng ta như thế qua, có phải hay không quá rêu rao? Lam Tử Y nói ra, bình thường đều là quỷ xe buýt từ nơi này đi vào. Chúng ta trước đó chỗ là U Minh Hoàng Tuyền, chỗ nào không có người nào qua. Nàng đón đến, nói ra, những quỷ binh này bản sự rất yếu, các ngươi đều là tu vi cao thủ, chẳng lẽ không có thể lấy pháp lực đem bọn hắn mê hoặc. La Quân là lông pháp lực đều không có, cho nên, lập tức, La Quân thì nhìn về phía Lâm Băng. Lâm Băng nói ra, khoảng cách quá xa, ta nhất định phải đến gần mới có thể thử một lần. La Quân nói ra, như vậy đi. Chúng ta vẫn là chờ trời tối lại hành động. Hắn đón đến, nói ra, Lam Tử Y, chúng ta sau khi đi vào, sẽ không còn có vấn đề a. Lam Tử Y nói ra, cái này các ngươi yên tâm, Minh Đô Thành bên trong có thật nhiều nhân khẩu, tựa như là một cái đại đô thành một dạng. Bên trong loại người gì cũng có, cái gì phục thị đều có. Chúng ta sau khi đi vào, không có vấn đề gì. Mà lại, bên ngoài thế giới người xâm nhập tiến đến, vốn cũng không phải là đại tội. Thậm chí nơi này là rất lợi hại hoan nghênh mọi người vào ở tới. Âm diện thế giới người cũng là người, bên ngoài thế giới người đối với âm diện thế giới tới nói, cũng chính là hắc trong đám người xông tới người da trắng. Mà lại, chúng ta khí tức nơi này cải biến về sau, cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt. La Quân cùng Lâm Băng thở phào. Sau đó, La Quân hỏi Lâm Băng, sư tỷ, người dự định làm sao xông vào. Lâm Băng nói ra, chỉ cần bọn họ ý chí lực chẳng phải kiên cường,
ta có thể thông qua pháp lực cải biến tinh thần từ trường, tạo nên một cái huyền ảo tới. Đến lúc đó, bọn họ sẽ cảm thấy trước mắt người nào đều không có. La Quân không khỏi ngạc nhiên nói, còn có thể thần kỳ như vậy. Lâm Băng nói ra, rất lợi hại thần kỳ sao, đây là tối thiểu A, Trầm Mặc Nhiên đều có thể làm được. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cái gì gọi là Trầm Mặc Nùng đều có thể, nàng tu vi cao hơn ngươi có được hay không? Lâm Băng lập tức bạch La Quân liếc một chút. Ba người lúc này không vội mà đi vào, liền tìm xa xôi vị trí che giấu. Mọi người cũng đều có chút đói, trước hết cầm đồ, vật đi ra ăn. Ăn uống no đủ về sau, lẫn nhau ở giữa lại bắt đầu nhàn trò chuyện. Minh Đô Thành bên trong là cái gì cấu tạo? La Quân hỏi Lam Tử Y, nói, ta ý là, bên trong là do ai trưởng quản? Lam Tử Y nói ra, âm diện thế giới hết thảy 12 tòa thành, thập điện Diêm La, bình quân một người một tòa thành. Mà Địa Tàng Vương Bồ Tát có 2 tòa thành. Chẳng qua hiện nay, Tống Đế Vương thế lực mạnh nhất, Địa Tàng Vương Bồ Tát không tại về sau, hắn thay trưởng quản Địa Tàng Vương Bồ Tát 2 tòa thành. Cho nên, một mình hắn tương đương có 3 tòa thành. Mà Minh Đô Thành chính là Biện Thành Vương Tư Mã trưởng quản. Tư Mã cái gì? Lâm Băng nhịn không được hỏi. Tư Mã cái gì là có ý gì? Lam Tử Y cũng là sững sờ. La Quân vội ho một tiếng, nói, sư tỷ của ta ý là, hắn gọi Tư Mã cái gì? Lam Tử Y lắc đầu, nói, không hiểu các ngươi ý tứ. La Quân nói ra, Tư Mã là cái họ kép A, tên hắn kêu cái gì? Hắn tên đầy đủ tự Tư Mã A. Lam Tử Yên nói ra, ta dựa vào, như thế tùy hứng. La Quân nói ra, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi Lam Tử Y nói, vậy ngươi trước kia khẳng định không gọi Lam Tử Y à, ngươi trước kia kêu cái gì? Lam Tử Y nao nao, sau đó, nàng nói ra, ta nguyên lai không có cụ thể tên, tất cả mọi người tôn ta vì Hoàng Vương. La Quân vội ho một tiếng, hắn cũng chỉ có thể nói ra, ngươi điểu. Lam Tử Y nói tiếp, bất quá về sau tên của ta tựu Lam Tử Y. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, Lam Tử Y cái tên này đặc biệt không tệ, đặc biệt thích hợp ngươi đây. La Quân nói ra, vâng, ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi tên thì tầm thường nhiều. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi tại sinh ngươi thời điểm liền biết ngươi không giống bình thường, cho nên cho ngươi lấy cái tên này. Lam Tử Y nói ra, cái này không kỳ quái, ta chính là đầu thai chuyển thế. Khi sinh ra trước đó, là có thể thông qua mộng cảnh cùng mẫu thân của ta liên hệ. Còn nói không chính xác cái tên này thật sự là chính ta lên. Nàng kiểu nói này, cũng liền giải thích được. Sắc trời dần dần đen xuống tới. Khi sau khi mặt trời lặn, ở trên bầu trời cẩn trọng mây đen lần nữa hội tụ vào một chỗ, đem trọn cái bầu trời đều che đậy đứng lên. Bốn phía âm khí lần nữa bắt đầu vô cùng nồng nặc lên. Ở chỗ này, ban đêm tùy thời đều là vũ khí bốc hơi, âm khí cuồn cuộn. Thật là có chút U Minh Hoàng Tuyền vị đạo. Nếu như là một người xa lạ ban đêm xuất hiện lúc trước U Minh Hoàng Tuyền trong đất, tuyệt đối cho là mình là tiến vào phim điện ảnh và truyền hình bên trong Hoàng Tuyền lộ. Lại nói lúc này, Lâm Băng mèo eo hướng Minh Đô Thành chỗ cửa thành tiến lên. Nàng thân thể đã cùng đại địa dung nhập vào cùng một chỗ, lại là buổi tối, cho nên phá lệ không dễ bị người phát giác. La Quân cùng Lam Tử Y thì xa xa theo đuôi. Trên thực tế, Lâm Băng cùng La Quân có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, đến ý cảnh này về sau, người chính là đột nhiên xuất hiện tại một cái nữ nhân xa lạ trên giường. Nữ nhân kia đều sẽ vô ý thức cảm giác đến đương nhiên, không có có gì đáng kinh ngạc. Lâm Băng nhanh chóng đi vào Minh Đô Thành trước cửa thành. Thành này môn là thuộc về sau cổng thành, còn có một đạo cổng thành là trước cổng thành, một tòa thành, khẳng định là muốn trước sau thông suốt. Lâm Băng tại ở gần những binh lính kia về sau, cấp tốc chợt lách người đến các binh sĩ trước mặt. Cùng lúc đó, nàng thi triển ra nàng pháp lực, chế tạo ra một loại tinh thần từ trường huyễn cảnh. Loại pháp thuật này cũng là cùng loại tại camera màn ảnh trước lắp đặt phim đèn chiếu, để camera giám sát đến vẫn là không có vật gì. Nhưng trên thực tế, tình huống sớm đã khác nhiều. Đi, Lâm Băng cấp tốc cùng La Quân bọn họ chào hỏi. La Quân liền lập tức trực tiếp đem Lam Tử Y eo vừa kéo, tiếp lấy thì hướng bên trong điện vút đi. Đây cũng là sự cấp tòng quyền, dù sao Lam Tử Y tốc độ quá chậm. Lam Tử Y bị La Quân ôm đến rất không quen, nhưng lúc này, nàng tự nhiên cũng không dễ nói thêm cái gì. La Quân tại trải qua cổng thành thời điểm,
hắn hay là hai bên liếc nhìn liếc một chút. Mặc dù chỉ là vội vàng liếc nhìn liếc một chút, La Quân vẫn là đem những binh lính này biểu lộ thu sạch tại mắt. Rất nhanh, ba người đều chính thức tiến Minh Đô Thành bên trong. Lúc này, ba người liền có thể quang minh chính đại, nghênh ngang. Cái này chỗ cửa thành vẫn còn tương đối hoang vu, không có bao nhiêu người. Bất quá trong này kiến trúc đã là chung quy chung củ, trên đường trải nhựa đường, hai bên thì là đá xanh cửa hàng nhỏ. Bất quá chỉ là không có cái gì cây cối loại hình. Muốn đến, trong này cây cối là khó mà còn sống, cô âm không dài a. Một đường tiến lên, trên đường đã ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đi lại người. Lâm Băng tràn ngập hiếu kỳ dò xét hết thảy, hiện tại nàng đương nhiên sẽ không qua sách tìm Nhạc Quang Thần trả thù sự tình. Đó là một kiện rất lợi hại gian nan đại sự kiện. Lâm Băng cùng La Quân đều nhất trí cảm thấy trước giúp Lam Tử Y khôi phục chân thân về sau, sau đó tìm Lam Tử Y hỗ trợ là đáng tin nhất. Thậm chí, La Quân cho rằng, đến lúc đó Lam Tử Y mở miệng muốn cái Nhạc Quang Thần nhỏ như vậy nhân vật. Cái kia Thái Sơn Vương hẳn là sẽ không cự tuyệt. La Quân cùng Lâm Băng tuy nhiên hận Thái Sơn Vương, nhưng trong lòng bọn họ hận nhất lại là Nhạc Quang Thần. Chính là cái này tiểu nhân hèn hạ mới đưa tới Thái Sơn Vương bọn họ, cũng chính là cái này tiểu nhân hèn hạ mới đưa đến sư phụ bị giết. Lam Tử Y lúc này biểu lộ lạnh nhạt, không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Ngược lại là La Quân sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi làm sao? Lâm Băng nhìn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta vừa rồi tại lúc vào thành đợi nhìn xem chung quanh binh lính, ta phát hiện phần lớn binh lính đều bị ngươi huyễn cảnh mê hoặc. Nhưng là bên trong có một sĩ binh, xem ra hẳn là một cái tiểu đầu mục, hắn thần sắc có chút không đúng, giống như không có bị mê hoặc. Không thể nào, Lâm Băng giật mình. La Quân nói ra, ta cũng hy vọng là ta nhạy cảm. Lam Tử Y nhưng cũng là run lên, nàng nói ra, nếu như La Quân nói là thật, như vậy chúng ta bây giờ tình cảnh liền sẽ rất lợi hại hung hiểm. Một khi Minh Đô Thành bên này làm ra phản ứng, ta trở về tin tức lại bị tiết lộ ra ngoài. Như vậy chúng ta chuyến này về nhà con đường, liền sẽ hung hiểm vạn phần. La Quân nói ra, người bây giờ là chuyển thế chi thân, bí mật vô cùng. Thì coi như bọn họ gặp ngươi, cũng sẽ không đem ngươi nhận ra a. Lam Tử Y nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được, bình thường người nhận không ra. Nếu như gặp phải thần thông hạng người, khó tránh khỏi sẽ nhìn ra manh mối. La Quân cảm thấy run lên, nói ra, vậy chúng ta vẫn là muốn mau rời khỏi nơi này, không cần nhiều làm trì hoãn. Lam Tử Y gật gật đầu, nàng nói ra, bất quá chúng ta vẫn là muốn làm vạn toàn chuẩn bị, bởi vì một khi bị phát hiện thân phận ta, cho dù là chạy ra Minh Đô Thành, đằng sau còn phải xuyên qua Phong Đô Thành cùng Yến Đô Thành. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, La Quân ý đồ xấu là nhiều nhất, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. La Quân nói ra, ta nhìn còn không bằng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, ở chỗ này đợi càng lâu, làm thủ đoạn càng nhiều, lưu lại dấu vết lại càng lớn. Nhanh chóng nhanh rời đi về sau, bên này người cũng lục soát tra không được, cũng sẽ lười đi truy cứu những này giả dối không có thật đồ, vật. Có đạo lý, Lam Tử Y nhãn tình sáng lên. La Quân ngay sau đó liền nói, như vậy dưới mắt, sư tỷ ngươi đến cõng Lam Tử Y. Lâm Băng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta thể lực cũng không như ngươi, lại nói ta cũng là nữ. Vẫn là ngươi đến cõng cho thỏa đáng. La Quân cười khan một tiếng, nói, ta là không quan trọng, chủ yếu là sợ Lam Tử Y ngươi cảm thấy trai gái khác nhau. Lam Tử Y nói ra, sự cấp tổng quyền đi, nàng nói xong cũng bên trên La Quân cõng. Cái kia mềm mại ngực là không thể tự giác liền sẽ đè ép bên trên La Quân phần lưng. Loại cảm giác này là tiêu hồn. La Quân tuy nhiên không phải lần đầu tiên hưởng thụ loại tư vị này, nhưng nói đến, Lam Tử Y thân phận là không như bình thường. Cho nên loại kích thích này cảm giác vẫn là khác biệt. Sau đó, ba người thì triển khai cước trình, tận lực đi vắng vẻ lộ tuyến, hướng phía trước cổng thành chạy đi. Một đường nhanh như điện chớp. Lam Tử Y tại La Quân cõng lên giải thích, nói, Phong Đô Thành diện tích rất lớn, chừng 5.000 km vuông. Từ nơi này dọc theo ta nói tới nơi hẻo lánh đến trước cổng thành, thọc sâu thẳng tắp có 60 dặm lộ trình. Trong lúc này, có thể sẽ gặp được dòng sông, rừng cây, đầm lầy địa các loại. Trong thành còn có thể có đầm lầy. La Quân không khỏi sững sờ. Lam Tử Y nói ra, Minh Đô Thành lúc kiến tạo đợi, đứng trước rất nhiều đầm lầy. Đại bộ phận đầm lầy địa bị bổ sung đứng lên,
nhưng còn có bộ phận địa phương bởi vì diện tích lớn, chỗ ngồi vắng vẻ, liền dứt khoát vòng lên đứng lên, cũng không có bị bổ sung. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Một đường chỗ đi, bốn phía phòng ốc, đường đi đều đang lùi lại. Bởi vì là ban đêm, lại tăng thêm ba người tẩu vị đưa vắng vẻ, cho nên rất ít gặp được người. Ngẫu nhiên gặp được người, cũng là đối mặt cũng không đánh, trực tiếp thì lướt qua qua. Trong thời gian này, La Quân cùng Lâm Băng bởi vì là dựa vào chân tại chạy, cho nên rất nhiều không tiện đi địa phương, bọn họ đều có thể linh hoạt vận dụng. Dạng này tốc độ, thực đã so lái xe đều muốn nhanh. Cho nên 60 dặm lộ trình, cơ hồ cũng liền một giờ không đến. Sau đó, ba người liền đến trước cổng thành. Giờ phút này, trước cổng thành đã quan bế. Ở cửa thành chỗ còn là có rất nhiều đèn đuốc, cũng không ít binh lính tại trấn giữ. Nơi này thủ vệ thì so sau cổng thành muốn xâm nghiêm nhiều. Thành cửa bên cạnh có chuyên trách thiết thành ti kiến trúc xâm nghiêm, doanh trại trải rộng, cùng sở hữu 3.000 quỷ binh ngày đêm thay phiên trấn giữ. Bên trong cũng càng là không thiếu khuyết một số tuyệt đỉnh cao thủ. Cổng thành phụ cận, nhà dân đều đã bị rời đi. Nơi này là không cho phép tốt xấu lẫn lộn. Cho nên nói, La Quân bọn họ hiện tại đứng trước rất lớn một nan đề. Cái kia chính là làm sao xông ra qua. Xông vào, chỉ sợ là rất lợi hại khó khăn. Cái kia cổng thành là huyền sắt chế tạo, kiên cố vô cùng. Một khi dẫn động nơi này quỷ binh, nhất định lại là một phen huyết chiến. Huyết chiến không sao, một khi giết đến nhiều, sự tình làm lớn, sẽ trở thành thập điện Diêm La đều theo đuổi giết nguy cơ. Như vậy La Quân liền muốn nghĩ, làm sao lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này đâu. Lam Tử Y nói ra, buổi sáng 6 giờ, cổng thành sẽ mở ra. Nhưng là nơi này phòng thủ rất nhiều, cũng có cao thủ trấn thủ, chúng ta muốn theo trước đó biện pháp là cơ hồ không thể nào xông ra qua. Nàng đón đến, nói ra, mặt khác biện pháp chính là, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại đi ra ngoài. Bình thường thiết thành ti người sẽ đối với tiến đến người nghiêm ngặt điều tra, nhưng đối ra ngoài người hội rất khoan dung. Thiết thành ti bên này, sẽ đối với tiến đến người có cái đăng ký. Đây là vì phòng ngừa người có quyết tâm trong thành quấy rối. La Quân nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nếu như ta lo lắng trở thành thật, tại lúc vào thành đợi, chúng ta đã bị phát hiện. Như vậy hừng đông về sau chúng ta nghênh ngang ra khỏi thành, vậy liền vừa vặn tiến vào bọn họ trong lòng. Nhưng là cứ như vậy xông ra qua, cũng là không tốt lắm. Phương pháp tốt nhất, vẫn là muốn ngụy trang một chút ra khỏi thành. Lâm Băng nói ra, đều đến cái này trong lúc mấu chốt. Còn thế nào ngụy trang? Muốn ngụy trang không sớm một chút qua ngụy trang. Lam Tử Y nói ra, nếu là không ngụy trang, như vậy cũng chỉ còn lại có xông vào con đường này tạm biệt. Chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi, không phải vậy thời gian trì hoãn càng lâu, càng không an toàn. La Quân nói ra, tình huống trước mắt, ta sớm đoán được. La Quân đón đến, tiếp tục nói, vẫn là biện pháp cũ, ta qua đem cổng thành vỡ lở ra. Sau đó các ngươi thừa dịp hỗn loạn ra khỏi thành. Mặc kệ hành tung chúng ta đến có hay không bị phát hiện, nhưng là cứ như vậy, đều có thể che giấu tai mắt người, khiến người ta đoán không rõ ràng. Càng sẽ không liên tưởng đến Lam Tử Y trên người ngươi qua. Lam Tử Y nói ra, ngươi nên cẩn thận một số, thiết thành ti bên trong không thiếu cao thủ. La Quân gật đầu, nói ra, các ngươi chờ ở tại đây. Lâm Băng cùng Lam Tử Y gật đầu. Sau đó, La Quân liền hướng chỗ cửa thành ẩn núp mà đi. Đêm đen như vẩy mực. Cái kia chỗ cửa thành lại là đèn đuốc sáng trưng. Đèn lại là mẹ nó lóa mắt đèn chân không, là từ máy phát điện. Cái này âm diện thế giới bên trong, thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu, chiều này bên ngoài thế giới lấy kinh nghiệm địa phương, liền đều học qua tới. Cho nên, La Quân muốn thần không biết, quỷ không hay chui vào quá khứ, vậy thật đúng là có chút khó khăn. La Quân dứt khoát cũng thì không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp triển khai như chớp giật thân pháp hướng cổng thành tiến lên. Mọi người khoảng cách cổng thành ước 50 mét. La Quân chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian thì vượt qua cái này 50 mét. Hắn thân thể đang động thời điểm, khí tức đã khóa chặt chỗ cửa thành 20 tên thường trực binh lính. Đồng thời, La Quân cảm giác xuất hiện ở trận bên trong cầm đầu ra hỏa. Bình thường vào đầu người, hắn tức giận trận sẽ cùng phổ thông binh sĩ khác biệt. Loại này khác biệt vô pháp cụ thể nói ra, nhưng là chân thực tồn tại. Tối thiểu tâm tính đều sẽ khác biệt, trách nhiệm tâm, còn có ngạo nghễ chi tâm các loại.
Cái kia cầm đầu là cái thanh niên nam tử, một thân quân phục để hắn lộ ra thẳng tắp uy vũ. Hắn ước lượng chừng 25 tuổi, tu vi đã là kim đan đỉnh phong. Gia hỏa này dáng dấp vẫn rất tuấn thiếu, hắn gọi là Kim Tuấn Võ. Kim Tuấn Võ chính là Thiết Thành Ti một tên trung đội trưởng, hôm nay là hắn trực đêm thời gian. Hắn làm việc rất lợi hại phụ trách, tự mình ở chỗ này trông coi. Kim Tuấn Võ là trước hết nhất cảm nhận được địch tập, hắn cảm thấy hàn ý hiện lên, toàn thân lông tơ đều ngược lại đứng lên. Đây mới thực là dùng mình cảm giác. Cùng lúc đó, La Quân đã xuất hiện tại Kim Tuấn Võ trước mặt. La Quân đại thủ mở ra, giống như quái thú cự trảo bao phủ hướng Kim Tuấn Võ trán. Kim Tuấn Võ phản ứng rất nhanh, đầu co rụt lại, tiếp lấy thân thể vừa lui. Chỉ tiếc, hắn tu vi cùng La Quân chênh lệch quá lớn. Hắn vừa lui đồng thời, La Quân đi theo tiến lên trước một bước, sau đó, La Quân cự trảo lật một cái, lại là vững vàng bóp lấy Kim Tuấn Võ vị trí hiểm yếu. Đều đừng tới đây, La Quân nhìn lấy chung quanh binh lính rối loạn lên, hắn lập tức cưỡng ép Kim Tuấn Võ, A-xích nói ra. Những binh lính kia toàn bộ đao binh ra khỏi vỏ, chỉ gặp hiện trường bên trong nhất thời dương cung bạt kiếm. Cái kia Kim Tuấn Võ lại là y nguyên liền La Quân là cái dạng gì đều không thấy rõ, tâm hắn dưới kinh hãi, cái này cá nhân tu vi như thế nào cao như thế đây? Ngươi là ai, muốn làm gì? Kim Tuấn Võ giữ vững tỉnh táo, lạnh giọng quát. La Quân cười lạnh, hắn nói ra, ta muốn làm gì, liên quan gì đến ngươi? Hiện tại không muốn chết lời nói, để thủ hạ ngươi đem thành cửa mở ra. Cổng thành buổi sáng thì sẽ mở ra, ngươi lúc này vội vã ra ngoài, chẳng lẽ ngươi là đô thành trọng phạm? Kim Tuấn Võ nói ra. La Quân âm trầm nói ra, tiểu tử, biết quá nhiều sẽ chết rất nhanh, ngươi chiếu làm liền là. Kim Tuấn Võ không khỏi cười khổ, nói ra, chỉ tiếc, ta bất quá là Thiết Thành Ti không có ý nghĩa một cái trung tướng, ngươi cho dù là giết ta, bọn họ cũng sẽ không mở cửa thành ra. La Quân liếc nhìn hướng đám binh sĩ kia, quả nhiên không có một cái trước đi mở cửa a. Những binh lính kia bên trong, có một người trầm giọng nói ra, mở cửa thành chìa khóa tại ti trưởng trên tay, mỗi ngày đều là hai vị trung tướng đại nhân thay ca lúc, qua tìm ti trưởng đại nhân mời đến chìa khóa. Cho nên, chúng ta cho dù là muốn mở ra, cũng phải đi tìm ti trưởng. La Quân không khỏi sửng sốt, ta dựa vào, làm phức tạp như vậy a. Nếu như hắn là gặp được khoa học kỹ thuật hiện đại đại môn, sẽ còn suy nghĩ nhiều dưới. Muốn dưới có cần hay không phức tạp mật mã cái gì, nhưng là hắn nhìn thấy loại này cổng thành, vẫn là vô ý thức khinh thị. Đương nhiên, La Quân cũng không phải dễ gạt như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, các người bọn này oắt con, lấy vì muốn tốt cho lão tử lừa gạt đúng không? Cũng được, các ngươi không thể mở ra cổng thành, vậy lão tử thì đem toàn bộ các ngươi giết. Hắn nói xong trên tay tăng sức mạnh, thì là một bộ muốn giết chết Kim Tuấn Võ tư thế. Kim Tuấn Võ nhất thời cảm thấy ngạt thở cùng khó chịu, hắn vội vàng nói, tráng sĩ, chúng ta xác thực không có nửa câu nói ngoa a. Nếu ngươi không tin, có thể cùng ta cùng đi tìm ti trưởng đại nhân. La Quân tại tăng sức mạnh đồng thời, liền đang âm thầm quan sát này quần binh sĩ. Trực giác nói cho La Quân, đám người này lại là thật không có nói láo. Mẹ trái trứng, qua tìm ti trưởng chịu chết sao? La Quân chửi một câu. Sau đó liền cưỡng ép lấy Kim Tuấn Võ đi vào trước cửa thành, hắn nhìn chăm chú hạ thành môn huyền thiết khóa, ở giữa là sinh huyền sắt làm chốt cửa đem chọn cái huyền thiết khóa cửa ở. Hai bên là hai đạo khóa lớn. La Quân bất chấp tất cả, một chân mãnh liệt đá tới. Một cước này lực đạo hung mãnh đến cực hạn. Một cước này, đủ có thể đủ toái kim nứt ngọc. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này khóa lớn lại là không nhúc nhích tí nào. La Quân không khỏi mắt trợn tròn, cái này thật đúng là gặp quỷ a. Ổ khóa này là cái gì cấu tạo? Ngay vào lúc này, Kim Tuấn Võ nói ra, tráng sĩ, lực lượng ngươi tuy nhiên kinh người. Nhưng là cái này khóa lớn đều là bị chúng ta thành chủ dưới pháp lực cấm chế. Nếu như không có chìa khóa, ai cũng mở không ra. Trừ phi ngươi pháp lực có thể mạnh hơn chúng ta thành chủ. La Quân trợn mắt chừng một cái, hắn không có có pháp lực được không? Pháp lực, pháp lực. Lúc nào lão tử mới có thể pháp lực vô biên a? Như lão tử có thần đế tiền bối hoặc là lăng tiền bối pháp lực, cái này lại nơi đâu đi không được. La Quân nghĩ những thứ này cũng là bạch nghĩ, hắn hiện tại chạy tới một bước này, mở cung thì không quay đầu lại tiến. Cho nên,
chỗ hắn cảnh đã là vô cùng hung hiểm. La Quân ngẫm lại, xem ra thật đúng là chỉ có qua tìm ty trưởng đại nhân. Mang ta đi tìm các ngươi ty trưởng đại nhân, La Quân đối Kim Tuấn Võ nói ra. Không cần tìm, bản ty đã tới. La Quân lời nói vừa ra âm, phía bên kia bỗng nhiên bóng người đông đảo, hỏa quang nổi lên bốn phía. Lại là đại bộ đội đến đây. La Quân không khỏi âm thầm kêu khổ, ta dựa vào, lúc đầu coi là tông cửa xông ra là đơn giản nhất. Hiện tại xem ra, còn không bằng chờ trời sáng lại đi ra đây. Bất quá hừng đông ra ngoài, cũng có hung hiểm. Chủ yếu là La Quân đối vào thành môn thường có lo nghĩ, hắn luôn cảm thấy hành tung đã bại lộ. La Quân dưới mắt quản không nhiều lắm, hắn chăm chú cầm giữ ở Kim Tuấn Võ, mắt lạnh nhìn phía trước. Phía trước rất nhanh liền xuất hiện đen nghịt đám người. Hết thảy có chừng 300 tên quỷ binh, bọn họ vây quanh cái kia ty trưởng đại nhân đến đây. Tại ty trưởng đại nhân bên cạnh, còn có mấy tên cao thủ, ngoài ra còn có một tên trường bào pháp sư. Cái này ty trưởng đại nhân gọi là Hồ Thiên Hùng. Mà trường bào pháp sư thì là hành tẩu tại thành chủ Tư Mã thân thể biên quân sư, gọi là Tàn Bào. Người xưng Tàn Bào pháp sư. Còn lại mấy người cao thủ đều là quỷ soái cấp bậc. Còn có một tên quỷ vương tồn tại. La Quân liếc một chút liếc nhìn quá khứ, trong lòng nhất thời minh bạch một sự kiện. Phía bên mình hành tung quả nhưng đã bại lộ, không phải vậy lời nói, không có khả năng lập tức đến nhiều cao thủ như vậy. Những người này mẹ nó là tại ôm cây đợi thỏ a. Nhìn như vậy đến, như vậy chính mình cũng không tính oan. Vô luận như thế nào, đều là miễn không trước mắt cái này một lần. Hồ Thiên Hùng cả đám rất nhanh liền đến phụ cận. La Quân liền bị bao vây vào giữa, cái này gọi một cái chật như nêm cối a. Hồ Thiên Hùng tu vi đã là trường sinh cảnh ngũ trọng. Hơn nữa còn có sắc bén pháp bảo tại thân, đã là phi thường khủng bố tồn tại. Về phần cái kia Tàn Bào pháp sư, Tàn Bào pháp sư bộ dáng rất lợi hại quỷ dị, trên mặt hắn là lít nha lít nhít phải màu đen, trên tay cũng là như là dã thú móng vuốt. Hắn giống như là một cái yêu quái diễn biến mà đến. Nhưng lại chưa hoàn toàn biến hóa sạch sẽ ra hỏa. Trên thực tế, Tàn Bào pháp sư chính là chân chính người. Chỉ bất quá sinh ra thể chất khác hẳn với thường nhân, hắn dung hợp cái này âm diện thế giới âm khí luyện thì tà công, cho nên mới thành cái này dở dở ương ương bộ dáng. Trên thực tế, Hồ Thiên Hùng bộ dáng cũng có chỗ quái dị. Trên đầu của hắn có sừng, trên thân lông tóc phá lệ nồng đậm. Cái này âm diện thế giới người hấp thu âm khí tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến dị. Tu vi nông cạn người, ngược lại là dáng dấp bình thường nhất. Tàn Bào pháp sư thân thể tu vi không cao, nhưng hắn pháp lực lại là đến thái hư nhất trọng thiên cấp độ. Cái này Tàn Bào pháp sư địa vị là phi thường tôn sùng. Đám người này, sở dĩ lúc này cùng lúc xuất hiện, thật đúng là bởi vì La Quân bọn họ tại lúc đi vào đợi, tiết lộ hành tung. Về sau, tin tức này bị trên báo cáo qua. Tàn Bào pháp sư một mực đang thôi toán không chết băng hoàng đến, tuy nhiên hắn tính toán không chính xác, nhưng lại khiến người ta một mực đang chú ý. Cho nên tin tức này một truyền đến, Tàn Bào pháp sư lập tức liền gây nên cao độ coi trọng. Bởi vì sự kiện còn có quá nhiều sự không chắc chắn, cho nên Tàn Bào pháp sư cũng không qua kinh động thành chủ Tư Mã. Mà chính là lặng lẽ đến đây, hắn muốn đem người sau khi nắm được, lại đi báo cáo thành chủ. Giờ này khắc này, Hồ Thiên Hùng cả đám lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Tàn Bào pháp sư đầu tiên có chút khó chịu, ánh mắt hắn âm tà cùng cực, khiến người ta nhìn một chút đều rất lợi hại không thoải mái, gã sai vặt kia không phải nói bọn họ có ba người lập tức. Hai nữ một nam, là sao hiện ở chỗ này chỉ có một tên nam tử. Cái này một tên nam tử hiển nhiên không phải không chết băng hoàng, cho nên cũng khó trách Tàn Bào pháp sư hội rất khó chịu. Hồ Thiên Hùng nói ra, hắn muốn xông cổng thành. Chắc chắn sẽ không mang theo hai tên nữ tử vướng víu. Chỉ sợ là muốn trước đem thành cửa mở ra, sau đó lại mang cái kia hai nữ tử đào tẩu. Tàn Bào pháp sư nói ra, nói như vậy, cái kia hai tên nữ tử nhất định còn tại phụ cận. Lập tức phái người qua lục soát. Hồ Thiên Hùng gật gật đầu, hắn đối sau lưng tên kia quỷ vương Lệ Thanh nói ra, dẫn người qua điều tra. Lệ Thanh lập tức nói, đúng. La Quân trong lòng kêu khổ. Hắn cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Xem ra Lam Tử Y trở về, tin tức này đã lan truyền nhanh chóng, một chút cũng không có bảo mật tính a. Mình coi như là có thể ứng phó dưới mắt khốn cục, như vậy tiếp xuống đường cũng sẽ phi thường khó đi. Ta dựa vào,
lần này nhiệm vụ, chỉ sợ là chính mình từ trước tới nay đứng trước lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ a. Suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân đều muốn phía trước Lâm trước mắt đau đầu. Hồ Thiên Hùng hướng La Quân nhìn lại, hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi cảm giác cho chúng ta lại bởi vì trong tay ngươi một con tin mà hướng ngươi thỏa hiệp sao? La Quân mỉm cười, nói ra, sẽ không. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá làm tấm mộc cũng khá. Hồ Thiên Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi không có đào tẩu cơ hội, bản ti nhìn ngươi vẫn là cái nhân vật. Như vậy đi, ngươi thúc thủ chịu trói, đến lúc đó ngươi như thức thời, bản ti liền đưa ngươi tiến cử cho thành chủ đại nhân. Có lẽ ngươi còn có thể mưu cái một quan viên nửa chức. Tàn Bào Pháp Sư làm theo nói ra, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, bắt hắn, không sợ bắt không được mặt khác hai nữ nhân kia. La Quân cười ha ha, nói ra, vị này quái thúc thúc, ngươi nói như vậy liền không có mức độ. Ngươi còn là không bằng vị này ti trưởng đại nhân thông minh a. Ngươi cho rằng là hắn không muốn động thủ sao, mà chính là hắn cũng sợ hãi ta nha. Sợ hãi ngươi, trò cười. Tàn Bào Pháp Sư nói ra, ngươi đã là cá trong chậu, chúng ta có cái gì tốt sợ ngươi. La Quân nói ra, ngươi tuy nhiên pháp lực cao thâm, thực lực các ngươi cũng xác thực rất mạnh, ta vạn vạn không phải là đối thủ. Có thể là các ngươi pháp thuật ở chỗ này không thi triển được, ta như chen vào quỷ binh bên trong, các ngươi muốn bắt ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hồ Thiên Hùng liền lạnh lùng nói ra, nhưng ngươi muốn chạy trốn cũng càng không dễ dàng. La Quân nói ra, cái này xác thực không sai. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, đã chúng ta đều có điều cố kỵ, không bằng liền đến một trận công bình quyết đấu. Ti trưởng đại nhân ngươi là cao thủ bên trong cao thủ, chúng ta liền ở chỗ này, nhất quyết thư hùng. Nếu là ta thua, ta về sau thì thần phục với ngươi, đồng thời mặc cho ngươi xử trí. Đương nhiên, ta thực thua, khẳng định cũng là ngươi giao thất thịt. Nhưng là ta như may mắn thắng cái một chiêu nửa thức. Người thả ta ra khỏi thành, như thế nào? Hồ Thiên Hùng còn chưa lên tiếng, cái kia Tàn Bào Pháp Sư con ngươi đảo một vòng, nói ra, cái chủ ý này ta thấy được. La Quân hướng Tàn Bào Pháp Sư cười ha ha, nói ra, quái thúc thúc, nhìn ngươi con ngươi đảo một vòng, liền biết ngươi không có hảo ý. Ngươi khẳng định là nghĩ đến ta cùng ti trưởng đại nhân quyết đấu thời điểm, ngươi ở bên cạnh thi triển pháp thuật đúng hay không? Tàn Bào Pháp Sư tâm tư bị La Quân nói trắng ra. Hắn mặt mo không chịu được đỏ lên. Bất quá gia hỏa này thế nhưng là cái vô liêm sỉ đồ, vật, lại thêm khắp khuôn mặt là lân phiến, cho dù là đỏ mặt, người khác cũng là nhìn không ra. Cho nên Tàn Bào Pháp Sư cười lạnh một tiếng, nói, cho cười, hồ ti trưởng một người đối phó ngươi chính là dư xài, còn cần bản Pháp Sư ra tay với ngươi. La Quân liền chuyển nói với Hồ Thiên Hùng, hồ ti trưởng, theo ngươi thì sao? Hồ Thiên Hùng trầm ngâm một cái chớp mắt. Hắn thực là không nguyện ý cùng La Quân quyết đấu. Dù sao cái này La Quân lai lịch bí ẩn, tu vi cái gì, cũng là nhìn không rõ ràng. Cái này vạn chúng nhìn chừng chừng, chính mình đánh thắng còn dễ nói. Vạn nhất thua đâu, mất mặt a. Hắn đều là đứng ở cái này cao vị bên trên, căn bản không muốn đi bốc lên loại này không tất yếu hiểm. Có thể Tàn Bào Pháp Sư là cái xem náo nhiệt không ngại sự tình đại gia hỏa, hắn cũng có chính mình bản tính. Dù sao không phải cùng hắn quyết đấu, hắn đương nhiên duy trì. Hồ Thiên Hùng tự nhiên cũng biết Tàn Bào Pháp Sư đang suy nghĩ gì, nhưng Hồ Thiên Hùng hiểu hơn, dù cho đợi sẽ tự mình dựa vào Tàn Bào Pháp Sư thủ thắng, như vậy chính mình cũng rơi cái ám muội danh tiếng. Cái này còn không nói, chỗ có công lao còn phải rơi vào hắn Tàn Bào Pháp Sư trên thân. Cái này mẹ nó gọi cái gì sự tình a? Hồ Thiên Hùng nhìn La Quân liếc một chút, hắn cũng thật sâu minh bạch. Gia hỏa này một khi cuốn vào quỷ binh chi về sau, còn muốn bắt hắn sẽ rất khó. Có đôi khi nhiều người ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Lúc này, dù cho để quỷ binh rút đi cũng không kịp, La Quân vẫn có thể xông đi vào. Chúng quỷ binh đã trở thành La Quân tốt nhất yểm hộ chiều. Pháp Sư Đại Nhân, ngài pháp lực thâm hậu, nếu không ngài đến. Hồ Thiên Hùng đem khoai lang bỏng tay đá cho Tàn Bào Pháp Sư. Tàn Bào Pháp Sư nghe xong. Nhất thời tức điên cái mũi, hắn nói ra, gia hỏa này xem xét cũng là cái chiến sĩ, ta là pháp sư. Ngươi để cho ta một cái pháp sư đi cùng chiến sĩ cận thân chiến đấu. Hồ Thiên Hùng cũng biết mình nói không đáng tin cậy, dưới mắt cục thế, thật đúng là hắn xuất chiến tương đối tốt. Hồ Thiên Hùng đang suy nghĩ đồng thời,
La Quân cũng tại chú ý Lâm Băng bên kia tình thế. Hắn đã cảm giác Lâm Băng mang theo Lam Tử Y đào tẩu. Lâm Băng cũng không phải người ngu, biết loại tình huống này, La Quân một người đào tẩu tỷ lệ lớn hơn. Nhưng là như mang nàng cùng Lam Tử Y, vậy liền 200% bị bắt lại. Cho nên Lâm Băng tại cái kia đại bộ đội xuất hiện thời điểm, liền đã rất lợi hại không coi nghĩa khí ra gì mang theo Lam Tử Y đào tẩu. Đây là dựa vào đối La Quân năng lực một loại tín nhiệm. Hồ Thiên Hùng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, hắn nói ra, tốt. Dù sao, Hồ Thiên Hùng cũng là tu vi cao thâm đại cao thủ, là cùng loại với Thái Lan vị thánh sư kia tồn tại. Một đại nhân vật như vậy, làm sao có thể thật không dám cùng La Quân quyết chiến. Một cái thẳng tiến không lùi tu đạo tinh mãnh nhân, mặc dù sẽ cố kỵ, suy nghĩ một ít gì đó. Nhưng là một người như vậy, là không thể nào qua tránh thức từ tâm sợ hãi một ít gì đó. Tu đạo nhân, một khi tâm e sợ, liền sẽ thân tử đạo tiêu. La Quân ngay sau đó nói ra, nếu là quyết chiến, liền muốn giảng cái công bình. Ta bên này chỉ có tự mình một người, khẳng định là không thể nào có trợ thủ. Có thể thi trưởng đại nhân người khác biệt, riêng là ngài bên người vị pháp sư này đại nhân, xem xét cũng là đầy mình ý nghĩ xấu. Hắn đón đến, nói ra, ta cần ngài lấy thành chủ đại nhân danh nghĩa đến lập cái thề, cam đoan chúng ta cuộc quyết đấu này công bình. Hồ Thiên Hùng tâm lý nổi nóng chết, mẹ chứng, bắt người cũng không phải hắn muốn tới bắt. Mà lại cái này lạ lẫm ra hỏa đến có làm được cái gì hắn cũng không rõ ràng. Hiện đang khiến cho như thế cục diện khó xử, thật sự là tác nghiệt a. Cùng hắn nói nhảm cái gì, tàn bào pháp sư cũng là giận, hắn đột nhiên quát, khoảng chừng hai đội 30 người nghe lệnh, tiến đến đem cái này tặc tử cho bản pháp sư giết. Gia hỏa này trong lòng sát cơ lộ ra, đã là quyết định muốn hy sinh một số quỷ binh, sau đó hắn thi triển pháp thuật bắt La Quân. Hồ Thiên Hùng hơi hơi thở phào, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, muốn lôi đình bắt giết La Quân. Đây là phương pháp tốt nhất, hy sinh một phần nhỏ người, sau đó bắt gia hỏa này.